Long Vương Điện, Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm. Tập 5. Chương 106 bốn cực môn. Hắc Lôi là thế lực đại, nhưng trước sau là một cái hắc đạo tổ chức, cùng Tam Giác Vàng Võ Trang tập đoàn so sánh với, thí đều không phải, gần thứ phong một người, liền tiêu diệt một cái võ trang tập đoàn, kẻ hèn một cái Hắc Lôi, lại có thể nào uy hiếp đến Trương Huyền. Đối với Trương Huyền, Hàn Ôn Nhu là có tuyệt đối tin tưởng. Hắc Hồng xem Hàn Ôn Nhu trên mặt không biểu hiện ra một chút cảm xúc, lắc lắc đầu, chúng ta có câu cách ngôn, kêu ngé con mới sinh không sợ cọp, ta cảm thấy, dùng để hình dung lúc này ngươi, càng thêm chuẩn xác. Nga, nói như thế nào, Hàn Ôn Nhu dùng tay Liêu Hạ Nhĩ tấn tóc mái, rất có hứng thú hỏi một tiếng. Hoa Hạ có cổ võ, bốn cực môn, ngươi nhưng nghe nói qua. Hắc Hồng nhẹ nhàng phẩm trà. Không có, Hàn Ôn Nhu lắc đầu. Hắc Hồng đối với chén trà chậm rãi thổi khí, một hồi lâu, mới tiếp tục nói, Hoa Hạ, vẫn luôn là nổi tiếng thế giới vô số đại quốc, nhưng theo thời gian trôi qua, Hoa Hạ võ thuật dần dần xuống dốc, tất cả mọi người cho rằng, Hoa Hạ võ thuật, bất quá là một ít cường thân kiện thể, tu thân dưỡng tính biện pháp, không nghĩ tới, cổ võ đáng sợ. Hắc Hồng đem chén trà hướng trên bàn một phóng, hai tròng mắt một lăng. Bốn cực môn, đó là trong đó người xuất sắc, bốn cực môn chủ. Năm đó lấy sức của một người, độc đấu 37 người, đem đối phương tất cả bại lui. Thiên, một người xã đoàn đương ra theo bản năng há to miệng. Một người độc đấu 37 người, là cái gì khái niệm? Hoa Hạ, thật sự có cổ võ tồn tại. Đang ngồi người, toàn lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Hắc Hồng vừa lòng nhìn chung quanh người lộ ra biểu tình, tiếp tục nói, mọi người đều biết, mấy năm trước, có một đám quá giang long qua sông Ninh Tỉnh, mỗi một cái đều là hung danh hiển hách. Cái này ta biết, Hắc Hồng vừa dứt lời, liền có một người tiếp được lời nói cha, lúc trước những người đó, nhưng ở toàn bộ Ninh Tỉnh nhấc lên sóng gió động trời, kia mấy người các hung tàn, thực lực lại cường, chỉ là bọn họ huynh đệ mấy cái, liền trấn trụ vô số bãi, làm lúc ấy rất nhiều xã đoàn đại ca đối bọn họ đều tất cung tất kính, ta nghe nói, trong đó có mấy cái vẫn là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, thân thủ tương đương lợi hại. Ta cũng nghe nói qua chuyện này. Ngươi chỉ là nghe nói qua. Ta là thật sự gặp qua mấy người kia a, một đám đều là giết người không chớp mắt bỏ mạng đồ, lúc ấy có một cái đánh cuộc đương đuôi mù chọc bọn họ, này huynh đệ mấy cái sát tiến đánh cuộc đương chung, ngày hôm sau, cái kia đánh cuộc đương liền đóng cửa, đến bây giờ cũng chưa khai quá, nghe nói đã chết mấy chục cá nhân. Làm đến lúc ấy dư luận xôn xao, bất quá sau lại, không như thế nào nghe qua những người này tin tức. Không tồi, Hắc Hồng gật gật đầu, người sở dĩ nghe không được những người đó tin tức, là bởi vì mấy người này, đuôi mù chọc bốn cực môn chủ, bị bốn cực môn chủ ở thất chiêu trong vòng toàn bộ phế bỏ. Hắc Hồng tiếng nói vừa dứt, trên bàn liền ồ lên một mảnh. Lúc trước kia mấy cái quá giang long, có thể nói là ở trên đường hấp tấp, không người không biết, không người không hiểu, thực lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, lúc ấy tất cả mọi người cho rằng, về sau này Ninh Tỉnh ngầm xã đoàn, đem từ này mấy người chúa tể, đã có thể ở trong bất chi bất giác, đại gia không có này mấy người tin tức. Lúc ấy rất nhiều người còn ở suy đoán, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, nhưng vẫn luôn cũng chưa người biết. Thẳng đến hôm nay, bọn họ mới biết được đáp án, như vậy hung tàn người, thế nhưng bị người thất chiêu trong vòng toàn cấp phế đi, này bốn cực môn chủ, rốt cuộc là cái gì nhân vật. Hoa Hạ cổ võ, thật sự như thế lợi hại. Hắc lão đại, người nói nhiều như vậy, lại cùng cái kia A huyết có quan hệ gì? Hàn Ôn Nhu dựa vào ghế dựa thượng, biểu tình bình đạm hỏi, Hắc Hồng nói này đó. Người khác giật mình, nàng nhưng không giật mình, cùng thứ phong làm những cái đó so sánh với, này bốn cực môn chủ làm những cái đó sự, giống như là tiểu nhi khoa. A huyết, đó là bốn cực môn chủ thân sinh nhi tử, các ngươi giết, bốn cực môn chủ, thân sinh nhi tử. Hắc Hồng ngữ không kinh người chết không thôi. Lời này vừa ra, phòng trong ánh mắt mọi người, đều tập trung tới rồi Hàn Ôn Nhu trên người, ánh mắt kia chung, có người mang theo vui sướng khi người gặp họa, có người mang theo thương hại. Chọc tới lợi hại như vậy một cái nhân vật, Thanh Diệp, phỏng chừng cũng không nhiều ít nhật tử. Kia Hắc lão đại ý tứ là cái gì? Chúng ta Thanh Diệp cứ như vậy giải tán. Vẫn là, Hàn Ôn Nhu sắc mặt vẫn như cũ không như thế nào biến hóa. Ai giết A huyết, các người đem ai giao ra đây, việc này các ngươi Thanh Diệp không cần trộn lẫn. Ta chắc chắn ngươi Thanh Diệp tiếp tục tồn tại đi xuống, về sau này Ngân Châu, còn về các ngươi Thanh Diệp quản. Nếu không giao đâu, Hàn Ôn Nhu lại hỏi. Nha đầu, ta niệm ngươi tuổi trẻ, không nghĩ ngươi tự lầm, ngươi nếu không giao, Thanh Diệp, tùy thời đem bị thay thế được,
vẫn luôn đều vẻ mặt ôn hòa hắc hồng, lúc này mắt mạo tinh quang, ngữ khí cũng nghiêm khắc không ít. Hàn Ôn Nhu cười cười, hắc lão đại, kỳ thật cũng không gạt ngươi nói, liền tính chúng ta giao, ngươi trong miệng bốn cực môn, cũng không thể lấy hắn thế nào. Rắn độc đứng ở Hàn Ôn Nhu phía sau, nghe được lời này, tràn đầy cảm xúc gật gật đầu, hắn là gặp qua Trương Huyền cùng Thứ Phong động thủ người, kia phân sát phạt quyết đoán, hắn quang nhìn đều cảm thấy trái tim băng giá. Hắc hồng một phách cái bàn, ly chung nước trà đều tiệm ra tới, tiểu nha đầu, ngươi có chút cuồng vọng, bốn cực môn thế lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. Hắc lão đại, bốn cực môn thế lực, ta là vô pháp tưởng tượng, nhưng từ từ ngươi thấy người, hắn thế lực, đồng dạng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hàn Ôn Nhu khóe miệng gợi lên một mạt ý cười, giơ giơ lên di động, hắn tới rồi. Hàn Ôn Nhu vừa dứt lời, bát tiên lâu đại môn đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Trương Huyền đôi tay cắm túi, đứng ở bát tiên lâu cửa nhìn quét một vòng, ánh mắt ở mỗi một người xã đoàn đương ra trên người xẹt qua, cuối cùng nhìn về phía Hàn Ôn Nhu, như thế nào nháo. Trực tiếp sát vẫn là đi trình tự. Chính là người này, hắc hồng mặt mang nghi hoặc hỏi hướng Hàn Ôn Nhu. Đúng vậy, chính là hắn. Hàn Ôn Nhu gật gật đầu, làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế, sát A huyết người, cũng là hắn phái tới, người có thể đi tìm hắn tâm sự. Hắc hồng không nói gì. Hướng phía sau tên kia vẫn luôn chơi di động thanh niên phất phất tay. Thanh niên lộ ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, ngón tay ở trên di động liền điểm vài cái, đương di động phát ra một cái pentakill thanh âm sau, thanh niên đưa điện thoại di động hướng trong túi một trang, chiều Trương Huyền đi qua. Thanh niên mỗi đi một bước, đều sẽ vặn vẹo một chút khớp xương, phát ra tiếng vang. Uy, người biệt nữ chặt đứt, Trương Huyền nhìn thanh niên kia dùng sức quay đầu bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở nói. Chết! Thanh niên ở khoảng cách Trương Huyền không đến 5 mét khi, đột nhiên làm khó dễ, hắn một bước tiến lên trước, đôi tay đồng thời chiều Trương Huyền ngực huy đi. Ở thanh niên huy quyền nháy mắt, Trương Huyền nhìn mắt Hàn Ôn Nhu, Hàn Ôn Nhu đối Trương Huyền hơi hơi lắc lắc đầu, ý tứ là không cần sát. Trương Huyền hiểu rõ, từ bỏ không dưới 10 loại trực tiếp đánh chết đối phương khả năng, hắn một cái nghiêng người tránh thoát. Thanh niên cười lạnh một tiếng, quay đầu một cái tiên chân chiều Trương Huyền trên người rút đi. Trương Huyền thuận thế từ bên cạnh chiều Trương ghế dựa, ngăn cản đối phương này nhớ tiên chân. Thanh niên cẳng chân cùng chiếc ghế va chạm, ở trong nháy mắt, chiếc ghế liền chia 5 xẻ 7 mở ra, có thể thấy được này thanh niên chân có bao nhiêu trọng. Chương 107 cổ võ. Hắc Hồng thấy Trương Huyền thế nhưng có thể tránh thoát thanh niên hai chiêu, cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu nha đầu, người này có điểm thực lực, khó trách ngươi sẽ như vậy cuồng vọng, bất quá, còn phải nhớ đến lời nói của ta. Ngươi trong lòng tự tin, đặt ở bốn cực bề mặt trước, không đáng giá nhắc tới. Hắc lão đại, trước nhìn kỹ hãng nói đi. Hàn Ôn Nhu rất có hứng thú nhìn Trương Huyền cùng tên kia thanh niên động tác. Làm một người hình cảnh, Hàn Ôn Nhu tự thân cũng sẽ một ít quyền cước công phu cùng vật lộn, nhưng nàng phát hiện, chính mình sở học đồ vật, cùng tên này thanh niên sở biểu hiện ra ngoài hoàn toàn không giống nhau, thậm chí có thể nói, là hai cái cực đoan. Mặc kệ là vật lộn, vẫn là bắt, Hàn Ôn Nhu học. Đều là lợi dụng địch nhân khớp xương, cùng với trên người mềm yếu điểm cho chế phục, nhưng hiện tại, tên này thanh niên sở biểu hiện ra ngoài, chính là lực lượng tuyệt đối. Hàn Ôn Nhu ở trong lòng làm cái giả thiết, nếu đổi làm chính mình đi lên đối thượng tên này thanh niên, chính mình có thể căng bao lâu? 5 giây, vẫn là 10 giây, lại hoặc là trong nháy mắt đã bị đối phương đánh bại. Cổ võ, cái này danh từ, Hàn Ôn Nhu lần đầu tiên nghe nói, lúc này tràn ngập tò mò cùng hướng tới. Trương Huyền cùng tên kia thanh niên liên tục so chiêu, chuẩn xác mà nói, là thanh niên ở ra chiêu, Trương Huyền ở né tránh. Thanh niên liền ra mấy chiêu, cũng chưa có thể gặp được Trương Huyền góc áo, sắc mặt có chút khó coi, tốc độ đột nhiên nhanh hơn vài phần. À, tiểu nha đầu, tới gặp thấy cái gì kêu cổ võ đi, ngươi tự đại tâm, từ lúc này, sẽ thu hồi tới, mặc cho ngươi thế lực lại đại, một cái cổ võ cao thủ nếu muốn ngươi mệnh, cũng là thực nhẹ nhàng. Hắc Hồng một lần nữa cho chính mình đổ ly trà, đoan ở trong tay, ánh mắt xem kỹ phía trước. Trương Huyền liên tục né tránh, trong lòng cũng có chút bực bội, nguyên bản tưởng đầu tiểu tử này chơi chơi, bất quá xem tiểu tử này có điểm tức giận, Trương Huyền cũng không có tâm tư, ở đối phương lại một lần ra quyền đánh tới thời điểm, Trương Huyền thoáng nghiêng người né tránh, theo sau một cái thủ đao, chém vào thanh niên trên cổ. Trương Huyền lần này, có thể nói vừa nhanh vừa chuẩn, trước một giây còn vũ quyền uy vũ sinh phong thanh niên. Giây tiếp theo liền trước mắt tối sầm, một đầu tải đến trên mặt đất.
Hắc Hồng trong tay chén trà vừa mới đoan đến bên miệng, còn không có tới kịp uống xong đi, liền bởi vì trước mắt một màn hoàn toàn sửng sốt. Còn lại xã đoàn đương gia, cũng có chút phát ngốc, này tình huống như thế nào? Liền ở vừa mới, Hắc Hồng còn một ngụm một cái cổ võ, một ngụm một cái làm Hàn Ôn Nhu thu hồi tự đại tâm, kết quả Hàn Ôn Nhu gọi tới người chỉ ra tay một chút, liền đem Hắc Hồng thủ hạ cổ võ cao thủ cấp KO. Yên tâm đi, không có giết. Trương Huyền nhìn này nhóm người có chút sững sờ ánh mắt, giải thích nói. Hàn Ôn Nhu gợi lên khóe miệng, trên mặt hiện lên mỉm cười, quả nhiên, người nam nhân này, không có làm chính mình thất vọng, cái gì bốn cực môn, cái gì cổ võ cao thủ, ở trước mặt hắn, bất kham một kích. Hắc Hồng ngây người mấy giây sau, phản ứng lại đây, đứng lên, thu hồi trong mắt coi khinh, các hạ cũng là cổ võ giới người. Không biết sư thừa gì môn. Cổ võ, Trương Huyền nhíu nhíu mày, theo sau lắc đầu, không có sư phó, ngươi lại là người nào, này không phải xã đoàn đàm phán sao, cùng cổ võ có quan hệ gì. Các hạ hiểu lầm, Hắc Hồng đối Trương Huyền cười cười, nếu là xã đoàn chi gian sự, ta căn bản không cần tới đây, lần này tới. Bất quá là vì bốn cực môn chủ thân tử bị giết một chuyện. Bốn cực môn, lại là thứ gì? Trương Huyền kỳ quái hỏi. Hắc Hồng sắc mặt tức khắc trở nên khó coi rất nhiều, các hạ quá mức. Cái gì quá mức không quá phận, nếu không phải xã đoàn đàm phán, vậy làm cái gì bốn cực môn môn chủ chính mình lại đây, làm cái gì hư đầu ba não, thực lực không được, còn từng cái phái nhược kê lại đây tìm trừ, không có thời gian cùng các ngươi tại đây lãng phí. Trương Huyền một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Hắc Hồng nhìn nhìn Trương Huyền, lại nhìn nhìn nằm ở kia hôn mê bất tỉnh thanh niên, nhéo nhéo nắm tay, hảo. Các hạ nếu khinh thường bốn cực môn, có dám hay không tiếp được bốn cực môn khiêu chiến? Đến từ cổ võ khiêu chiến. Đến lúc đó gọi điện thoại liên hệ đi, không gì sự nói chúng ta liền đi trước. Trương Huyền đi lên trước, giữ chặt Hàn Ôn Nhu cánh tay, mang theo nàng chiều Bát Tiên lâu ngoại đi đến, quá trình giữa, xem cũng chưa xem Hắc Hồng liếc mắt một cái. Hàn Ôn Nhu đối Hắc Hồng cười cười, Hắc lão đại, vậy có thời gian, tái kiến lạc. Hắc Hồng đứng ở bàn Bát Tiên trước, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Trương Huyền bối cảnh, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Thanh Diệp thế nhưng cũng tìm cái cổ võ cao thủ tới hỗ trợ. Khó trách, Thanh Diệp có lớn như vậy tự tin, bất quá, cái kia người trẻ tuổi cũng quá mức bừa bãi, không đem bốn cực môn để vào mắt, tất nhiên muốn trả giá đại giới. Bát Tiên lâu ngoại trên đường phố một mảnh đen nhánh, tối tăm đèn đường mông lung. Rất khó cung cấp cái gì chiếu sáng hiệu quả. Trương Huyền, cổ võ là cái gì? Hàn Ôn Nhu đi ở Trương Huyền bên người, mặt đẹp thượng toàn là tò mò. Trương Huyền nghĩ nghĩ, giải thích nói, cũng coi như võ thuật một loại đi, bất quá lực sát thương càng cường, đại bộ phận cổ võ đều thất truyền. Vậy ngươi sẽ vài loại? Hàn Ôn Nhu nhìn Trương Huyền. Một loại, Trương Huyền không chút suy nghĩ phải trả lời nói, cổ võ thuộc về võ thuật một loại kéo dài. Nếu cẩn thận nghiên cứu đi xuống, cả đời đều không đủ nghiên cứu một bộ, một người học một loại cũng là đủ rồi. Hàn Ôn Nhu mắt đẹp trung lập lòe mãnh liệt ý động, có thể dạy ta sao? Hành a, người muốn học là có thể giáo. Trương Huyền không sao cả gật gật đầu, nhắc nhở nói, bất quá cổ võ luyện lên rất mệt, người phải làm hảo chuẩn bị. Ta không sợ mệt, Hàn Ôn Nhu ánh mắt kiên định lắc lắc đầu, liền ở vừa mới, nàng kiến thức tới rồi cổ võ uy lực. Làm nàng có một loại gấp không chờ nổi liền phải đi học tập xúc động. Ngươi tưởng gì thời điểm học? Liền đêm nay, ta muốn ngươi, trắng đêm dạy ta. Hàn Ôn Nhu vặn vẹo vòng eo, cánh tay ngọc quấn lên Trương Huyền cổ, nhả khí như lan. Ca quản lâu đình thanh tinh tế, bàn đu dây sân đêm nặng nề. Một đêm thời gian lặng yên mà qua, sáng sớm ánh mặt trời chói mắt. Trương Huyền mở to mắt, nhìn bên cạnh giống tuếch, thở dài, nữ nhân này. Thật đúng là cường thế a. Hàn Ôn Nhu ra cùng Trương Huyền lần trước tới thời điểm giống nhau, chỉ là trong thư phòng giấy khen toàn bộ bị xé xuống. Trên bàn cơm, có Hàn Ôn Nhu vì Trương Huyền chuẩn bị tốt bữa sáng, thấy như vậy một màn, Trương Huyền trong lòng cảm thấy một trận ngọt ngào, ngồi ở trên bàn, chính tinh tế phẩm vị bữa sáng đâu, chuông điện thoại thanh chói tai vang lên. Trương Huyền nhìn mắt điện báo người, có chút biểu tình mất tự nhiên tiếp khởi điện thoại, uy, Lâm Tổng. Ngươi ở đâu đâu? Lâm Thanh Hạm ở trong điện thoại hỏi. Ở, Trương Huyền trần chờ một chút, còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời. Lâm Thanh Hạm thanh âm lại vội vàng vang lên. Ngươi trước tới Địch Thánh Đặc, lúc này đây, đối với ngươi mà nói, là một cơ hội. Địch Thánh Đặc, Trương Huyền kỳ quái tự nói một tiếng, kia không phải cái pháp thức nhà ăn sao? Qua loa ăn xong rồi cơm,
Trương Huyền rời đi Hàn Ôn Nhu ra, hướng địch thánh đặc kiểu pháp nhà ăn đi. Này đại sáng sớm, cũng không phải địch thánh đặc buôn bán thời gian, Trương Huyền đã đến thời điểm, nhìn đến nhà ăn trước cửa chính dừng lại số chiếc siêu xe. Đây là, Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái đi vào nhà ăn chung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 108 khiêu chiến. Trương Huyền, này, vừa vào cửa, Trương Huyền liền nghe được Lâm Thanh Hạm thanh âm. Lâm Tổng, đây là làm sao vậy? Trương Huyền tò mò hỏi một tiếng. Lâm Thanh Hạm khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kích động biểu tình, thi đấu A. Pháp Quốc tới người, hướng Milan cùng Lê Nhưng khiêu chiến, hiện tại có quan hệ trực tiếp thí chủ nghệ đâu? Pháp Quốc tới, so chủ nghệ? Trương Huyền đầy mặt nghi vấn. Lâm Tổng, người mới vừa không phải nói, với ta mà nói là một cơ hội, chỉ không phải là xem các nàng nấu cơm đi. Đương nhiên không phải, Lâm Thanh Hạm bãi bãi tay nhỏ, nói ra ngươi đều không tin, lần này tới người, là Pháp Quốc Hoàng Thất. Ngươi có thể thử từ những người này trên người tìm được hợp tác cơ hội. Vừa nghe Hoàng Thất hai tự, Trương Huyền một chút liền minh bạch này phát sinh chuyện gì. Milan cùng Lê Nhưng, ở Pháp Quốc, vì Hoàng Thất nấu nướng, nàng hai sư phụ sắp tới ở Tiến Tu, nàng hai cũng thả một đoạn thời gian nghỉ dài hạn, thời gian này điểm. Tự nhiên có người muốn thay thế được nàng hai vị trí, đồng thời bao gồm thay thế được nàng hai sư phụ vị trí. Lâm Thanh Hạm cấp Trương Huyền giải thích một chút sự tình nguyên nhân gây ra, cùng Trương Huyền suy đoán cũng không kém bao nhiêu. Lần này, Pháp Quốc Hoàng Thất Thất Hoàng Tử cố ý chạy tới Hoa Hạ, vì lần này tỉ thí, đương một lần trọng tài. Thành viên Hoàng Thất chuyên môn đảm đương trọng tài. Đối với điểm này, Trương Huyền một chút cũng không nghi ngờ. Trương Huyền chính là tự mình thể hội quá một ít thành viên Hoàng Thất nhàm chán lên có thể nhàn tới trình độ nào, đừng nói riêng đảm đương trọng tài, chính là xem xong một chỉnh luân con kiến chuyển nhà, đều có khả năng. Pháp Quốc là một cái đối mỹ thực cực độ coi trọng quốc gia, không chút nào khoa trương nói, mỹ thực, ở Pháp Quốc nhân tâm chung, chiếm so đạt tới 1/3, là sinh mệnh không thể thiếu. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm kia hưng phấn bộ dáng, có chút vô ngữ, Lâm Tổng. Ta sao phát hiện Milan bị người khiêu chiến, người giống như thực hưng phấn A. Bị Trương Huyền như vậy vừa nói, Lâm Thanh Hạm cũng có chút ý thức được chính mình thất thố, mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, có sao? Có, Trương Huyền gật gật đầu, thực nghiêm túc nói, người liền một chút đều không lo lắng Milan thua. Sẽ không thua đi, Lâm Thanh Hạm mở to hai mắt, Milan cùng Lê Nhưng lão sư, chính là Pháp Quốc Hoàng thất chủ bếp. Này không thấy được, Trương Huyền lắc lắc đầu. Đối phương nếu có thể từ Pháp Quốc theo tới Hoa Hạ, kia khẳng định làm sung túc chuẩn bị, bao gồm không vận mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, người phải biết rằng, nguyên liệu nấu ăn đối với nấu nướng tới nói, là đặc biệt quan trọng, Milan các nàng, phần thắng rất nhỏ a. Lâm Thanh Hạ nguyên bản có chút hưng phấn thần sắc, ở Trương Huyền dứt lời lúc sau, hoàn toàn biến mất, vừa mới nàng thật đúng là không nghĩ tới phương diện này. Địch Thánh đặc nhà ăn nội đầu bếp cùng phục vụ sinh, lúc này đều vẻ mặt kích động đứng ở một bên. Khi bọn hắn biết được đã đến chính là người bổn quốc hoàng tử, còn có hoàng thất đầu bếp thời điểm, trong lòng kia phân kích động bộc lộ ra ngoài. Trương Huyền ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng đem lực chú ý đặt ở một cái Pháp Quốc soái ca trên người, đối phương ăn mặc Louis Vuitton áo sơ mi, lưu trữ một đầu màu vàng tóc quăn, thiên lam sắc đôi mắt giống như hải dương giống nhau. Trương Huyền từng ở Pháp Quốc hoàng thất đãi quá một đoạn thời gian, nhưng cũng không có gặp qua cái này thất hoàng tử, đồng dạng. Thất hoàng tử cũng chưa thấy qua Trương Huyền bản nhân, nếu không hiện tại hắn, tuyệt đối vô pháp ngồi trụ, sẽ ở trước tiên vì Trương Huyền hành thượng đại lễ. Trương Huyền, người không cần nhìn chằm chằm vào nhân ra xem, tuy rằng Charlie bác nạp đặc hoàng tử sẽ không để ý này đó, nhưng này tóm lại là không lễ phép hành vi. Lâm Thanh Hạm thấy Trương Huyền vẫn luôn đánh giá thất hoàng tử, nhịn không được nhắc nhở nói. Tại đây địch thánh đặc nhà ăn, bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trên thực tế... Nơi này bốn phía đã bị nghiêm mật bố khống lên, tuy rằng hoàng tử chuyến này là tuyệt đối nghiêm mật, nhưng an toàn thi thố giống nhau đều sẽ không thiếu, nếu Lâm Thanh Hạm không phải có Milan các nàng tầng này quan hệ, cũng vô pháp đứng ở chỗ này. Charlie hoàng tử cũng cảm nhận được Trương Huyền ánh mắt, hướng Trương Huyền làm một cái mỉm cười. Đối với cái này Charlie hoàng tử, Trương Huyền tuy rằng chưa thấy qua, nhưng cũng nghe nói không ít thứ này sự tích, cái này năm ấy 20 tuổi thanh niên. Quả thực chính là một cái lang thang không kiềm chế được tình thánh, ngày thường liền thích toàn thế giới chu du, thiếu hạ vô số phong lưu nợ. Trương Huyền đứng ở Lâm Thanh Hạm bên cạnh, nhà ăn nội sau bếp đã truyền ra từng trận mùi hương. Thanh Hạm, người tới một chút, Milan đột nhiên xuất hiện ở phía sau bếp cửa,
hướng Lâm Thanh Hạm phất phất tay. Lâm Thanh Hạm cảm thấy ngoài ý muốn, không rõ Milan lúc này kêu chính mình làm gì. Trương Huyền ngươi cũng ở, thật tốt quá, mau tới. Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền hai người liếc nhau, đồng thời chiều sau bếp phương hướng đi đến. Một người thân xuyên màu đen Âu phục Pháp quốc bảo tiêu ngăn lại hai người, chiều Charlie hoàng tử nơi địa phương nhìn thoáng qua. Charlie hoàng tử phất phất tay hướng bảo tiêu ý bảo. Có Charlie hoàng tử mệnh lệnh sau, bảo tiêu mới cho đi. Trương Huyền nhìn đến, toàn bộ sau bếp chia làm hai đại khối, từ trung gian ngăn cách, đang ở nấu nướng người đều không thể nhìn đến chính mình đối thủ đang làm cái gì. Lê nhưng chính nằm ở thất thượng, tỉ mỉ đùa nghịch một mâm điểm tâm. Thanh Hạm, lần này ngươi nhưng đến giúp ta. Milan giữ chặt Lâm Thanh Hạm cánh tay, nhỏ giọng nói, nàng mặt đẹp thượng tràn ngập nôn nóng. Làm sao vậy, Lâm Thanh Hạm xem bạn tốt như vậy, cũng thay Milan nhéo đem hãn. Nguyên liệu nấu ăn vấn đề bái. Trương Huyền mở miệng, hắn đi vào sau bếp, ánh mắt có trong hồ sơ bản nguyên liệu nấu ăn mặt trên nhìn quét một vòng, cùng hoa hạ mỹ thực bất đồng, Pháp quốc mỹ thực, càng chú trọng đối nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị thể hiện, nguyên liệu nấu ăn tốt xấu, quyết định hương vị mấu chốt, không cần tưởng, đối phương tất nhiên làm sung túc chuẩn bị, không vận tới nguyên liệu nấu ăn, này đối Milan tới nói, thực không công bằng. Đúng vậy, Milan nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, liên tục gật đầu. Nơi này nguyên liệu nấu ăn tuy rằng cũng coi như mới mẻ, nhưng cùng đặc phu mang đến kém quá nhiều, lúc này đây hắn là xem chuẩn cơ hội, mượn lão sư nghiên cứu tân đồ ăn phẩm thời điểm, chuyên môn bay đến Hoa Hạ tới tìm chúng ta, nếu chúng ta lần này thua, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, lão sư ở quốc nội địa vị đều sẽ đã chịu uy hiếp, ta cùng Lê khá vậy rất có khả năng hàng chức. Quả thực là quá không biết xấu hổ, Lâm Thanh Hạm vẻ mặt tức giận, Milan, kỳ thật ngươi có thể tìm Charlie hoàng tử lưu một chút. Này căn bản là không công bằng. Vô dụng, Trương Huyền lắc lắc đầu, cấp Lâm Thanh Hạm giải thích, Pháp quốc người ở đối đãi mỹ thực thái độ thượng, chính là như thế, đối phương nếu xa xôi vạn dặm tới khiêu chiến Milan, này liền thuyết minh Milan chức vị ở bọn họ phía trên, quan điểm này, liền đủ để cho Milan cần thiết tiếp thu đối phương khiêu chiến, này liền như là nào đó võ sĩ đạo tinh thần đi, liền tính biết rõ không địch lại, cũng đến rút đao. Này, Lâm Thanh Hạm há miệng thở dốc, Milan, ta có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi có thể hay không an bài người đi hải sản thị trường giúp ta mua chút nguyên liệu nấu ăn tươi mới trở về, còn có cái loại này sinh hoạt thổ gà, ta cũng yêu cầu một con. Milan nhanh chóng tự hỏi chính mình yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Chương 109 cái gì đồ ăn? Milan vừa mới nói xong, Lâm Thanh Hạm còn không có tới kịp trả lời, liền nghe Trương Huyền thanh âm vang lên. Vô dụng, Ngân Châu thị hải sản thị trường liền như vậy mấy cái. Nhà này nhà ăn sở mua được chính là mới mẻ nhất, hiện tại làm người đi tuyển mua, lấy tới cũng không nhất định so hiện tại hảo, mà nơi này thổ gà thịt chất, ở pháp thức nấu nướng thủ pháp thượng, cũng không chiếm bất luận cái gì ưu thế, các ngươi lần này tỉ thí, có quy định đồ ăn phẩm sao? Trương Huyền hỏi một tiếng. Không có, Milan lắc lắc đầu trả lời, nhưng Charlie hoàng tử yêu thích đồ ăn phẩm, chỉ có như vậy mấy cái. Này sau bếp không khí, có chút trầm mặc. Lê nhưng đùa nghịch xong thất thượng kia nói điểm tâm, cũng không biết bước tiếp theo nên làm cái gì, nếu dựa theo bình thường như vậy tới nấu nướng nói, liền hiện tại này đó nguyên liệu nấu ăn, các nàng thua định rồi. Thua lần này tỉ thí, đối với các nàng tới nói, nhưng không đơn giản là mất mặt đơn giản như vậy, liên quan đến chính mình tiền đồ, đồng dạng liên quan đến lão sư, nhưng hiện tại các nàng, thật sự đã bị buộc thượng tuyệt lộ, các nàng đối thủ cũng không phải tay mơ, đồng dạng là tinh thông nấu nướng thủ pháp đầu bếp. Trương Huyền nhìn thất thượng đồ ăn phẩm, ở trầm ngâm. Như vậy, người trước nói cho ta, người muốn làm cái gì đồ ăn đi? Nói cho ngươi, Lê nhưng kỳ quái nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, không rõ nói cho người này có gì dùng. Milan nhưng thật ra biết Trương Huyền đối Pháp quốc đồ ăn cũng có chút hiểu biết, hiện tại đơn giản ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, nhìn xem Trương Huyền có thể hay không đưa ra cái gì kiến nghị đi. Đạo thứ nhất đồ ăn, muốn làm lửa đốt điêu cá. Điêu cá, Trương Huyền suy nghĩ một chút, theo sau vén tay áo, trực tiếp tay không ở bên cạnh hải sản lưu chung vớt một con cá ra tới. Trương Huyền này một động tác, dọa Milan nhảy dựng, nàng nhịn không được hỏi, Trương Huyền, ngươi làm cái gì? Đương nhiên là nấu cơm, chẳng lẽ còn có thể xem hai ngươi thua à? Trương Huyền đem trong tay cá dùng sức quăng ngã ở trên thớt, đồng thời cầm lấy một phen lân đao, nhanh chóng loại trừ vảy cá, hiện tại không có tươi sống điêu cá. Nhưng cũng có thể sử dụng lư ngư tới thay thế, Milan, ngươi cho ta chuẩn bị một ít thì là,
dùng nghiên bát mài nhỏ bát giác, thêm số lượng vừa phải muối cùng hồ tiêu hỗn hợp ở một khối. Cái kia lê nhưng, người đánh một cái trứng gà, gia nhập 2 khắc mỡ vàng, 2 khắc nước chanh, lại dùng muỗng nhỏ muối cùng ớt cay thủy gia vị, nhất định phải quấy đều. Trương Huyền ngữ tốc nhanh chóng, đồng thời tốc độ cũng thực mau, đang nói chuyện quá trình gian, hắn đã đem lư ngư lân toàn bộ loại trừ, mổ bụng. Milan cùng Lê Nhưng đứng ở một bên, còn bởi vì Trương Huyền hành động có điểm phát ngốc. Trương Huyền, người làm chúng ta làm này đó là, Milan đầy mặt nghi hoặc. Từ từ cho các ngươi giải thích, mau đi làm. Trương Huyền đã bắt đầu rửa sạch lư ngư nội tạng, hắn thủ pháp phi thường thành thạo, chẳng sợ khó nhất tẩy má bộ, cũng chỉ đào một chút liền rửa sạch sạch sẽ. Milan nhìn Trương Huyền vài giây, theo sau quay người lại, dựa theo Trương Huyền lời nói, đi tìm bát giác chờ phụ tài đi. Lê Nhưng, ấn Trương Huyền nói làm. Trương Huyền rửa sạch xong lư ngư nội tạng, lại tìm ra một ít cây nghệ phấn, ngã vào cơm trong nồi, nấu đến một ít cơm. Milan, hai ngươi nhớ kỹ lời nói của ta, ta nói như thế nào, ngươi như thế nào làm, tình huống hiện tại, vô pháp ở nguyên liệu nấu ăn thượng vượt qua đối phương, chúng ta chỉ có thể tìm lối tắt, ngươi đem mài nhỏ thì là cùng bát giác, đều đều bôi trên lư ngư trong cơ thể, một chỗ đều không thể buông tha, lại ở lư ngư trên người rải chút dầu quả chám cùng tiêu xay, để vào nướng lò, quay 23 phút tả hữu, chú ý, thời gian này không có hạn chế, đãi hai mặt kim hoàng, đuôi bộ phiếm hồng khi lấy ra. Thượng hồi hương cùng cồn. Chờ cá thân châm hỏa. Lê Nhưng, ta vừa mới làm ngươi quấy nước sốt, muốn cách thủy tăng nhiệt độ, chờ cá thân hỏa tắt sau, đều đều tưới đi lên, cơm chưng chế thập phần thục, cũng muốn tưới thượng nước sốt, thịt cá kinh lửa đốt sau càng vì tiên hương chọc vị, hồi hương khí vị cũng sẽ càng thêm nồng đậm, ở mùi hương thượng, muốn viễn siêu điêu cá. Lại thông qua cây nghệ cơm để hương, có thể đem món này mùi hương hoàn toàn phát huy ra tới. Trương Huyền một hơi nói xong, cũng không lý Milan cùng Lê chính là không lý giải, lại lần nữa hỏi. Đạo thứ hai đồ ăn là cái gì? Hải ngao tôm. Hải ngao tôm, Trương Huyền đứng ở thớt trước tự hỏi 2 giây, theo sau tự lu nước lấy ra một con tươi sống tôm hùm, tuy là tươi sống, nhưng lại so với không thượng Milan đối thủ mang đến thịt chất chặt chẽ, no đủ. Lấy chút long hào cùng rau cần hành, hồng hành tây, nghiền nát hắc hồ tiêu, làm ấp, đem rau cần thô nhận sợi cạo, lấy 40 khắc cắt thành tiểu khối. Dư lại cắt thành 5mm thô, 6cm lớn lên cao nhồng. Hồng hành tây cắt thành tế mạt. Trương Huyền động thủ vì tôm hùm phóng nước tiểu, thiết chảm, trong miệng không ngừng phân phó. Lấy 70 khắc mỡ vàng, phóng trong nồi tiểu hỏa hòa tan, trưng đi hơi nước, lưu 60 khắc tịnh mỡ vàng, mau. Nga, Milan bên này vừa mới đem lư ngư bỏ vào lò nướng, liền chạy nhanh chạy tới nghe Trương Huyền phân phó, bắt đầu hòa tan mỡ vàng. Lê Nhưng. Ngươi lấy mỡ vàng 40 khắc, đem rau cần điều hơi xào, theo sau dùng thủy hầm nấu, muốn bảo đảm rau cần giòn độ, Milan, mỡ vàng hóa khai sao. Trương Huyền đã thiết hảo tôm hùm, lột đi sát ngoài, từng điều mới mẻ tôm thịt bãi ở trước mắt. Trương Huyền động tác thực mau, mau đến Milan cùng Lê Nhưng đều có chút luống cuống tay chân, nếu không phải Trương Huyền thời thời khắc khắc ở nhắc nhở, nàng hai sẽ vội thành hỏng bét. Hảo, hóa khai, Milan trả lời. Nghe được Milan thanh âm, Trương Huyền liền kiểm tra đều không có, trực tiếp đem cắt nát tôm đầu bỏ vào mỡ vàng trong nồi, xứng với hồng hành tây mạt, bắt đầu phiên xào, ở tôm đầu phiếm hồng khi, đảo thượng brandy, xử trong nồi bốc cháy lên minh hỏa. Đây là, Milan nhìn Trương Huyền cách làm, trong lòng lại ở kinh hãi, lúc trước nàng sư phụ từng cho nàng nói qua, một ít nấu nướng đại sư, có thể dùng hữu hạn nguyên liệu nấu ăn, đem đồ ăn mỹ vị lớn nhất trình độ phát huy ra tới, hiện tại Trương Huyền làm. Bất chính là như thế sao? Lấy loại trừ hơi nước tịnh mỡ vàng tới thanh xào tôm đầu, xứng với hành tây mạt, brandy, sử minh hỏa thiêu đốt, lớn nhất trình độ loại trừ tôm đầu mùi tanh. Theo sau, Trương Huyền lại ở Milan giật mình trong ánh mắt, hướng trong nồi gia nhập hậu bơ, long hao, cùng với muối cùng hồ tiêu, như vậy cách làm, là Milan căn bản là không dám, càng là nhiều gia vị, càng là nhiều nguyên liệu nấu ăn, sẽ khiến cho mỹ thực hương vị trở nên càng thêm khó có thể nắm lấy. Tựa như muối nhiều sẽ khổ, đường nhiều sẽ nị, hiện tại hắn như vậy phóng, chẳng lẽ sẽ không xử ra vị xuyến vị sao? Trương Huyền nhìn ra Milan trong mắt nghi hoặc, một bên phiên xào trong tay nồi sạt, một bên mở miệng cấp Milan giải thích, phối hợp hậu bơ, có thể ngao chế nước sốt áp súc tôm đầu, hương liệu rau dưa, brandy, long hao, hợp lại tiên hương, vô luận chấm thực tôm thịt vẫn là rau cần đều thật tốt, đồng dạng, như thế phiên xào phương pháp, có thể cho tôm thịt lớn nhất trình độ co rút lại.
tăng lên vị, bất quá phải chú ý một chút, bởi vì mỡ vàng lúc sau muốn lưu dụng điều tương, cho nên ở lúc ban đầu xào tôm đoạn khi cần chặt chẽ khống chế hỏa hậu. Tránh cho mỡ vàng đốt trọi, ảnh hưởng mỹ quan, phá hư phong vị, pháp thức mỹ thực, chính là thực chú trọng nhan giá trị. Trương Huyền tiếng nói vừa dứt, cánh tay dùng sức, lại là một đạo mỹ thực ra nồi. Tới, tiếp theo nói đồ ăn là cái gì? Chương 110 nấu nướng nghệ thuật. Trong phòng bếp, một đạo lại một đạo mệnh lệnh từ Trương Huyền trong miệng nói ra, ban đầu, Milan cùng Lê Nhưng, đều là ôm hồ nghi thái độ đi làm, nhưng tới rồi hiện tại, nàng hai thân thể, đã là theo bản năng đang nghe từ Trương Huyền mệnh lệnh. Đồng dạng thân là đầu bếp, Milan cùng Lê Nhưng hai người, đối mỹ thực lý giải đều là phi thường thâm, Trương Huyền nói một ít vấn đề, nàng hai chỉ là hơi tự hỏi, là có thể minh bạch trong đó ảo diệu, nhịn không được đối Trương Huyền giơ ngón tay cái lên tới. Lâm Thanh Hạm đứng ở một bên, Trương Đại cái miệng nhỏ, giật mình nhìn Trương Huyền, nàng chưa bao giờ biết Trương Huyền sẽ nấu cơm, càng không biết, Trương Huyền trù nghệ lại là như vậy cao, ngay cả Milan cùng Lê Nhưng, đều phải cùng cái học sinh giống nhau, dựa theo hắn yêu cầu đi làm. Thân là một cái tiểu tham ăn Lâm Thanh Hạm, vào lúc này cảm giác chính mình giống như bỏ lỡ cái gì, như vậy một cái đầu bếp tại bên người, chính mình thế nhưng không làm hắn nấu cơm. Trương Huyền đương nhiên không biết Lâm Thanh Hạm hiện tại trong lòng ý tưởng. Milan, đạo thứ bảy đồ ăn là cái gì? Không có, chỉ có lục đạo đồ ăn. Milan cầm lấy màu trắng khăn ướt, lau cái trán mồ hôi, nàng chưa từng có cảm giác, nấu nướng là một kiện như vậy mệt sự. Hôm nay chính mình, giống như lại về tới lúc trước vừa mới cùng lão sư học tập thời điểm, luống cuống tay chân, thừa nhận cái loại này áp lực. Không, Trương Huyền mang cho chính mình áp lực, so lão sư lúc trước lớn hơn nữa. Milan cũng không ngừng một lần phối hợp quá chính mình lão sư tiến hành nấu nướng, từ ban đầu học đồ, đến sau lại, có thể cùng lão sư cộng đồng nghiên cứu chế tạo tân đồ ăn phẩm, phân tích đồ ăn phẩm chung hương vị. Nhưng hôm nay, nàng phát hiện, chính mình lại biến thành lúc trước kia ngây thơ mờ mịt học đồ, ở Trương Huyền một đạo lại một đạo ra mệnh lệnh, liền một câu đều cắm không thượng, bởi vì nàng không biết chính mình nên đưa ra cái dạng gì kiến nghị. Mệt là mệt, nhưng kết quả là làm Milan cùng Lê Nhưng đều cảm thấy vui sướng. Nàng hai nhìn hiện tại bãi ở bàn trên đài lục đạo mỹ thực, ở nấu nướng phía trước, nàng hai ai đều không có nghĩ đến, này đó bình thường nguyên liệu nấu ăn, trải qua đặc thù thủ pháp, nhiều loại phối liệu điều hòa, có thể xuất hiện ra như vậy mỹ vị, kia hương vị, so với chính mình ở Hoàng Thất, dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn nấu nướng, còn mạnh hơn thượng một phân. Trương Huyền, người rốt cuộc là như thế nào làm được? Milan đến bây giờ, đều có chút không thể tin được trước mắt này hết thảy là thật sự. Động não, Trương Huyền duỗi tay chỉ đầu mình, mỹ thực, trước nay đều không có cố định cách làm, một cái đầu bếp trong đầu, nhất định phải rõ ràng biết, mỗi một cái gia vị là cái gì hương vị, nhiều trọng gia vị phối hợp lên, sẽ xuất hiện cái dạng gì kỳ tích, người phải có dũng cảm sáng tạo dũng khí, hảo, đồ ăn thượng bàn đi. Trương Huyền để lại cho Milan cùng Lê Nhưng một cái mỉm cười, xoay người ra sau bếp. Milan, Trương Huyền hắn, Lâm Thanh Hạm chỉ sau bếp cửa, lại nhìn bàn trên đài nấu nướng hoàn thành lục đạo mỹ thực. Thanh Hạm, nhà ngươi Trương Huyền, thật sự là quá lợi hại. Hôm nay sự tình sau khi kết thúc, ngươi nhất định đến hảo hảo thẩm thẩm hắn, hắn đối nấu nướng lý giải, xa ở ta phía trên. Milan hiện tại nội tâm kích động không thôi, hôm nay, trải qua chuyện này, làm nàng ở đối mỹ thực lý giải thượng, nâng cao một bước. Nhà ăn chung. Đã có thể sau khi nghe được bếp bệ bếp trở nên yên lặng, một phần phân mỹ thực sắp thượng bàn, Charlie hoàng tử trên mặt lộ ra một tia chờ mong thần sắc, mà địch thánh đặc nhà ăn nguyên bản đầu bếp cùng với nhân viên tạp vụ, đã sớm nhón chân mong chờ chiêm ngưỡng này đó Pháp quốc đứng đầu nấu nướng đại sư tay nghề. Milan đối thủ đặc phu, là một cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân, hắn cũng không có giống phần lớn Pháp quốc người như vậy lưu trữ râu quai nón, gương mặt trắng nõn, động tác thực thân sĩ. Hắn đem chính mình nấu nướng tốt lục đạo mỹ thực bày biện ở Charlie hoàng tử trước người, đặc phu sở nấu nướng mỹ thực, mặc kệ là ở hương khí giật tán thượng, vẫn là bãi bàn thượng, đều có thể nói không chê vào đâu được. Chẳng sợ hiện tại cũng không phải cơm điểm, chẳng sợ chỉ có thấy này một mâm bàn tinh xảo mỹ thực, người được tản mát ra hương khí, khiến cho người đại nuốt nước miếng. Charlie hoàng tử từng cái nhấm nháp đặc phu sở nấu nướng mỹ thực, trên mặt lộ ra vừa lòng biểu tình, gật gật đầu. Dùng còn tính lưu loát hoa hạ ngữ nói, không tồi, hương vị rất tuyệt, mễ, ngươi chuẩn bị tốt sao? Đương nhiên, Milan gật gật đầu, đi vào sau bếp, cùng Lê Nhưng cộng đồng đem từng đạo mỹ thực trình lên bàn.
Milan các nàng sở bưng lên, cùng đặc phu làm chủng loại giống nhau như đúc. Nhìn đến này đó, đặc phu trên mặt lộ ra coi khinh cười. Địch thánh đặc nhà ăn những cái đó đầu bếp, trên mặt tác lộ ra thất vọng biểu tình, ở nấu ăn phía trước, bọn họ liền biết, hai vị này xinh đẹp hoàng gia đầu bếp, sẽ dùng chính mình trong tiệm nguyên liệu nấu ăn tiến hành nấu nướng. Nguyên bản bọn họ cho rằng, hai vị này đầu bếp, sẽ dùng một ít sáng tạo khác người thủ pháp, tới thắng lấy trận này tỉ thí thắng lợi, thân là đầu bếp, bọn họ cũng hiểu biết nguyên liệu nấu ăn tầm quan trọng, nhưng hiện tại, bọn họ không báo bất luận cái gì hy vọng. Đồng dạng đồ ăn phẩm, nguyên liệu nấu ăn cường một phương, nhất định thắng lợi. Charlie hoàng tử trong mắt cũng lộ ra thất vọng thần sắc, mễ, người đây là muốn từ bỏ lần này tỉ thí sao? Thân là chờ tuyển chủ bếp, người không nên liền như vậy từ bỏ. Charlie điện hạ, ta cảm thấy, người có thể trước nhấm nháp một chút. Milan làm cái thỉnh thủ thế. Charlie hoàng tử lắc lắc đầu, trong lòng đã nghĩ đến đáp án, nhưng ở lễ phép thượng, vẫn là muốn nhấm nháp một chút, hắn thiết tiếp theo tiểu khối thịt cá. Ân, không phải điêu cá, Charlie hoàng tử nhíu nhíu mày, mễ, người liền nguyên liệu nấu ăn, đều trộn lẫn sao. Điện hạ, người trước nhấm nháp. Milan lại lần nữa làm cái thỉnh thủ thế. Charlie hoàng tử trên mặt mang theo hồ nghi, cau mày, đem một tiểu khối thịt cá bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, theo nhấm nuốt số lần gia tăng, Charlie hoàng tử nguyên bản nhăn chặt mày, dần dần trở nên giãn ra lên, đồng thời, hắn nhấm nuốt tốc độ cũng ở gia tăng, thiên lam sắc hai tròng mắt giữa, nhảy ra kinh hỉ. Nồng đậm tiên hương vị xứng với hồi hương, hỗn loạn ở thịt cá giữa, mỗi cắn một ngụm, đều sẽ ở trong miệng phát ra. Ở khoang miệng giữa bồi hồi, thật sự là tuyệt mỹ hưởng thụ, lúc ban đầu, Charlie hoàng tử bất quá cho rằng đây là một đạo bình thường thiêu điêu cá, nhưng hiện tại, hắn không như vậy cho rằng. Nuốt xuống trong miệng mỹ thực, Charlie hoàng tử có chút gấp không chờ nổi chiều tiếp theo nói mỹ thực nhìn lại. Ngao tôm, chọn dùng chính là lớn hơn nữa tôm hùm, loại này tôm hùm ở thịt chất thượng sẽ khiếm khuyết một ít, rửa sạch càng thêm phiền toái, ảnh hưởng thịt chất cùng vị, này lại sẽ có cái gì mới mẻ cách làm. Charlie hoàng tử xoa khởi một tiểu khối tôm hùm thịt, bỏ vào trong miệng, song răng khép lại, cắn hạ tôm thịt, ở tôm thịt bị rảo phá nháy mắt, Charlie hoàng tử cảm thấy một loại kinh người co giãn, giống như, chính mình khép lại hàm răng, phải bị này tôm thịt văng ra giống nhau. Tràn ngập hợp lại hương chất lỏng với mồm miệng gian phát ra, như là nổ mạnh giống nhau, tràn ngập toàn bộ khoang miệng, kia một khắc, phảng phất hô hấp chung đều mang theo mùi hương giống nhau. Ở Charlie hoàng tử trên mặt, lộ ra tràn đầy hưởng thụ. Chương 111 siêu việt ngươi lão sư. Pháp quốc là một cái thực chú trọng mỹ thực lễ nghi quốc gia, Charlie hoàng tử càng là từ nhỏ liền đã chịu toàn diện lễ nghi huấn luyện, nhưng hiện tại hắn, phảng phất đã quên cắm rễ ở trong đầu lễ nghi, hắn lực chú ý, hoàn toàn toàn bị trước mặt này đó mỹ thực hấp dẫn. Charlie hoàng tử tay cầm dao nĩa, đem một đạo lại một đạo mỹ thực để vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp, thẳng đến nhấm nháp xong cuối cùng một đạo mỹ thực. Charlie hoàng tử mới ý thức được chính mình thất thố. Xin lỗi, thỉnh tha thứ ta, mấy thứ này, thật sự là quá mỹ vị. Charlie hoàng tử không chút nào che giấu ca ngợi nói, ta bảo đảm, đây là ta ăn qua mỹ vị nhất đồ vật, mễ, ngươi có thể sử dụng bình thường nguyên liệu nấu ăn, làm ra như vậy mỹ vị, ngươi nấu nướng trình độ, đã vượt qua ngươi lão sư. Charlie hoàng tử nói, làm đặc phu trừng lớn đôi mắt, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Charlie hoàng tử đối đặc phu cười cười, đặc phu, ngươi có thể nhấm nháp một chút, ta tin tưởng ngươi ở hưởng qua này đó mỹ vị sau, cũng sẽ tán đồng ta cách nói. Đặc phu vẻ mặt hồ nghi chát khởi một khối lư ngư, để vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, đương kia lư ngư chung tươi ngon ở trong miệng nở rộ khi, đặc phu biểu tình trở nên phá lệ xuất sắc, có vui mừng, có mất mát, còn có bội phục. Hắn vui mừng chính là, tại đây nói lư ngư chung, hắn phảng phất thấy được tân linh cảm. Mất mát chính là, lần này tỉ thí chính mình thua, hắn không thể không bội phục trước mặt cái này hoa hạ nữ nhân, nàng đối mỹ thực lý giải, nàng trù nghệ, viễn siêu chính mình. Charlie điện hạ, người quá khen, Milan nhoẻn miệng cười, trên thực tế, ta cũng là vận khí tốt thôi. Mễ, ta cho rằng ngươi lần này trở về, có thể tiếp nhận ngươi lão sư vị trí, hắn cũng sẽ vì ngươi cảm giác thành tựu đến vui vẻ. Charlie hoàng tử chân thành nói. Đối với loại này cách nói. Milan không tỏ ý kiến, này thức ăn trên bàn, trước sau không phải xuất từ chính mình trong tay, nhưng bởi vì lần này sự, Milan cũng thấy được mặt khác một cái con đường, một cái có thể làm chính mình ở mỹ thực chi đạo thượng, đi xa hơn lộ. Milan ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Trương Huyền trên người,
người nam nhân này đứng ở nơi đó, hình như là một uông bình tĩnh thủy, không hề gợn sóng, nhưng muốn cẩn thận hiểu biết, liền sẽ phát hiện, người nam nhân này giống như biển rộng giống nhau, làm người nắm lấy không ra, lại muốn đi thăm dò. Tỷ thí kết thúc, mọi người tự nhiên không có khả năng vẫn luôn đãi ở địch thánh Terry mặt, Charlie hoàng tử tỏ vẻ, hắn cũng không sẽ lập tức về nước, lần này tới, hắn cũng muốn kiến thức cái này truyền thừa mấy ngàn năm quốc gia cổ. Lâm Thanh Hạm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chủ động đưa ra vì Charlie hoàng tử lựa chọn dẫn đường, Charlie hoàng tử hết thảy hành trình, đều từ Lâm thị tập đoàn tới an bài. Charlie hoàng tử vui vẻ tiếp nhận rồi Lâm Thanh Hạm đề nghị, hơn nữa nhận lấy Lâm Thanh Hạm danh thiếp. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm, Milan còn có Lê Nhưng Tam nữ kết bạn ra địch thánh đặc nhà ăn. Vừa ra nhà ăn môn, Trương Huyền liền nghênh đón một trận thẩm vấn, về trù nghệ của hắn. Đối với cái này, Trương Huyền đã sớm nghĩ kỹ rồi như thế nào giải thích, ăn ngay nói thật nói, trước kia có vị sư phụ già, chuyên môn đã dạy ta một ít nấu nướng thủ pháp, lần này vừa khéo dùng tới rồi. Trương Huyền cái này giải thích, tam nữ không ai tin tưởng, đối này, Trương Huyền cũng không có biện pháp, hắn nói chính là lời nói thật, chẳng qua hắn không có nói cho tam nữ vị kia sư phụ già là ai. Trương Huyền, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, lần này sự tình, chúng ta thật là không biết nên làm thế nào mới tốt. Milan cảm kích nói. Lê Nhưng đồng dạng gật đầu, nàng kia trương mặt đẹp thượng, còn có chút thẹn thùng cảm giác, vốn dĩ nàng tối hôm qua còn cấp Milan đưa ra rất nhiều biện pháp, nhìn xem như thế nào vạch trần cái này kẻ lừa đảo đâu, kết quả hôm nay liền trình Trương Huyền tình, cái này làm cho nàng trong lòng thực biệt nữ, liền cảm giác chính mình là cái loại này lấy oán trả ơn ác nhân giống nhau. Đều là bằng hữu, có cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Trương Huyền không sao cả phất phất tay. Mấy người đi ở trên đường, Lâm Thanh Hạm lôi kéo Trương Huyền ống tay áo, nhỏ giọng đối Trương Huyền nói, tới một chút. Làm sao vậy, Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc cùng Lâm Thanh Hạm chiều bên cạnh đi rồi hai bước. Lâm Thanh Hạm đem một trương danh thiếp giao cho Trương Huyền trong tay, đây là thị trường bộ tôn giám đốc liên hệ phương thức, mấy ngày nay, tôn giám đốc đều sẽ an bài Charlie hoàng tử hành trình, minh bạch sao. Lâm Thanh Hạm xen vào thân phận nguyên nhân, cũng không có đem lời nói cấp nói thấu. Nhưng trong lời nói ý tứ lại là thực rõ ràng, đây là cấp Trương Huyền sáng tạo một cái có thể tiếp cận Charlie hoàng tử cơ hội, làm hắn có thể mượn này cùng Pháp quốc xí nghiệp liên hệ thượng. Ba ngày chi ước, là ở Trương Huyền trong miệng nói ra, Lâm Thanh Hạm này đã là thực khoan dung độ lượng vì hắn suy nghĩ. Trương Huyền cười cười, tiếp được danh thiếp, cười hắc hắc, đa tạ Lâm Tổng. Thiếu cợt nhà, Lâm Thanh Hạm tức giận nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, công tác thượng sự tình, ta hy vọng ngươi nghiêm túc đối đãi. Minh bạch sao? Yên tâm, Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm so cái ok thủ thế. Lâm Thanh Hạm thấy Trương Huyền như vậy, trong lòng cũng nhiều chút vui mừng, mặc kệ nói như thế nào, người này càng ngày càng tiến tới. Đi đến bãi đỗ xe, mấy người đường ai nấy đi, Trương Huyền vốn dĩ tưởng đi theo Lâm Thanh Hạm một khối hồi công ty, kết quả tiếp cái mã hội trưởng điện thoại. Tiểu sư phó A, về Lâm thị y học huấn luyện cơ cấu sự, chúng ta Ninh tỉnh y học sẽ mấy ngày nay đã thông chi đến cả nước. Chẳng qua, có phần lớn người còn bảo trì hoài nghi thái độ, rốt cuộc run châm thứ này, người cũng biết, đối chúng ta tới nói, thật sự là có chút không thể tưởng tượng, cho nên đại gia còn hy vọng tiểu sư phó ngươi có thể khai một lần công khai tọa đàm. Mã hội trưởng đang nói chuyện thời điểm thật cẩn thận, sợ Trương Huyền có nào điểm không hài lòng. Trương Huyền nghĩ nghĩ, trả lời, hành, tọa đàm có thể, địa phương nhân số các ngươi định, ta chỉ có một yêu cầu, không cho phép camera. Nghe Trương Huyền nói như vậy, Mã hội trưởng trong giọng nói mang theo vui sướng, không thành vấn đề, tiểu sư phó, vậy định vào ngày mai thế nào, địa điểm liền tuyển ở Ngân Châu Đại học, tiểu sư phó ngươi yêu cầu cái gì khí cụ, trực tiếp nói cho ta liền hảo. Ta đi tranh trung y quán đi, ngươi ở như vậy. Ta lập tức đến. Trương Huyền dùng một buổi sáng thời gian, nói cho mã hội trưởng công khai tọa đàm yêu cầu chuẩn bị đồ vật, bao gồm y học trường hợp, tiêu bản chờ. Buổi chiều, Trương Huyền cũng không có việc gì. Nghĩ đến đã lâu không đi viện phúc lợi, đơn giản mua vài thứ, đi viện phúc lợi xem bọn nhỏ đi. Xuân Đằng viện phúc lợi. Tần Nhu ăn mặc một thân đỏ trắng đan xen rộng thùng thình đồ thể dục, ngồi ở trên cỏ, tóc dài chát thành đuôi ngựa, có vẻ thanh xuân rào rạt, thon dài hai chân ở mặt cỏ thượng kéo dài, cùng thượng thân hình thành hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ, đôi tay chống cằm, linh động đôi mắt nhìn về phía phương xa, ngơ ngác xuất thần. Từ lần trước ở lão sư ra cơm nước xong, nàng liền vẫn luôn chưa thấy qua Trương Huyền, mỗi lần tới viện phúc lợi, cũng đều không thấy Trương Huyền thân ảnh.
Tần Nhu có vô số lần tưởng cấp Trương Huyền gọi điện thoại, lại không biết nên lấy cái dạng gì lấy cớ tới nói cho hắn, nói thẳng thỉnh hắn ăn cơm. Thượng một lần đi lão sư gia liền dùng lấy cớ này, lại dùng có thể hay không quá không rụt rè. Chương 112 viện phúc lợi không công bằng. Đối với Trương Huyền, Tần Nhu tự thân cũng thực rối rắm, nàng không rõ ràng lắm, chính mình đối người nam nhân này, rốt cuộc là tò mò, vẫn là sinh ra như vậy một chút thích, thật giống như thời thời khắc khắc đều muốn gặp đến hắn giống nhau. Tần Nhu lấy ra di động, hoa khai màn hình, ngón tay ngọc ấn ở Trương Huyền số điện thoại thượng, gạt ra kiện lại chậm chạp không có ấn xuống. Đúng lúc này, thanh thúy tiếng hoan hô ở Tần Nhu bên tai vang lên. Trương Huyền ca ca, Trương Huyền ca ca tới lạc. Trương Huyền ca ca ta muốn ôm một cái. Oa, đây là cho ta sao? Cảm ơn Trương Huyền ca ca. Bọn nhỏ trong miệng, phát ra hân hoan thanh âm. Tần Nhu mặt đẹp nổi lên vui mừng, mãnh một quay đầu, nhìn đến Trương Huyền chính bế lên một cái hài tử, dùng sức phứt khởi, hài tử trên mặt mang theo vui vẻ tươi cười. Tần cô nương, người cũng ở à? Trương Huyền hướng Tần Nhu phất phất tay, chào hỏi. Tần Nhu một lòng thình thịch loạn nhảy, nữ hài rụt rè chỉ làm nàng hướng Trương Huyền gật gật đầu, ân, đã lâu không gặp ngươi đã đến rồi. Ha ha, gần nhất có chút vội, ta đi trước nhìn xem viện trưởng. Trương Huyền đem trong lòng ngực tiểu ra hỏa phóng tới trên mặt đất, chạy đến trong phòng tìm Thôi viện trưởng nói chuyện phiếm đi. Ở Trương Huyền trong mắt, Thôi viện trưởng chính là hắn gia trưởng, hắn hành sự không kiêng nể gì, giết chóc vô số thời điểm, cũng sẽ bớt thời giờ cấp Thôi viện trưởng gọi điện thoại. Báo cái bình an. Nếu nói, Lâm Thanh Hạm là Trương Huyền ở nhất bất lực thời điểm gặp được thiên sứ, như vậy viện phúc lợi, chính là hắn cảng tránh gió loan, ở Trương Huyền trong lòng, chiếm cứ quan trọng nhất địa vị. Trương Huyền cùng Thôi viện trưởng tùy ý nói chuyện phiếm, hắn nhìn Thôi viện trưởng kia đầy đầu đầu bạc, trong mắt toàn là bất đắc dĩ, Thôi viện trưởng vì bọn nhỏ làm lụng vất vả cả đời, đến bây giờ dưới gối không có con cái, cũng không có bạn già, nàng đem chính mình nhất sinh, đều phụng hiến cấp viện phúc lợi. Viện trưởng, kỳ thật ngươi có thể tìm cá nhân tiếp nhận ngươi ban, ngươi cũng hảo hảo hưởng hưởng lúc tuổi già. Trương Huyền tự đáy lòng khuyên nhủ. Trương Huyền không phải lần đầu tiên đưa ra như vậy kiến nghị, mỗi một lần, Thôi viện trưởng đều là cười cười, nói cho Trương Huyền, nàng đã ở an hưởng lúc tuổi già, viện phúc lợi chính là nàng ra, nhìn này đó hài tử trưởng thành, chính là nàng hạnh phúc nhất sự, nàng có thể bình yên tiếp thu bất luận cái gì sắp đã đến sự, chính là có chút, không bỏ xuống được này đó bọn nhỏ. Đối với như vậy một vị hiền từ lão nhân, Trương Huyền lại có thể nói cái gì, hắn cũng may mắn, chính mình khi còn nhỏ gặp được chính là Thôi viện trưởng như vậy người tốt. Trương Huyền cùng Thôi viện trưởng lưu xong, mới vừa đi đến viện phúc lợi trong đại viện, liền nghe được bọn nhỏ truyền đến một trận ồn ào nhốn nháo thanh âm, cùng với Tần Nhu phẫn nộ tranh luận thanh. Sao lại thế này, Trương Huyền cau mày, hắn nhìn đến, những cái đó bọn nhỏ đang ở trong viện, phiên một dương dương đóng gói tinh mỹ trái cây. Này đó trái cây từ đóng gói hộp xem ra, kia đều là xa hoa mặt hàng, nhưng trong dương trang trái cây, phần lớn đều lạn hoặc là héo, có chút cái dương mở ra, cái đáy đều tích đầy nước đặc. Ở viện phúc lợi cửa, một chiếc vận xe vận tải trên thân xe, ấn màu đỏ chữ thập tiêu chí. Những cái đó lạn trái cây, chính là từ này chiếc xe thượng dọn xuống dưới. Ai, lại tới nữa. Thôi viện trưởng gù lưng thân mình, đi đến Trương Huyền bên người. Che kín nếp nhăn trên mặt toàn là bất đắc dĩ, những người này a là Hồng Hiệp hội chi nhánh, chúng ta viện phúc lợi, vẫn luôn đều ở cứu trợ danh sách giữa, nhưng hiện tại, ai, này một dương dương trái cây, người cũng thấy rồi, đóng gói nhìn đẹp, trên thực tế bên trong đồ vật căn bản là ăn không thành a, bọn họ mỗi lần tới, chụp cái chiếu liền đi, có thứ ta không ở, hài tử ăn cái kia chuối, đều trường mau, may mắn kịp thời đưa đến bệnh viện. Bằng không, ai? Nói đến này thời điểm. Thôi viện trưởng đều không đành lòng tiếp tục nói tiếp, hốc mắt cũng không khỏi phiếm hồng, nhìn này đó hoạt bát đáng yêu hài tử, Thôi viện trưởng thật sự thế bọn họ cảm giác được ủy khuất. Buồn cười, Trương Huyền nhéo nhéo quyền, viện trưởng, chuyện này cần thiết muốn cho bọn họ cấp cái công đạo, theo ta được biết, viện phúc lợi mỗi tháng cứu trợ kim ngạch hẳn là 1.000 khối đi. Bọn họ một tháng chỉ tới một lần. Hảo hài tử, người còn trẻ, có một số việc không hiểu. Thôi viện trưởng vỗ vỗ Trương Huyền bả vai. Mỗi tháng tiền, là có 1.000, nhưng có thể làm bọn nhỏ hưởng thụ đến, có thể có 300 liền không tồi, thế đạo này, ai? Quả thực quá mức, Trương Huyền đi nhanh chiều kia chiếc xe vận tải đi đến. Nghênh diện vừa vặn đụng tới đi trở về tới Tần Nhu vừa mới cùng xe vận tải tài xế xảo xong, không cần tưởng, cũng là vì này đó trái cây sự.
Tần Nhu vừa thấy Trương Huyền này vẻ mặt âm trầm dạng, liền biết Trương Huyền tính toán làm cái gì, nàng một phen giữ chặt Trương Huyền cánh tay, hướng Trương Huyền lắc lắc đầu, thôi bỏ đi, hắn chỉ phụ trách đưa hóa, bên trong là thứ gì, cùng hắn nhưng không quan hệ. Trương Huyền cau mày, nhìn kia chiếc xe vận tải khai đi, hỏi, người biết bọn họ thuộc về cái nào đơn vị sao? Nói là Hồng Hiệp hội phân làm đơn vị, bất quá cụ thể còn phải làm người hỏi thăm một chút, ta hiện tại làm người đi tra. Nói, Tần Nhu liền lấy ra di động, gọi điện thoại đi ra ngoài. Trương Huyền cố nén trong lòng tức giận, hôm nay việc này, hắn tuyệt không sẽ như vậy tính, chẳng sợ hôm nay thứ này xe tới đưa trái cây, cấp bọn nhỏ thiếu đưa điểm, hắn đều có thể nhẫn, nhưng đưa một đồng ý nghĩ xấu quả tới, hắn nhịn không nổi. Này hoàn toàn liền không đem bọn nhỏ khỏe mạnh để ở trong lòng, này nơi nào là cái gì cứu trợ sẽ. Bọn họ có cái gì mặt nói chính mình là làm từ thiện. Bọn nhỏ, này đó trái cây đều không cần ăn, tỉ tỉ từ từ một lần nữa cho các ngươi đưa chút trái cây lại đây được không a? Tần Nhu nhìn bọn nhỏ ở kia tỉ mỉ chọn lựa còn có thể ăn trái cây, liền cảm giác một trận chua xót. Cùng tuổi hài tử, ở bọn họ tuổi này, đều hưởng thụ cha mẹ quan tâm, là cả nhà tâm đầu nhục, nhưng bọn họ đâu? Trái cây, đều chỉ có thể ăn này đó lạn hư, trái cây dương cái đáy, những cái đó trồng chất nước đặc tản ra nồng đậm tanh tưởi, bọn nhỏ lại một chút đều không chịu ảnh hưởng, hiển nhiên đã sớm đã thói quen. Tiểu Nhu, ngươi là cái hảo hài tử, cũng không nên lại loạn tiêu tiền, ngươi có thể chiếu cố này đó bọn nhỏ nhất thời, có thể chiếu cố bọn họ một đời sao? Cả nước có bao nhiêu viện phúc lợi, ngươi lại có thể quản lại đây sao? Thôi viện trưởng hốc mắt hồng hồng, trước mắt này phúc cảnh tượng, làm nàng thật không dễ chịu. Nhưng không dễ chịu lại có thể như thế nào, việc này thật chính là như thế, bọn nhỏ có thể làm, chỉ có đi thích ứng. Ta, Tần Nhu há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào trả lời thôi viện trưởng, nàng minh bạch, thôi viện trưởng nói không tồi, chính mình có thể giúp nhất thời, không giúp được một đời, cả nước như vậy nhiều viện phúc lợi, chính mình lại có thể giúp nhiều ít. Thôi viện trưởng nói không tồi, người vô pháp giúp này đó bọn nhỏ một đời, cho nên chúng ta có thể làm, chính là từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Trương Huyền hướng Tần Nhu giơ lên di động, đi thôi, cái này phân làm đơn vị ta đã tìm được rồi, người lái xe. Tần Nhu gật gật đầu, hai người cùng thôi viện trưởng cáo từ một tiếng, rời đi viện phúc lợi. Chương 113 Lý Giang. Trương Huyền cùng Tần Nhu hai người, đứng ở Thiên Nga Hồ trấn nhỏ khu nhà phố trước, nhìn cửa này mặt bằng bạc, phương tiện hoa lệ tiểu khu, đều có thể cảm nhận được nơi này xa xỉ giá nhà. Trương Huyền, người nói cái kia Lý Giang, liền trụ này. Tần Nhu trừng lớn đôi mắt, trong mắt mang theo không thể tin được. Lý Giang, chính là cái kia cứu trợ hiệp hội phân làm người phụ trách. Cái này tiểu khu giá nhà, Tần Nhu đã từng hiểu biết quá, 1 mét vuông giá cả ở 9.000, liền Ngân Châu thì cái này địa phương tới nói, coi như là giá nhà tối cao địa phương. Tần Nhu chính mình có một nhà công ty, tiền lời còn tính ổn định, đã có thể như vậy, tưởng ở Thiên Nga Hồ trấn nhỏ mua một bộ phòng, nàng vẫn là sẽ có áp lực. Một cái cứu trợ hiệp hội người phụ trách, lương tháng là nhiều ít. 5.000, vẫn là 7.000, hắn thế nhưng sẽ tại đây mua phòng. Này trong đó miêu nị, Tần Nhu không cần tưởng trong lòng cũng minh bạch. Trương Huyền lắc lắc đầu, trả lời Tần Nhu vấn đề, Lý Giang không được này, này phòng ở, là hắn mua cho hắn tiểu tam, một bộ 280 m² mang viện biệt thự. Trương Huyền tuy là ngữ khí bình tĩnh, nhưng hắn nói chuyện thời điểm, tổng hội làm người cảm thấy một cổ tử hàn ý. Tần Nhu hít hà một hơi, há to miệng, 280 bình, vẫn là cấp tiểu tam mua. Này, Trương Huyền mang theo Tần Nhu, đi vào tiểu khu chung, hắn rất có mục đích tính chạy về phía một đống kiến trúc, Lý Giang cấp tiểu tam mua biệt thự. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, lại là chính ngọ, thái dương phơi đến lửa nóng. Một trận vui cười tiếng vang ở Trương Huyền trong tai. Trương Huyền cùng Tần Nhu hai người đứng ở một căn biệt thự viện ngoại, nhìn biệt thự trong đại viện. Kia lấp đầy nước trong khí lót bể bơi, một nam một nữ đang nằm ở bể bơi giữa, hưởng thụ ướp lạnh nước trái cây, nam hơn 40 tuổi, nữ nhân cũng liền 23 đến 24 bộ dáng, dáng người nóng bỏng, vừa mới vui cười thanh, chính là từ miệng nàng phát ra tới. Trương Huyền nhìn mắt trên màn hình di động ảnh chụp, lại nhìn mắt bể bơi nội nam nhân, xác định, đây là cứu trợ phân làm hiệp hội người phụ trách, nằm ở bên cạnh hắn cái kia tuổi trẻ nữ nhân, là hắn tìm tiểu tam, Triệu Thiến. Xác định không thể nghi ngờ sau, Trương Huyền thu hồi di động, đẩy ra đại viện đại môn, đi vào. Đại viện cửa sắt phát ra kéo kẹt tiếng vang, hấp dẫn bể bơi nội hai người lực chú ý.
Này bảo an sao lại thế này? Bán bảo hiểm nói tiến vào liền vào được. Lý Giang mang theo kính râm, ngữ khí giữa toàn là bất mãn. Trương Huyền trên người ăn mặc chính là hắn kia một thân chạy nghiệp vụ khi âu phục, cũng khó trách Lý Giang sẽ đem hắn trở thành bán bảo hiểm. Trương Huyền bĩu môi, Lý Giang đúng không? Hồng Hiệp phân làm người phụ trách. Lý Giang vừa nghe lời này, sắc mặt biến đổi, ngượng ngùng, người nhận sai, cái gì Hồng Hiệp phân làm, ta không rõ, đây là ta tư nhân địa phương, hiện tại không chào đón ngươi, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Ha ha, Trương Huyền khinh miệt cười, mọi người đều là người trưởng thành, người cũng không cần cho ta sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Trương Huyền dạo bước đi đến bể bơi bên, ánh mắt qua lại đánh giá, tấm tắc, không tồi, sinh hoạt phẩm chất rất cao sao, nhìn xem bên người này mỹ nữ, chân dài eo nhỏ. Lý Giang tiểu tam triệu thiến, vẻ mặt khó chịu nhìn Trương Huyền, chết quỷ nghèo, nhìn cái gì mà nhìn, lão nương chân cũng là ngươi xem. Nói xong, triệu thiến ôm Lý Giang cánh tay, nũng nịu nói, lão công, người kia là ai a? Chán ghét đã chết, mau làm hắn đi ra ngoài. Không cần phải gấp gáp, hỏi cái vấn đề, có đáp án sau, ta tự nhiên sẽ đi ra ngoài. Trương Huyền đôi tay cắm ở trong túi, Lý Giang, Xuân Đằng Viện Phúc Lợi, mỗi tháng hẳn là có 1.000 khối trợ cấp đi, tiền đâu? Lý Giang nhìn Trương Huyền khóe miệng kia phó tự tin đạm cười, đem trên mặt kính râm một trích, tiểu tử, ta cũng không đánh với người bí hiểm, ai phái ngươi tới, cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi là nhà ai báo xã phóng viên? Ta cái nào báo xã cũng không phải, chỉ là nghĩ đến hỏi một câu, trợ cấp đến Xuân Đằng Viện Phúc Lợi tiền đâu? Một đám cô nhi hoa cái gì tiền a? Triệu Thiến bất mãn hừ một tiếng, đôi tay ôm ngực, bọn họ cha mẹ đều không cần bọn họ, loại người này không đói chết là được, còn tiêu tiền cho bọn hắn trợ cấp. Thực sự có ý tứ. Đúng không? Trương Huyền nhe răng cười, vòng quanh bể bơi đi rồi một vòng, đứng ở Triệu Thiến phía sau. Ngươi muốn làm sao? Ai làm ngươi ly ta như vậy gần, lăn xa một chút. Triệu Thiến quay đầu lại, đầy mặt chán ghét nhìn Trương Huyền. Trương Huyền mặt mang tươi cười, đột nhiên, trên mặt tươi cười toàn bộ biến mất, hắn bỗng nhiên duỗi tay, bắt lấy Triệu Thiến đầu tóc, dùng sức một xả. Triệu Thiến phát ra một tiếng thét chói tai, nửa cái thân mình đều bị Trương Huyền lôi ra bể bơi. Trương Huyền vươn mặt khác một bàn tay, nhắm ngay Triệu Thiến mặt, chính là liên tục mấy cái bàn tay đi xuống. Bạch bạch thanh thúy thanh không dứt bên tai, Trương Huyền ước chừng chiều Triệu Thiến mười mấy cái bàn tay, mới rốt cuộc dừng tay, Triệu Thiến kia một trương xinh đẹp khuôn mặt, giờ phút này hoàn toàn sưng đỏ lên, khóe miệng nàng bị Trương Huyền đánh chảy ra máu tươi, trên mặt kính dâm đã sớm không biết đi đâu, hai mắt ngậm nước mắt. Trương Huyền buông tay đồng thời, Triệu Thiến oa la lên một tiếng, xoay người lên liền chiều Trương Huyền đánh tới. Đối với loại này nữ nhân, Trương Huyền không có gì không đành lòng, trực tiếp một chân to đi lên. Đem Triệu Thiến từ bể bơi đá bay ra đi mấy thước. Triệu Thiến ngã trên mặt đất, trên người dính đầy bùn đất. Hảo, hiện tại ta ly ngươi đủ xa. Trương Huyền vỗ vỗ tay. Triệu Thiến cả người phát run, duỗi tay chỉ vào Trương Huyền, đầy mặt oán độc nhìn Trương Huyền, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Đối với Triệu Thiến loại này uy hiếp, Trương Huyền căn bản không có làm để ý tới. Hắn ánh mắt một lần nữa phóng tới Lý Giang trên người, trả lời hạ ta vấn đề, trợ cấp tiền đâu. Lý Giang sắc mặt âm trầm nhìn Trương Huyền, tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi là người nào, cũng không biết ai làm ngươi tới, nhưng ta xin khuyên ngươi, có một số việc, ngươi quản không được. Trương Huyền chỗ sâu trong tay phải ngón út đào đào lỗ tai, nhìn thoáng qua Lý Giang phía sau hai tầng biệt thự, nếu ta càng muốn quản đâu. Vậy ngươi phải hảo hảo ngẫm lại hậu quả là cái gì? Lý Giang đột nhiên từ bên cạnh cầm lấy di động, đã phát điều giọng nói tin tức đi ra ngoài, có người nháo sự, mau tới đây. Phát xong tin tức sau, Lý Giang nhìn chằm chằm Trương Huyền, tiểu tử, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất rời đi, hôm nay sự, ta có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, mọi người đều là ra tới hỗn nhật tử, không cần nháo đến cá chết lưới rách. Xin lỗi, ta nhưng không tưởng cùng ngươi cá chết lưới rách. Trương Huyền từ trong sân tìm Trương Tiểu ghế gấp, trực tiếp ngồi đi lên, bất quá ta nhưng thật ra rất muốn biết, ngươi nói cá chết lưới rách là có ý tứ gì. Tần Nhu đứng ở biệt thự ngoài đại viện. Nhìn Trương Huyền làm này hết thảy, đối với cái kia bị Trương Huyền hành hung Triệu Thiến, Tần Nhu không có một chút đồng tình. Ước chừng qua 5 phút tả hữu, Tần Nhu nghe được một trận motor tiếng gầm rú vang lên, nàng đi vào trong đại viện, cấp Trương Huyền chỉ biệt thự ngoài đại viện mặt. Liên tiếp 3 lượng Land Rover Range Rover ngừng ở biệt thự đại viện cửa, từ mỗi chiếc xe thượng, đều xuống dưới 5 tên đại hán, các bàng thượng xăm mình, nhìn liền không phải thiện tra.
Chương 114 Vô Pháp Vô Thiên. Triệu Thiến vừa thấy đến này năm tên đại hán, giống như là tìm được cứu tinh giống nhau. Hổ ca, mau đánh chết hắn, đánh chết hắn. Bị gọi hổ ca, là một người đầu chọc tráng hán, đồng thời cũng là những người này đi đầu. Hắn nhìn mắt Triệu Thiến kia sưng đỏ mặt, trực tiếp đi hướng ngồi ở chỗ kia Trương Huyền, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, tiểu tử, đuôi mù nháo sự nháo đến nơi này. Trương Huyền nhìn đến này đó đại hán sau, trên mặt hiện ra một tia thất vọng biểu tình, Lý Giang, người nói cùng ta cá chết lưới rách, chính là tìm những người này tới làm ta sợ. Trương Huyền cảm thấy buồn cười. Đừng nói những người này thêm lên đều không phải Trương Huyền đối thủ, liền tính hôm nay, Trương Huyền chỉ là một người bình thường ngồi ở chỗ này, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn biết, Lý Giang không dám làm những người này đối chính mình động thủ. Lý Giang cái này chức vị, là phi thường chịu xã hội chú ý, nếu hôm nay hắn nháo ra cái gì đại động tính tới, hắn đừng nghĩ lại ở cái này vị trí ngồi đi xuống. Lý Giang là một cái người tham lam, lại như thế nào có được cá chết lưới rách dũng khí. Huống chi là, vì một cái nhịn nãi, đi làm cá chết lưới rách sự. Trương Huyền trên mặt kia thất vọng tươi cười, cùng không chút nào để ý ngữ khí, làm hổ ca phi thường khó chịu, hắn nhéo nhéo nắm tay, tiểu tử, ngươi cho rằng lão tử không dám tấu ngươi. Đúng vậy, Trương Huyền không chút do dự đối hổ ca gật gật đầu, hôm nay ta liền ngồi ở chỗ này, ngươi dám động ta một chút, ta tính ngươi là cái nam nhân. Ngươi hắn sao, hổ ca bị Trương Huyền như vậy một kích, huy khởi nắm tay, liền phải chiều Trương Huyền trên mặt đánh đi. Dừng tay, Lý Giang vội vàng hô một tiếng, ngăn lại hổ ca, Trương Huyền đoán không sai, hắn không dám đánh người, không dám đem việc này nháo đại. Hổ ca nắm tay ngừng ở Trương Huyền mặt trước, hắn oán hận chừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái. Trương Huyền khiêu khích đối hổ ca chớp chớp mắt, quả nhiên không tính cái nam nhân. Ngươi, hổ ca vừa muốn mở miệng mắng trở về, đã bị Lý Giang ngừng. Lý Giang từ bể bơi đi ra, đi đến Trương Huyền trước mặt, tiểu tử, ngươi biết ta thân phận, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ngươi vì viện phúc lợi cứu trợ kim tới, liền tính, ta hôm nay đem tiền đều cho bọn hắn đã phát, ngươi tháng sau còn tới tìm ta. Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay làm những việc này, bọn họ có thể bình yên hưởng thụ này đó cứu trợ kim. Nhìn xem ta những người này, chính ngươi hảo hảo suy xét một chút. Hổ ca cười ha ha một tiếng. Lão tử còn tưởng rằng là cái gì tàn nhẫn nhân vật đã tìm tới cửa, kết quả là vì đám kia lão nhược bệnh tàn a, tiểu tử, ngươi hiện tại ngoan ngoãn cấp lão tử khái mấy cái vang đầu, bằng không lão tử mỗi ngày đều đi viện phúc lợi chuyển một vòng, hù dọa tiểu bằng hữu, chính là lão tử yêu nhất làm sự. Hổ ca nói xong, hắn đám kia huynh đệ cũng đều phát ra cười to. Các ngươi nói, cái kia lão thái bà có thể chống đỡ được ta mấy quyền. Hổ ca giơ giơ lên nắm tay. Ta đoán một quyền. Không, ta đoán hai quyền, không tin từ từ liền đi đánh một quyền thử xem. Tần Nhu nghe những lời này, khí sắc mặt đỏ lên, cả người phát run, các ngươi quả thực liền không phải người. Hổ ca duỗi tay chỉ vào Tần Nhu mặt, tiểu muội muội, ngươi cấp lão tử lặng lẽ, nơi này không ngươi nói chuyện phân. Đem lão tử chọc nóng này, ngươi ra cái này môn, lão tử liền đem ngươi cường tin hay không? Ha 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 ha, cường hảo, đại ca ngươi chơi xong, cấp các huynh đệ lưu khẩu canh a. Hổ ca phía sau, truyền đến một trận đáng khinh tiếng cười. Tần Nhu khí ngân nha cắn chặt, cố tình không biết nên như thế nào đánh trả, nước mắt đều mau ra đây. Xin bớt giận, ta giúp người báo thù. Trương Huyền cảm nhận được Tần Nhu cảm xúc biến hóa, bắt lấy Tần Nhu tay nhỏ, đối nàng cười cười. Có Trương Huyền an ủi, Tần Nhu cảm xúc bằng phẳng không ít. Lý Giang thấy Trương Huyền cùng Tần Nhu đều trầm mặc không nói, tiếp tục nói, tiểu tử, thế giới này đâu? Là kẻ có tiền thế giới, không phải các ngươi này đó vẫn thành thế giới, nhìn đến bất mãn sự tình liền phải ra tới ra cái đầu, những cái đó quyên tặng quá kẻ có tiền cũng chưa ra cái này đầu, ngươi nói ngươi bỏ ra cái gì đâu. Rời đi này, ta đương hết thảy không có phát sinh, bằng không, ngươi muốn cẩn thận suy xét một chút, ngươi hôm nay tới, là giúp cái kia viện phúc lợi tới, vẫn là hại cái kia viện phúc lợi tới, mới mẻ trái cây, đủ bọn họ tiền thuốc men sao. Trương Huyền sắc mặt khó coi. Hắn thật sự không có dự đoán được, những người này, đã bừa bãi tới rồi loại tình trạng này, tùy tiện một câu, đều là uy hiếp viện phúc lợi bọn nhỏ an toàn. Trương Huyền có thể làm người tới xử lý rất này đó xã hội cặn bã, tàn nhẫn phương thức làm cho bọn họ hối hận đi vào trên đời này, nhưng Trương Huyền không có làm như vậy. Xử lý một cái Lý Giang, còn có cái thứ hai Lý Giang, giúp Xuân Đằng viện phúc lợi, còn có cái thứ hai Xuân Đằng viện phúc lợi,
cho nên, Trương Huyền muốn từ căn bản thượng giải quyết vấn đề này. Trương Huyền khó coi sắc mặt, làm Triệu Thiến cũng đắc ý lên, làm sao vậy, nghèo bức, vừa mới không phải còn rất kiêu ngạo sao? Như thế nào không nói? Người câm, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu không cấp cô nãi nãi ta khái mấy cái vang đầu, cô nãi nãi từ từ liền dẫn người, đi hủy đi cái kia cô nhi viện. Trương Huyền không để ý đến Triệu Thiến kêu gào, hắn nhìn nhìn di động thượng thời gian. Không sai biệt lắm, cũng nên tới đi. Trương Huyền vừa dứt lời, liền nghe một trận phanh gấp thanh ở biệt thự đại viện cửa vang lên. Một chiếc Honda Accord ngừng ở biệt thự trước cửa, cửa xe mở ra, một người ăn mặc Âu phục trung niên nam nhân từ trên xe đi xuống tới. Tại đây đồng thời, hai chiếc đánh cảnh minh xe cảnh sát, cũng chậm rãi ngừng ở biệt thự trước cửa. Lý Giang vừa thấy tên kia từ nhã các trên dưới tới trung niên nam nhân, chính là sắc mặt biến đổi, vây quanh một cái khăn tắm, vội vàng chạy chậm đến đại viện cửa nghênh đón. Trịnh giám sát, này cái gì phong đem ngài cấp thổi tới a? Trịnh giám sát nhìn mắt Lý Giang này thân trang điểm, áo tắm dài phía dưới chỉ có một cái quần bơi, nhíu nhíu mày, Lý Giang, ngươi cũng thật làm ta mở rộng tầm mắt a, mua lớn như vậy một căn biệt thự, ta lão Trịnh tưởng cũng không dám tưởng. Ở hiệp hội chung, giám sát địa vị, tương đương với cổ đại khâm sai đại thần. Lý Giang cười nịnh một tiếng, Trịnh giám sát, ngài xem ngài nói, này phòng ở không phải ta, là ta một cái bằng hữu. Đúng không, Trịnh giám sát hừ lạnh một tiếng, lấy ra một chương văn kiện, trực tiếp ném ở Lý Giang trên người. Lý Giang tiếp nhận văn kiện, chỉ là nhìn lướt qua, liền sắc mặt trắng bệch. Tại đây chương văn kiện thượng, tràn ngập hắn sở hữu tài khoản ngân hàng, bao gồm hải ngoại ngân hàng. Bên trong có bao nhiêu tiền tiết kiệm, còn có hắn Lý Giang danh nghĩa phòng ở, không có một cái rơi xuống. Giám sát, này, Lý Giang có chút phát ngốc, mấy thứ này, hắn tự nhận làm phi thường ẩn nấp, chưa từng nghĩ tới sẽ bị người phát hiện. Ngươi còn có cái gì hảo giải thích, Trịnh giám sát nhìn chằm chằm Lý Giang, nếu không có, vậy đi cục cảnh sát uống ly trà đi, chúng ta hiệp hội, chính là bị ngươi loại người này cấp hại. Trịnh giám sát, đây đều là hiểu lầm a, hiểu lầm, mấy thứ này. Cùng ta một chút quan hệ đều không có, tuyệt đối là có người hãm hại ta. Lý Giang liên tục giải thích. Hãm hại ngươi, Trương tiên sinh sẽ hãm hại ngươi. Trịnh giám sát lộ ra một bộ buồn cười bộ dáng. Chương 115 vì cái gì đố kỵ ngươi? Trương tiên sinh, Lý Giang vẻ mặt hồ nghi lặp lại này ba chữ. Hắn tự hỏi, chính mình hành sự vẫn luôn thật cẩn thận, không có đắc tội quá người nào mới đúng. Này Trương tiên sinh, là từ đâu ra đại nhân vật? Hắn nói Trương tiên sinh. Hẳn là chính là ta. Trương Huyền từ nhỏ ghế gấp thượng đứng lên, này phân tư liệu, cũng là ta cấp, Lý Giang, người cảm thấy thế nào, đủ đầy đủ hết sao? 11 năm qua, người tham ô kim ngạch, cộng đạt tới 1.600 vạn, này đó tiền, đủ ngươi ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Ngươi đánh giám, ta không có tham ô. Lý Giang hét lớn một tiếng, vội vàng giải thích, Trịnh giám sát, ngươi phải tin tưởng ta a, này không phải thật sự. Không có khả năng. Ta lão công tuyệt đối sẽ không tham ô, tuyệt đối là cái này nghèo bức cố ý hãm hại ta lão công. Triệu Thiến cũng ở một bên phát ra tiếng. Lão công, Trịnh giám sát kỳ quái nhìn Lý Giang liếc mắt một cái. Lý Giang, theo ta được biết, thê tử của ngươi, không phải nàng đi. Chúng ta, Lý Giang cười nịnh một chút, không biết nên như thế nào giải thích. Hắn quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn Triệu Thiến liếc mắt một cái, trong lòng mắng một tiếng ngu xuẩn. Triệu Thiến cũng ý thức được tự mình nói sai. Bất quá sự tình đều đến này một bước, nàng đơn giản tâm một hoành, mở miệng nói, lão Lý đích xác không phải ta lão công, nhưng ta yêu hắn, đây là chúng ta chi gian sự, ta hiện tại nói, là có người cố ý hãm hại lão Lý. Hãm hại Lý Giang, Trịnh giám sát cười cười, ngươi là nói, Trương tiên sinh cố ý hãm hại Lý Giang. Động cơ đâu? Đương nhiên là đố kỵ, hắn loại người này, đố kỵ chúng ta có tiền, đố kỵ chúng ta. Chê cười. Trịnh giám sát một tiếng quát chói tai, đánh gãy Triệu Thiến nói, Trương tiên sinh nhiệt tâm từ thiện ngành sản xuất nhiều năm như vậy, quang quyên tặng khoản tiền, liền đạt tới số trăm triệu ma di nguyên, hắn sẽ đố kỵ các ngươi. Sẽ cố ý hãm hại Lý Giang. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, Lý Giang, ngươi có nói cái gì, lưu đến tòa án thượng, đi theo thẩm phán nói đi. Trịnh giám sát nói, giống như sấm dậy đất bằng, đột nhiên nổ vang, làm Lý Giang cùng Triệu Thiến đều không phục hồi tinh thần lại. Quyên tặng số trăm triệu ma di nguyên, liền trước mặt thanh niên này, xuyên phổ phổ thông thông, quyên tặng số trăm triệu ma di nguyên. Triệu Thiến há to miệng, nói không ra lời. Ở biệt thự viện ngoại xe cảnh sát thượng,
xuống dưới hai gã người mặc cảnh phục cảnh sát, hai lời chưa nói, trực tiếp lấy ra còng tay, khảo trụ Lý Giang. Lý Giang sắc mặt trắng bệch, hắn là làm này một hàng, Minh Bạch quyên tặng mấy trăm triệu ma di nguyên là cái gì khái niệm, đó là một câu, đều có thể ảnh hưởng hiệp hội tả hữu người A, chính mình lần này, là hoàn toàn tài. Buồn cười chính là, vừa mới chính mình còn nói cho nhân gia, đây là kẻ có tiền thế giới, còn cho nhân gia nói cái gì, quyên tiền người cũng chưa nói chuyện, người cái này phẫn thanh từ đâu ra tư cách. Kết quả là, chính mình chính là một cái vai hề. Lý Giang nhìn chính mình trên cổ tay này phản xạ ánh mặt trời còng tay, đại nhiệt thời tiết, khắp cả người phát lạnh, chính mình này nửa đời sau, liền như vậy không có. Triệu Thiến trơ mắt nhìn Lý Giang bị người mang đi, lại là một câu đều nói không nên lời, chính mình một ngụm một cái nghèo bức người, thế nhưng không ràng buộc quyên tặng mấy trăm triệu ma di nguyên. Ở hai gã cảnh sát áp Lý Giang đến xe cảnh sát trước thời điểm, Trương Huyền đột nhiên mở miệng, chỉ vào hổ ca đám người nói, hai vị cảnh sát, những người này, các ngươi cũng một khối mang đi đi, vừa mới bọn họ uy hiếp ta, muốn đi đánh Tạp Xuân Đằng viện phúc lợi, ta cảm thấy các ngươi cũng cần thiết hảo hảo mang về điều tra một chút, còn có nữ nhân này, nàng biết rõ Lý Giang tiền tất cả tham ô, vẫn như cũ yên tâm thoải mái hưởng thụ, cũng nên xem như cùng phạm, muốn cùng nhau hình phạt mới đúng đi. Hai gã cảnh sát liếc nhau, gật gật đầu, lấy ra bộ đàm gọi một tiếng. Xe cảnh sát thượng lại xuống dưới vài tên cảnh sát, trông coi biệt thự đại viện cửa, không cho hổ ca đám người rời đi, Triệu Thiến trên tay cũng bị khảo thượng thủ khảo. Triệu Thiến sợ tới mức nước mắt đường trường liền ra tới, không ngừng khóc kêu hướng Trương Huyền xin tha, Trương Huyền lý cũng chưa lý, hắn ánh mắt, phóng tới trịnh giám sát trên người. Ta yêu cầu một lời giải thích. Trương tiên sinh, lần này là chúng ta quản lý không chu toàn đến, cao tầng đã bởi vì chuyện này ở triệu khai hội nghị khẩn cấp, sẽ ở trong thời gian ngắn nhất cho ngài một cái vừa lòng hồi đáp. Trịnh giám sát bồi vẻ mặt tươi cười, sợ chọc giận Trương Huyền. Không phải cho ta một cái vừa lòng hồi đáp, mà là cấp yêu cầu trợ giúp người, một cái vừa lòng hồi đáp, trong khoảng thời gian này, ta sẽ an bài người tuần tra cả nước lớn lớn bé bé sở hữu viện phúc lợi, nếu lại làm ta đụng tới cái gì tham ô sự tình, ta tưởng kết cục, là các người hiệp hội không muốn nhìn thấy, lúc trước ký xuống hiệp nghị là, ta quyên tặng tiền, sẽ toàn bộ đầu nhập đến công ích sự nghiệp giữa, nếu không, gấp 10 lần bồi thường, các người suy xét một chút, rốt cuộc bồi không bồi đến khởi. Nga, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chút, ta quyên không ngừng mấy trăm triệu, mà là vài tỷ. Minh bạch, minh bạch, trịnh giám sát liên tục gật đầu, phía sau lưng đều đã bị mồ hôi làm ướt. Trương Huyền lạnh lùng trừng mắt nhìn trịnh giám sát liếc mắt một cái, hắn hôm nay làm, không riêng gì trừng phạt Lý Giang, đồng thời cũng là cho hiệp hội đánh cái chuông cảnh báo, làm hiệp hội chủ động bài trừ Lý Giang loại sâu mọt. Tần Nhu lúc trước nghe chính mình lão sư nhắc tới quá Trương Huyền không ràng buộc quyên tặng sự, nhưng lại không nghĩ rằng mức như thế to lớn, mấy tỷ ma di nguyên. Đồng thời nàng cũng không nghĩ tới Trương Huyền ở hiệp hội lực ảnh hưởng có lớn như vậy. Rời đi Thiên Nga Hồ trấn nhỏ, Tần Nhu nhịn không được trong lòng tò mò, Trương Huyền, ngươi vì cái gì sẽ đặt mình trong công ích sự nghiệp đâu? Có người là vì danh, có người vì lợi, có người là vì mua an tâm, cũng có người tin Phật, tin phương diện này, ngươi đâu? Ngươi không vì danh, không vì lợi, ta cũng không cảm thấy ngươi là cái tin Phật người. Ta, Trương Huyền cười cười, ta chính là khi còn nhỏ quá đến quá khổ, hy vọng thiếu một chút ta người như vậy, nếu lúc trước điều kiện hơi chút hảo điểm, ta mẹ cũng liền sẽ không như vậy sớm rời đi ta. Ngươi, Tần Nhu nhìn bên cạnh người nam nhân này, hắn tuy rằng nói nhẹ nhàng, nhưng tại đây lời nói sau lưng chuyện xưa, hẳn là sẽ là làm người cảm thấy tuyệt vọng đi. Được rồi, đi thôi, đi cấp bọn nhỏ mua chút trái cây, đáp ứng bọn họ sự nhất định phải làm được, bằng không sẽ làm bọn nhỏ thất vọng. Trương Huyền nhe răng cười. Tần Nhu xem Trương Huyền tươi cười, giờ phút này hắn, giống như là một cái nhà bên Đại Nam Hải. Chạy viện phúc lợi bồi bọn nhỏ chơi chơi, Trương Huyền đuổi buổi chiều 6 giờ thời điểm, rời đi viện phúc lợi, uyển chuyển từ chối Tần Nhu đưa chính mình trở về thỉnh cầu, một mình một người đi ở trên đường. Ở một cái không ai đầu hẻm, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Trương Huyền phía sau. Đại nhân, hắc ảnh trực tiếp quỳ một gối xuống đất, ngài tìm ta. Hôm nay đi vào những người đó, toàn làm thịt, một cái không cần lưu. Trương Huyền ngữ khí bình đạm nói, còn có, muốn giết lão bà của ta người, nghe được sao? Yến Kinh sở hữu họ Tô người đều ở nhất nhất bài tra, thực mau sẽ có đáp án. Mau chóng, một có kết quả, lập tức nói cho ta, lưỡi dao sắc bén người, trong khoảng thời gian này có động tĩnh gì? Bọn họ theo dõi toàn thị thông tin,
đã làm Thứ Phong cố ý bại lộ, lưỡi dao sắc bén tổng cộng tụ tập tam chi tiểu đội người, đã lục tục tới Ngân Châu, tiến vào chúng ta nhãn tuyến. Hảo, lui ra đi. Trương Huyền phất phất tay. Hắn phía sau kia đạo bóng đen, chợt lóe rồi biến mất. Chương 116 không cần nói hưu nói vượn. Lại là một ngày qua đi, ngày hôm sau buổi sáng, Trương Huyền như thường lui tới giống nhau, thu thập xong phòng ốc vệ sinh, hôm nay hắn không có cùng Lâm Thanh Hạm cùng đường đi công ty, mà là chào hỏi liền đi Ngân Châu Đại học. Ninh tỉnh y học sẽ, có không ít người đều ở Ngân Châu Đại học nội trên danh nghĩa dự giáo thụ, có chút thậm chí còn kiêm chức lão sư, muốn dùng một cái nhiều công năng thính mở tọa đàm vẫn là thực nhẹ nhàng. Hôm nay, Ngân Châu Đại học tụ tập rất nhiều người, toàn bộ đều là đến từ các tỉnh y học giới tiền bối, có tuổi tác đại, đều đầu tóc hoa râm, những người này hôm nay tới Ngân Châu Đại học, tất cả đều là nghe giảng tòa. Run châm này hai chữ mắt, ở Hoa Hạ Trung y giới, nhấc lên sóng gió động trời. Nguyên bản, Ngân Châu Đại học chỉ là chuẩn bị một cái loại nhỏ nhiều công năng thính cấp y học sẽ, kết quả đương nhìn đến nhiều như vậy quốc nội nổi tiếng danh y đã đến lúc sau, lập tức đổi thành toàn giáo lớn nhất nhiều công năng thính, đồng thời cũng làm bọn học sinh tự phát quá khứ nghe giảng tòa. Nhiều như vậy danh y tề hối, Ngân Châu Đại học y học hệ bọn học sinh đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội này, một đám trong tay đều cầm trường hợp, bắt đầu thỉnh giáo. Vườn trường nội, nơi nơi tràn ngập thanh xuân rào rạt thân ảnh. Tự Uyển, hôm nay có thật nhiều giáo thụ đều sẽ lại đây, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này a. Thân xuyên màu trắng áo thun Trương Khiết, trong tay cầm một cái notebook, trên mặt tràn đầy đều là hưng phấn. Tự Uyển hôm nay trang điểm như cũ là như vậy sức sống bắn ra bốn phía, yên tâm đi, ta đem trong khoảng thời gian này vô pháp phá được nan để tất cả đều nhớ kỹ, hôm nay nhất định sẽ toàn bộ làm minh bạch, gì, Tôn Lam đâu. Nàng từ từ liền tới rồi. Giờ phút này, Ngân Châu Đại học nhất hào nhiều công năng thính cửa, tụ tập vô số học sinh, đều ở thảo luận có y học phương diện vấn đề, có khi một ít danh y nhìn đến, sẽ để điểm bọn họ hai câu, làm cho bọn họ được lợi rất nhiều. Tự Uyển chờ một đám người tụ ở bên nhau, thảo luận một cái hiếm thấy ca bệnh. Có một người bệnh, trời sinh ngoan tật, đôi tay vô pháp cử qua đỉnh đầu, đại cánh tay vô lực, khó có thể huấn luyện, như vậy chứng bệnh, ở trung y giữa, quy kết đến khí huyết kinh mạch một loại. Nhưng lại làm người ở trị liệu khi không thể nào xuống tay, bệnh hoạn hai tay kinh mạch thẳng đường, khí huyết lung lay. Cái này ca bệnh, ở trung y bài tập giữa, có thể nói là một loại tương đương khó chứng bệnh. Các vị, ta này bằng hữu tên là Lưu Nhiên, ở Tô tỉnh triệu y sư thủ hạ học tập, đã có 4 năm, đối với cái này chứng bệnh, có thể thỉnh giáo một chút hắn. Chào mọi người, Lưu Nhiên là cái 24 tuổi tả hữu thanh niên, thân xuyên y sư áo blau trắng, hướng đại gia chào hỏi. Hắn ánh mắt nhiều ở Tự Uyển các nàng trên người bồi hồi. Vừa nghe người ta nói Tô tỉnh triệu y sư, rất nhiều người đều hướng Lưu Nhiên đầu đi hâm mộ ánh mắt. Triệu y sư, kia chính là cả nước nổi tiếng danh y a, có thể ở hắn thủ hạ học tập, về sau thành tựu không thể hạn lượng. Lưu Nhiên huynh đệ, người đối cái này chứng bệnh, có giải quyết phương pháp? Một người nhịn không được hỏi. Lưu Nhiên gật gật đầu, nói, vạn vô nhất thất phương pháp, ta không có, nhưng đối với cái này ca bệnh, ta cùng với lão sư cũng vô số lần thảo luận quá, xem như có chút kết quả. Mọi người vừa nghe Lưu Nhiên nói như vậy, trên mặt đều tràn đầy vui mừng. Lưu Nhiên tuy rằng không đem nói mãn, nhưng ý tứ mọi người đều sáng tỏ, cùng triệu y sư cùng nhau thảo luận ra tới, còn có rồi kết quả, kia chẳng phải là nói có biện pháp giải quyết sao. Lưu Nhiên đứng ở nơi đó, nhìn mọi người chiều chính mình đầu tới nóng bỏng ánh mắt, trong lòng miễn bàn nhiều thỏa mãn, hắn ánh mắt ở Tử Uyển, Trương Khiết. Còn có vừa mới đã đến Tôn Lam trên người bồi hồi thật lâu sau, lúc này mới mở miệng. Này chứng bệnh, ta đối này mệnh danh là cơ bắp công năng hội chứng, đối với loại này chứng bệnh, chúng ta có thể căn cứ người bệnh bệnh phát vị trí, đối huyệt vị tiến hành đại biên độ kích thích, loại bệnh trạng này, tuy rằng nhìn qua, người bệnh kinh lạc nối liền, nhưng trên thực tế, đều không phải là như thế. Lưu Nhiên đứng ở nơi đó, chậm rãi mà nói, chung quanh người ánh mắt làm hắn càng nói càng hưng phấn. Một ít hiếu học người, đã bắt đầu lấy bút, bay nhanh ghi nhớ mấy thứ này tới. Đang ở Lưu Nhiên nói hứng khởi khi, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, đem Lưu Nhiên đánh gãy. Nhất phái nói bậy, y học một đạo, mỗi một bước đều nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, người mỗi một động tác, mỗi một cái ý tưởng, đều phải đối người bệnh sinh mệnh cùng an toàn phụ trách, hiện tại đây, nói hưu nói vượn. Thanh âm này ngữ khí nghiêm khắc. Làm mọi người tức khắc đem ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện.
Tỷ phu, Tự Uyển mở to hai mắt, nàng sao cũng chưa nghĩ đến, vừa mới nói chuyện sẽ là Trương Huyền. Trương Khiết cùng Tôn Lam hai người, cũng đều vẻ mặt tò mò nhìn Trương Huyền. Lưu Nhiên đang ở chậm rãi mà nói thanh âm một đốn, sắc mặt hơi hơi có chút mất tự nhiên, bởi vì chính hắn trong lòng rõ ràng, cái này cái gọi là cơ bắp hội chứng, chính mình căn bản là không cùng lão sư thảo luận cái gì trị liệu phương pháp, chính mình vừa mới nói rất đúng cái gì cơ bắp tiến hành thâm tầng độ kích thích, hoàn toàn là vì biểu hiện cùng hư vinh tâm, nói bậy một hồi, hiện tại bị người như vậy quát lớn, làm hắn mặt mũi thượng thực không nhịn được. Lưu Nhiên nhìn mắt Trương Huyền, mở miệng hỏi, ngươi là người nào? Ta cùng lão sư thảo luận ra tới kết quả, ở ngươi nơi này, liền thành nói hưu nói vượn. Chính là, người này ai a? Một người học sinh nhìn về phía Trương Huyền. Hiểu hay không y a? Lưu Nhiên nói đồ vật, chính là Tô Tỉnh Triệu y sư được đến kết quả, chẳng lẽ người ý tứ nói, Triệu y sư cũng ở nói hưu nói vượn. Chính là, một người trợn trắng mắt, nhìn về phía Tự Uyển, Tự Uyển, người mới vừa nói người này là ngươi tỷ phu. Đang làm gì, cũng là bác sĩ. Tự Uyển lắc lắc đầu, không phải bác sĩ, nhưng ta tỷ phu nói như vậy, nhất định là có căn cứ. A, Lưu Nhiên cười nhạo một tiếng, căn cứ? Cái gì căn cứ? Một cái không hiểu y người, lại đây cùng ta giảng căn cứ. Ta giảng chính là thái độ. Trương Huyền lại lần nữa mở miệng, học y bản thân, là vì cứu người, mà không phải làm ngươi tại đây nói bốc nói phét. Ngươi phải biết rằng, ngươi làm một người bác sĩ, phải đối chính mình mỗi một câu phụ trách nhiệm. Người biết người mới vừa nói những cái đó phương pháp, nếu thật bị người dùng đến người bệnh trên người, là cái gì hậu quả sao? Trương Huyền quát chói tai, khí thế của hắn thực đủ, đủ đến hắn đang nói chuyện thời điểm, chung quanh này đó học sinh không thể không nghe, không dám xen mồm. Trương Huyền ánh mắt ở này đó học sinh trên người nhìn quét một vòng, cuối cùng tỏa định ở Lưu Nhiên trên người, người nếu làm như vậy, người bệnh rất có thể bởi vì quá độ kích thích huyệt đạo, dẫn tới hai tay sung huyết, hậu quả nghiêm trọng. Khả năng sẽ làm hai tay vĩnh cửu mất đi chi giác. Ngươi liền loại này thường thức đều không có, còn hỏi ta muốn căn cứ. Trương Huyền nói xong, lại chỉ hướng những cái đó học sinh, còn có các ngươi, một chút phân biệt năng lực đều không có, người khác nói cái gì liền nhớ cái gì, chính mình liền sẽ không phân biệt đúng sai sao. Các ngươi dùng đầu óc ngẫm lại, một cái kinh mạch hoàn hảo, huyết lạc nối liền người, mạnh mẽ kích thích huyệt vị sẽ tạo thành cái gì hậu quả, loại này cơ sở đồ vật. Các ngươi sách giáo khoa thượng không viết sao? Trương Huyền giọng nói rơi xuống, này đó bọn học sinh không một cái dám phản bác, đứng ở tại chỗ ngơ ngác xuất thần. Chương 117 ta cùng thần y nhận thức. Tự Uyển, tỷ phu hắn hảo xoài a. Trương Khiết đôi tay đặt ở trước ngực, nhìn Trương Huyền thân ảnh, hai mắt mạo quang. Là rất tuấn tú, Tôn Lam cũng gật đầu, Trương Huyền kia một người quát lớn mọi người bộ dáng, đích xác có cổ khôn kể mị lực. Lưu Nhiên nguyên bản bị Trương Huyền nói như vậy, trên mặt liền có điểm không nhịn được, hiện tại lại nghe được chính mình xem đôi mắt hai cái mỹ nữ nói người này soái, hắn nơi nào còn có thể nhẫn được. Thật là cười chết cá nhân, Lưu Nhiên cười lớn một tiếng, ngươi là người nào, y học hệ học sinh, vẫn là bác sĩ. Trương Huyền lắc lắc đầu, đều không phải. Ha ha, Lưu Nhiên cười lạnh, vậy ngươi có cái gì tư cách tại đây đối ta khoa tay múa chân? Ngươi cảm thấy ngươi là thứ gì? Ta nói cho ngươi, người bệnh sinh bệnh, chữa bệnh chính là chúng ta bác sĩ. Ta tưởng như thế nào trị liền như thế nào trị, không tới phiên ngươi tại đây tất tất. Ai a, ta còn tưởng rằng là cái nào danh y đâu, lại đây nghi ngờ Triệu y sư đồ đệ nói, kết quả là cái gì đều không phải a, phiền toái ngươi đi xa một chút được không? Bệnh tâm thần đi. Vừa mới bị Trương Huyền của trách học sinh, cũng là trong lòng khó chịu, sôi nổi mở miệng. Trương Huyền nhìn quét những người này. Trong lòng phát lạnh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tính, cùng các ngươi những người này, nói không thông thuận, các ngươi loại tâm tính này, về sau không xứng đương cái bác sĩ, liền như vậy rõ ràng sai lầm cũng không chịu thừa nhận. Chính mình phiên phiên sách giáo khoa thượng, nhìn xem cơ sở tri thức giữa, quá kích thích huyệt vị sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Lưu Nhiên cổ một ngạnh, sách giáo khoa làm sao vậy? Người này không phải là phiên hai trang trung y sách giáo khoa. Liền chạy tới đến này cùng ta thuyết giáo đi. Biết hôm nay chúng ta vì cái gì không xa ngàn dặm tới Ngân Châu Đại học sao? Không sợ nói cho ngươi, hôm nay có vị thần y, muốn tại đây mở tọa đàm, sở hữu giáo thụ cấp bậc y sư, đều là bôn cái này tọa đàm tới, mà sư phụ ta, cùng vị kia thần y đã sớm quen biết, vị kia thần y nói qua, y học, yêu cầu lớn mật, yêu cầu sáng tạo, yêu cầu đột phá. Ngươi loại người này, biết cái gì? Lưu Nhiên tiếng nói vừa dứt.
bên cạnh tức khắc truyền đến trầm trồ khen ngợi cùng vỗ tay thanh. Hảo, hảo một cái yêu cầu lớn mật, yêu cầu sáng tạo, yêu cầu đột phá, nghe được sao? Lưu Nhiên sư phụ, cùng vị kia thần y đều là cũ thức, người nghi ngờ Lưu Nhiên, còn không phải là nghi ngờ Triệu y sư, nghi ngờ vị kia thần y. Cút đi, mau đừng ở chỗ này mất mặt, quấy rầy chúng ta học tập. Cút đi. Từng đạo thanh âm, từ này đó học sinh trong miệng vang lên. Tự Uyển tam nữ xem sốt ruột, các ngươi đừng nói nữa, ta tỷ phu hắn. Không có việc gì, Trương Huyền duỗi tay, ngừng Tự Uyển nói, làm cho bọn họ nói đi, có một số người, giảng đạo lý là giảng không thông. Tự Uyển, người tuổi càng lớn, nhìn thấy người cùng sự càng nhiều, càng sẽ minh bạch, cổ nhân câu nói kia. Câu nào? Cánh rừng lớn, cái gì đều có. Trương Huyền ha hả cười, không ở này đó học sinh này lưu lại, chiều một bên đi đến. Tự Uyển tam nữ cũng không tiếp tục lưu lại nơi này, bước nhanh đuổi kịp Trương Huyền. Lưu Nhiên nhìn Tự Uyển tam nữ bởi vì Trương Huyền rời đi, kia nhìn về phía Trương Huyền trong ánh mắt, tràn đầy oán hận. Tỷ phu, người hôm nay như thế nào tới chúng ta trường học? Tự Uyển cũng không có dối rắm vừa mới cái kia ca bệnh vấn đề, đuổi kịp Trương Huyền, tò mò hỏi. Ai, Trương Huyền thật mạnh thở dài một hơi, ngồi ở một cây đại thụ hạ tiểu ghế đá thượng, đầy mặt đều là ủy khuất. Còn không phải ngươi tỷ cái kia lòng dạ hiểm độc thương nhân, áp bức sức lao động, hôm nay tới này, còn không phải cho nàng làm việc sao? Tôn Lam cùng Trương Khiết hai nàng nghe, trộm che miệng cười, Trương Khiết nói, tỷ phu, ngươi thật đúng là đang ở phúc trung không biết phúc, Tự Uyển tỷ tỷ, kia chính là Lâm Thị Tổng Tài, được xưng băng sơn mỹ nữ Lâm Thanh Hạm, người khác tưởng bị ức hiếp cũng chưa cơ hội đâu. Chính là, Tôn Lam cũng nói, ngươi không tin thử xem, ngươi muốn cùng Tự Uyển tỷ tỷ ly hôn. Người nọ ra nhưng có bó lớn người theo đuổi. Hắc hắc, Trương Huyền cười ngây ngô một chút, ta cũng liền phát cào nhau, đúng rồi, các ngươi mấy cái vừa mới ở kia thảo luận y học phương diện tri thức, các ngươi là y học sinh. Đúng vậy, Tự Uyển gật đầu, Ngân Châu Đại học Y khoa đại đã ở xây dựng, dự tính cuối năm là có thể hoàn công, đến lúc đó liền phân hiệu, tỷ phu, khi đó còn phải làm ngươi cho ta dọn ký túc xá. Việc nhỏ, Trương Huyền vẫy vẫy tay, Tự Uyển, ngươi học y ra tới. Có thể trực tiếp ở ngươi tỷ bệnh viện đi làm, cũng không tồi a. Ai, cái này đến lúc đó rồi nói sau, không suy xét nhiều như vậy. Tự Uyển đáp lại một tiếng, vội vội vàng vàng nói, tỷ phu, ta trước không cho ngươi nói a, bên kia tọa đàm lập tức liền bắt đầu, chúng ta đến chạy nhanh đi, nghe nói là một cái thần y mở tọa đàm đâu. Hành, mau đi đi, Trương Huyền phất phất tay, nhìn tam nữ chạy chậm biến mất ở chính mình tầm mắt giữa. Cùng lúc đó, Trương Huyền di động tiếng chuông vang lên, là Mã hội trưởng đánh tới, nói cho Trương Huyền, mọi người đều đã tới rồi, cẩn thận dò hỏi Trương Huyền người ở nơi nào. Ta cũng lập tức liền đến, Trương Huyền trở về một tiếng, cắt đứt điện thoại, nheo lại hai mắt, nhìn về phía cái kia nhất hào nhiều công năng thính vị trí. Nguyên bản, hôm nay cái này tọa đàm, Trương Huyền chỉ nghĩ trình bày một chút chính mình y học lý niệm, lại triển lãm một chút sun châm, nhưng thông qua vừa mới sự tình. Hắn cho rằng chính mình hôm nay cần thiết lại nhiều làm vài món sự. Tự Uyển tam nữ chạy chậm đến nhiều công năng thính thời điểm, bị trước mắt biển người tấp nập hoảng sợ, đừng nói trên chỗ ngồi ngồi tràn đầy, ngay cả lối đi nhỏ đều đứng đầy người, những cái đó ngày thường chuyên tâm soạn bài lão sư giáo thụ, lúc này cũng đều giống cái học sinh giống nhau, lấy hảo bút cùng bổn, ngồi ở chỗ kia chờ ký lục. Tự Uyển, bên này. Ở một cái trên chỗ ngồi, Trương Thành dùng sức hướng Tự Uyển phất tay, ở Trương Thành bên người ngồi hắn hai gã tiểu đệ. Này hai gã tiểu đệ vừa thấy Tự Uyển, đều lộ ra lấy lòng tươi cười, vội vàng đứng dậy, đem dưới thân chỗ ngồi để lại cho Tự Uyển ba người. U, không tồi sao, còn có điểm thân sĩ phong độ. Trương Khiết vỗ vỗ Trương Thành bả vai, nói người đem nhãn tuyến lau lúc sau, đàn ông nhiều, về sau lại nhiều rèn luyện một chút, gì thời điểm luyện thành tỷ phu như vậy, liền không tồi. Trương Khiết, người cùng ta nói dẫn đầu đi, tỷ phu kia thân cơ bắp. Nơi nào là ta tưởng luyện liền luyện ra. Trương Thành chắp tay bái bái, trải qua lần trước sự, hắn hiện tại cũng cùng Trương Khiết các nàng giống nhau, kêu Trương Huyền kêu tỷ phu, hơn nữa ở trong lòng hắn, đó là tương đương bội phục Trương Huyền. Còn tính người có điểm tự mình hiểu lấy, Trương Khiết gật gật đầu. Tự Huyền mấy người mới vừa ngồi ở chỗ này, liền nghe phía sau truyền đến một đạo châm chọc thanh âm. U, này không phải cái kia ai sao? Như thế nào, các ngươi cái kia tỷ phu đâu? Xám xịt chạy. Tự Uyển quay đầu nhìn lại, người nói chuyện, đúng là Lưu Nhiên bằng hữu, mà Lưu Nhiên, liền ngồi tại đây người bên cạnh,
khóe môi treo lên một mặt khinh thường tươi cười, nhìn Tự Uyển bọn họ. Chú ý ngươi nói chuyện phương thức, các ngươi nói ai xám xịt chạy. Trương Khiết sắc mặt không vui cảnh cáo một tiếng. Chương 118 ai phải đối chất. Liền nói ngươi cái kia tỷ phu, vừa mới không phải còn thực sẽ nói mạnh miệng sao, có bản lĩnh đem hắn gọi tới đối chất a. Lưu Nhiên bằng hữu đôi tay ôm ngực, một bộ đắc chí bộ dáng, phế vật ngoạn ý, liền biết trang bức, thứ gì. Ngồi ở chỗ kia Trương Thành, tạch một chút liền đứng lên, cũng không màng hiện trường có nhiều người như vậy, trực tiếp hướng Lưu Nhiên bằng hữu hô, người mẹ nó tính thứ gì. Nói ai đâu. Trương Thành lần này, nháo ra không ít động tính, đưa tới rất nhiều người ánh mắt, những cái đó tỉnh ngoài tới rồi y học chuyên gia nhóm, đều nhíu mày, trong đó một người tuổi pha lớn lên y sư càng là đứng lên, bước đi hướng bên này, cất cao giọng nói, chuyện gì? Sư phụ, Lưu Nhiên vội vàng đứng dậy, này đi tới hỏi chuyện y sư, chính là Tô Tỉnh nổi tiếng Triệu Khuông Triệu y sư. Triệu Khuông gật gật đầu, ở đây nhiều như vậy tiền bối, các ngươi này đó tiểu bối tại đây, ồn ào nhốn nháo, còn thể thống gì? Sư phụ, này không trách ta a. Lưu Nhiên vội vàng giải thích, vừa mới, ta đang ở cùng đại gia thảo luận một ít học thuật thượng đồ vật, kết quả tới cá nhân, lại không phải y sư, cũng không phải y học hệ, liền bắt đầu nói ta giảng cái gì đều không phải, bắt đầu quát lớn ta. Đúng đúng đúng, Lưu Nhiên bên cạnh người nọ cũng vội vàng đứng dậy mở miệng, Triệu y sư, người nọ không riêng nói Lưu Nhiên huynh đệ, còn nói Triệu y sư ngài a. Nói ta, Triệu y sư nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Lưu Nhiên cười mỉa một chút, kỳ thật vừa mới, Trương Huyền cũng không có nói Triệu y sư như thế nào, chỉ là Lưu Nhiên chính mình khoác lác thời điểm đem Triệu y sư mang theo đi vào, mà Trương Huyền thì tại gian dạy Lưu Nhiên trong miệng kia cái gọi là cùng Triệu y sư cùng nhau nghiên cứu phương pháp, bị người nghe được, cho rằng cũng là ở gian dạy Triệu y sư. Triệu y sư, nói ngài người kia, cùng phía trước này mấy cái nhận thức, chúng ta vừa mới liền bất mãn nói vài câu, bọn họ liền đứng lên la to. Lưu Nhiên bên người người chỉ Tự Uyển mấy người. Triệu y sư bất mãn nhìn Tự Uyển đám người liếc mắt một cái, làm danh dự Tô Tỉnh y sư, bị một ít vãn bối công nhiên ra tiếng răn dậy, đó là thực ngã mặt mũi sự. Tiểu nha đầu, các người kia bằng hữu người ở nơi nào, có không làm hắn ra tới cùng ta đối chất, rốt cuộc là ta Triệu Khuông nơi nào đắc tội hắn, mới làm hắn làm trò nhiều người như vậy mặt, của trách ta Triệu Khuông. Xin lỗi, Tự Uyển lắc lắc đầu, Triệu y sư, ta tỷ phu cũng không ở chỗ này. Hắn đương nhiên không ở nơi này. Lưu Nhiên phát ra âm thanh, hắn vừa không là bác sĩ, lại không phải y học sinh, có tài đức gì đãi ở chỗ này. Hắn loại người này, cũng liền ngoài miệng thể hiện. Đúng vậy, Lưu Nhiên bên người người nọ gật đầu, các người mấy cái, bởi vì như vậy một người, làm cho nhiều như vậy tiền bối mặt hô to gọi nhỏ, chỉ sợ cùng hắn cũng là cá mè một lứa, ta xem các người vẫn là rời đi nơi này đi. Lần này tọa đàm, vốn dĩ liền không phải cho các ngươi này đó học sinh khai. Tự Uyển mấy người, sắc mặt một trận xanh trắng, bọn họ thực sự không nghĩ tới, Triệu y sư thế nhưng sẽ ra tới cấp Lưu Nhiên xuất đầu, hơn nữa xem Triệu y sư ý tứ, việc này không tính toán dễ dàng bỏ qua a. Như thế nào, còn không đi, là làm người đuổi đi các ngươi đi sao? Lưu Nhiên bên người người nọ, đôi tay ôm ngực, hắn cũng là một người y sư đồ đệ. Ở bọn họ trong lòng, bọn họ cùng chính mình lão sư lại đây, đó là chịu mời tới, mà Ngân Châu Đại học học sinh, chính là một đám đầu nhà quê, lần này dính bọn họ chịu phục, mới có hạnh tới nghe thượng một tiết khóa, không mang ơn đổi nghĩa cũng liền không nói cái gì, còn dám hô to gọi nhỏ. Tự Uyển đám người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Hoặc là xin lỗi, hoặc là liền đi ra ngoài, Lưu Nhiên bằng hữu lại lần nữa mở miệng. Nói ngươi sao, lão tử không nghe xong, dừng bút ngốc bức. Trương Thành mắng to một tiếng, hắn vốn dĩ liền không phải cái gì hảo tính tình. Ha ha, quả nhiên không phải cái gì hảo điều. Triệu y sư đứng ở nơi đó, vẫn luôn cũng chưa nói cái gì, chính là nhìn Tự Uyển đám người. Trương Thành tay áo vung, liền phải hướng nhiều công năng thính bên ngoài đi đến. Tự Uyển mấy nữ, cũng là sắc mặt không vui, đứng lên, chiều nhiều công năng thính ngoại đi đến. Trương Huyền thanh âm, đúng lúc Nhiên vào giờ phút này vang lên. Đối chất, hảo a, ai phải đối chất? Trương Huyền ăn mặc âu phục, bước nhẹ nhàng bước chân, từ nhiều công năng thính ngoại đi đến. Lão sư, chính là hắn. Lưu Nhiên nhìn đến Trương Huyền, cười lạnh một tiếng. Nga, Triệu Khuông nhìn mắt Trương Huyền, sắc mặt không vui mở miệng nói, người trẻ tuổi, chính là ngươi vừa mới ở bên ngoài, bệnh cấu Triệu mẫu người y thuật. Nhìn Triệu y sư sắc mặt,
Lưu Nhiên mấy người, trong mắt đều lộ ra vui mừng, tiểu tử, làm ngươi kiêu ngạo, ta xem ngươi hiện tại còn như thế nào kiêu ngạo. Triệu y sư, ngươi hiểu lầm, ta tỷ phu hắn mới vừa cũng không có nói ngươi. Tử Huyền vội vàng ra tiếng giải thích. Ân, Trương Huyền cũng gật gật đầu, ngươi hiểu lầm. Nhìn Trương Huyền này thái độ, Lưu Nhiên mấy người đều ở cười nhạo, vừa mới không phải còn rất kiêu ngạo sao, như thế nào hiện tại túng. Bọn họ vừa định ra tiếng, ở trong lời nói ra sức đánh chó rơi xuống nước một phen, kết quả Trương Huyền kế tiếp nói, làm cho bọn họ một chữ đều nói không nên lời. Ta đều không quen biết ngươi là ai, làm gì muốn bệnh cấu ngươi. Ta thực nhàn, vẫn là ngươi rất có danh. Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái nhìn Triệu Y Sư. Triệu Y Sư bị Trương Huyền này một câu nói có chút phát ngốc, sửng sốt vài giây, mới phản ứng lại đây, run rẩy ngón tay Trương Huyền, người trẻ tuổi, ngươi thực cuồng vọng. Cuồng không cuồng vọng, cùng ngươi không quan hệ, chúng ta hiện tại nói, đối chất sự. Trương Huyền không sao cả cười cười, đối Tử Huyền đám người nói một câu ngồi xong sau, đi nhanh chiều nhiều công năng thính diễn thuyết đài đi qua. Tiểu tử này quả thực vô pháp vô thiên, Lưu Nhiên thấy Trương Huyền căn bản không đem chính mình sư phó để vào mắt, giận tím mặt, ai làm hắn tiến vào, mau làm hắn cút đi. Nơi này không phải hắn đợi đến địa phương. Yên tâm, lập tức cho ngươi một cái hồi đáp. Trương Huyền xoay đầu, đối Lưu Nhiên cười, theo sau búng tay một cái, lớn tiếng nói, Mã hội trưởng, phiền toái tuyển một phần về cơ cánh tay vô lực bệnh trạng trường hợp, thả xuống đến trên màn hình. Trương Huyền này một tiếng âm, làm Lưu Nhiên mấy người cả kinh, người này là làm gì, như thế nào có thể trực tiếp mệnh lệnh Mã hội trưởng. Tự Huyền mấy người nhưng thật ra không nhiều như vậy ý tưởng, mấy người đều biết, lần này tọa đàm, cùng Lâm Thị Tập đoàn có quan hệ, giảng sư đều là Lâm Thị Tập đoàn tìm tới. Trương Huyền làm Lâm Thị Tập đoàn trưởng môn nhân lão công, phát ra một đạo mệnh lệnh hẳn là thực bình thường. Trương Huyền tiếng nói vừa dứt hạ, một bộ về cơ cánh tay vô lực chứng bệnh đồ liền xuất hiện ở trên màn hình lớn. Trương Huyền bước đi đến diễn thuyết trên đài, cởi bỏ âu phục nút thắt, đem áo trên tùy tay một ném, chỉ xuyên một kiện áo sơ mi đứng ở microphone trước. Toàn bộ nhiều công năng thính, vào giờ phút này cũng trở nên một mảnh yên tĩnh, mọi người đều nhìn Trương Huyền. Có người suy đoán hắn muốn làm gì, còn có người lại đoán, hắn là làm gì. Uy, uy, Trương Huyền đối với microphone thử hai hạ âm, theo sau mở miệng, hắn thanh âm, thông qua microphone, truyền lại đến loa, rõ ràng là mỗi người đều nghe được. Chương 119 còn cần thiết sao? Các vị, vốn dĩ tâm tình của ta còn không có như vậy táo bạo, bất quá vừa mới phát sinh một chút sự tình, làm ta thực không thoải mái, căn cứ ban đầu hành trình, ta chịu Mã hội trưởng mời. Cho các người giảng thuật một chút tân y học lý niệm, còn có biểu thị run châm chờ châm cứu thủ pháp, nhưng hiện tại, ta có khác sự tình muốn trước làm, tỉ như, cùng vị kia y sư đối chất một chút. Trương Huyền đối với Triệu Khuông chạm địa phương, chỉ một chút, hắn tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại sảnh, ồ lên một mảnh. Tự Huyền đám người há to miệng, giật mình nhìn diễn thuyết đài, ở hôm nay, về thần y tọa đàm tin tức, truyền khắp toàn bộ vườn trường, mỗi người đều biết, nhưng Tự Huyền mấy người trăm triệu không nghĩ tới. Cái kia thần y, chính là Trương Huyền. Triệu Khuông cùng Lưu Nhiên bọn họ, biểu tình cũng đều có điểm phát ngốc, ý gì, người này chính là hôm nay muốn giảng bài thần y. Này, Lưu Nhiên trong lòng một run run, hắn không nghĩ tới, trước mắt người này, thế nhưng chính là cái kia thần y. Này, sao có thể? Đến nỗi nghi ngờ Trương Huyền theo như lời, bọn họ căn bản không như vậy đi làm, hiện tại Ninh tỉnh y học sẽ Mã hội trưởng. Còn có Diêm Lập lão tiên sinh đều ở, ai có thể giả mạo thần y? Hảo, mọi người đều an tĩnh một chút, Trương Huyền đôi tay nâng lên, hư không ép xuống. Nguyên bản có chút ồn ào nhiều công năng thính, lại trở nên an tĩnh lại. Sự tình một kiện tới, nếu vị kia y sư phải đối chất, ta đây liền đối chất hảo, các vị thỉnh xem màn hình. Trương Huyền làm cái thỉnh thủ thế, làm tất cả mọi người nhìn kia trương ca bệnh đồ, như đồ, trên bản vẽ người bệnh, đại cánh tay trời sinh vô lực. Vô pháp cử qua đỉnh đầu, khó có thể rèn luyện, các vị cho rằng, đây là cái gì nguyên nhân dẫn tới. Có thể là đại cánh tay kinh lạc bị hao tổn, khí huyết không thuận, cũng có thể cùng cốt cách có quan hệ. Trương Huyền lời nói vừa ra, các đại y sư sôi nổi mở miệng, giống như là lớp học thượng đoạt đáp lão sư vấn đề học sinh. Trương Huyền gật gật đầu, nhiều hơn ba cái điều kiện, cốt cách không việc gì, khí huyết thông thuận, kinh lạc nối liền, như thế, các vị nghĩ lại xem. Trương Huyền đem này ba cái điều kiện hơn nữa sau, này đó các y sư lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Này không hảo phán đoán, cần thiết muốn sở cốt mới được. Đúng vậy,
hoặc là chụp phiến. Trương Huyền cười cười, các vị, các ngươi cảm thấy, có thể hay không là vai cổ có vấn đề. Do đó ảnh hưởng đến đại cánh tay. Trương Huyền nói xong, rất nhiều lão y sư đều có loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Rất có khả năng, chúng ta trung y có rút dây động dừng cách nói, vai cổ có vấn đề, đích xác sẽ ảnh hưởng đến đại cánh tay, loại này bệnh, ở đại cánh tay chỗ tìm không thấy nguyên nhân căn bản. Đúng vậy, từ nhiều phương diện xuống tay, thật là một cái phương pháp. Một trung y sư, lại nghĩ ra rất nhiều khả năng, bắt đầu thảo luận. Ngồi ở trên chỗ ngồi Lưu Nhiên, lúc này, sắc mặt đã trở nên phi thường khó coi. Hảo, ta lại cấp các vị nói cái biện pháp. Trương Huyền ngừng mọi người thảo luận, nói, nếu không từ vai cổ xuống tay, mà là tận khả năng kích thích vai cổ huyệt vị, các vị cảm thấy như thế nào? Tận khả năng kích thích huyệt vị, một người lão trung y mặt lộ vẻ nghi hoặc, suy nghĩ mấy giây, mở miệng nói, ta cho rằng không ổn, nếu người bệnh đại cánh tay không việc gì, khí huyết thẳng đường, kinh mạch lung lay, lại tiến hành kích thích nói, rất có thể sẽ tạo thành đại cánh tay quá độ sung huyết. Như vậy tạo thành hậu quả, rất có khả năng sẽ làm người bệnh hai tay vĩnh cửu mất đi chi giác. Đúng vậy, phương pháp này khẳng định là không được. Hoàn toàn toàn là ở làm bậy. Như là một cái không hiểu y học người, nói bậy một hồi tới đổ vật. Lần lượt từng y sư mở miệng, phủ định Trương Huyền cái này cách nói. Trên chỗ ngồi, Lưu Nhiên sắc mặt trắng bệch, khó coi muốn chết, Lưu Nhiên bằng hữu cũng không có vừa mới kia phân kiêu ngạo. Trương Huyền khóe miệng liệt khai một cái tươi cười, hướng Triệu Khuông nơi địa phương nhìn lại đây, mở miệng nói, vị này y sư, xem ra không cần chúng ta lại đối chất, người đồ đệ cái gọi là, cùng ngươi cộng đồng nghiên cứu ra phương pháp, ở đây nhiều người như vậy, đều đã phủ quyết. Cái gì, vừa mới kia kích thích huyệt vị phương pháp, là Triệu Khuông nghĩ ra được. Một người y sư, đương trường mở miệng. Triệu Khuông, tuyệt đối có thể nói thượng là danh y, sao có thể đưa ra như vậy não tàn phương pháp tới. Hơi chút có điểm thưởng thức, đều sẽ không nghĩ ra như vậy phương pháp a. Thiếu ở kia hồ ngôn loạn ngữ, Triệu Khuông quát lớn một tiếng, ta khi nào đưa ra quá loại này phương pháp. Triệu y sư, vừa mới người đồ đệ, liền nói cho chúng ta biết, đây là ngươi cùng hắn cộng đồng nghiên cứu ra tới phương pháp, ta tỷ phu nói này pháp có lầm, đã bị ngươi đồ đệ giễu cợt, bao gồm vừa mới, cũng là ngươi kêu ta tỷ phu ra tới đối chất. Tử Uyển liền ngồi ở Triệu y sư bên cạnh, đối Triệu y sư nói. Triệu y sư một chút liền minh bạch phát sinh cái gì, sắc mặt giận dữ chừng hướng Lưu Nhiên, ngươi đều nói gì đó. Loại này hại người phương pháp, ngươi công khai nói cho mọi người, còn nói là ta giảng. Ngươi ra sao giáp tâm? Lưu Nhiên sợ tới mức cả người run lập cập, cái này, ta. Hắn vội vội cúi đầu, cũng không dám đi xem Triệu Khuông đôi mắt, hắn tổng không thể nói, chính mình không có gì giáp tâm, chỉ là tưởng ở mỹ nữ trước mặt trang cái bức, kết quả đã bị vạch trần đi. Triệu Khuông khí mồm to thở dốc. Hảo, ta cảm thấy đối chất tiến hành đến nơi đây, cũng liền không cần thiết tiến hành đi xuống, nói lại nhiều, cũng chính là làm trò cười mà thôi. Trương Huyền phất phất tay, hắn sau lưng ca bệnh đồ liền bị đóng lại. Trương Huyền cầm lấy microphone, các vị, các ngươi hôm nay vì sao mà đến, ta rất rõ ràng, các ngươi cũng rất rõ ràng, về cái gọi là y học lý niệm, các vị làm này ngành sản xuất nhiều năm như vậy, sớm đã có chính mình giải thích, ta nếu nói ra. Đại gia phỏng chừng cũng cảm thấy ta ở đánh rắm, cho nên, nhàm chán đồ vật cùng trường hợp lời nói ta liền không nói. Ta hôm nay muốn nói, chỉ có hai điểm, điểm thứ nhất, sáng tạo, về như thế nào sáng tạo, ta sau đó sẽ nói cho các ngươi, điểm thứ hai, là đầu óc. Trương Huyền dùng ngón tay chỉ đầu mình, tiếp tục nói, Mã hội trưởng, ta xin hỏi một chút, người đối y thuật của ta, nhưng có tin tưởng. Đương nhiên là có, ngồi ở đệ nhất bài Mã hội trưởng, không chút do dự mở miệng. Một người có thể sẽ run châm, là có thể từ mặt bên thuyết minh hắn tài phú, thật giống như một người có được một chiếc Lamborghini, chẳng lẽ hắn toàn bộ thân gia cũng chỉ có một chiếc Lamborghini. Lamborghini không phải hắn thân gia, chỉ là hắn thân gia thể hiện. Trương Huyền cũng là như thế, run châm không phải hắn toàn bộ y thuật, chỉ là hắn y thuật thể hiện. Hảo, Trương Huyền gật gật đầu, lại hỏi, kia Mã hội trưởng, ta hiện tại muốn dạy ngươi y thuật, ngươi có nguyện ý hay không học? Đối ta dạy cho ngươi đồ vật, lại tin vài phần. Đương nhiên nguyện ý học, đối tiểu sư phó ngươi dạy ta đồ vật, ta là toàn tin. Toàn tin, ha ha, Trương Huyền cười nói, Mã hội trưởng, ta đây hiện tại muốn nói cho ngươi, ta một dìu chém rớt đầu của ngươi, còn có thể đem ngươi cứu sống, ngươi tin sao?
Trương Huyền nói vừa xong, trong phòng liền vang lên một trận tiếng cười to. Này, Mã hội trưởng sắc mặt có chút khó xử, tiểu sư phó, tuy rằng ta tin tưởng ngươi y thuật, nhưng loại này không thực tế đồ vật, ta khẳng định không thể tin. Không tồi, không thực tế đồ vật, không cần đi tin. Trương Huyền ngẩng đầu, đem ánh mắt phóng hướng nhiều công năng thính cuối cùng kia mấy bài trên chỗ ngồi, chư vị, các ngươi là học sinh, nhưng phải có phân rõ thị phi năng lực, có chút đồ vật biết rõ là sai, liền phải dũng cảm đưa ra nghi ngờ, không cần mù quáng cùng phong. Trương Huyền nói, nghe vào những cái đó vừa mới ngốc nghếch duy trì Lưu Nhiên người trong tai, làm cho bọn họ cảm thấy phá lệ hổ thẹn, đồng thời đối việc này cũng quái thượng Lưu Nhiên, nếu không phải ngươi ở kia trang bức, chúng ta sao có thể làm ra loại sự tình này tới đâu. Chương 120 Kỹ Kinh Bốn Tòa. Tọa đàm thượng, tuy rằng có vô số y học giới tiền bối, nhưng không có một người dám bãi cao cái giá, Diêm Lập Diêm lão tiên sinh đều ngồi ở kia nghiêm túc nghe, ai lại dám tự cao tự đại. Trương Huyền trình bày rất nhiều tân sáng tạo lý niệm, nghe được một ít y sư là không hiểu ra sao, một ít còn lại là lòng tràn đầy kích động, như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau. Thực mau, tọa đàm liền đến mọi người nhất chờ mong một cái phân đoạn. Run châm biểu thị, ở nhập mộc tam phân dưới tình huống, dùng ra run châm. Lúc ấy đông đảo các y sư nghe thấy cái này tin tức, phản ứng đầu tiên chính là không tin, lần này tọa đàm, cũng là bọn họ một cái chứng thực quá trình. Một đài camera tinh chuẩn tỏa định ở Trương Huyền tay phải, Trương Huyền trên tay động tác, bị ấn đặt ở trên màn hình lớn. Tất cả mọi người tỉ mỉ nhìn, tập trung tinh thần, sợ bỏ lỡ cái gì. Trương Huyền bên tay phải, là một chương gỗ đặc cái bàn. Trên mặt bàn phóng có một miên bao chung cắm chính là các loại quy mô ngân châm. Các vị, run châm thủ pháp, ở chỗ chỉ cùng thủ đoạn gian phối hợp, loại đồ vật này, ta mặt sau sẽ chậm rãi cho các ngươi giảng giải. Trương Huyền thông qua microphone nói một tiếng, tiếng nói vừa dứt, hắn tay phải, ở camera bắt giữ hạ, bay nhanh lấy ra một cây cương châm, chỉ thấy thủ đoạn run lên, này cương châm liền có một nửa chát nhập mặt bàn giữa. Run cổ tay hạ châm. Một người đầu tóc hoa dâm lão y sư kinh hô một tiếng, hắn cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, thế nhưng là run cổ tay hạ châm, đã thất truyền hạ châm phương pháp, lại một lần xuất hiện. Quách lão tiên sinh, này run cổ tay hạ châm, có cái gì cách nói sao? Một người y sư tò mò hỏi. Tự nhiên, lão y sư gật gật đầu, run cổ tay hạ châm khó khăn, cũng không á với run châm, chỉ là rất nhiều người cũng không sẽ chú ý tới điểm này mà thôi, thông qua run cổ tay. Có thể bằng mau tốc độ, lớn nhất lực đạo, làm ngân châm kích thích huyệt vị, ở nào đó đặc thù dưới tình huống, chỉ cần run cổ tay hạ châm chiêu thức ấy pháp, là có thể cứu lại một cái tánh mạng. Trên màn hình, Trương Huyền nhanh tay nếu ảo ảnh, liền camera đều bắt giữ không rõ ràng lắm, chỉ thấy miên bao chung ngân châm từng cây giảm bớt, mà chát ở trên mặt bàn ngân châm, càng ngày càng nhiều, này gỗ đặc mặt bàn, giờ phút này liền giống như đậu hũ giống nhau, chút nào không thể ngăn cản ngân châm chát nhập. Liên tiếp 13 căn châm, toàn bộ chát ở trên mặt bàn, nếu nhìn kỹ, này đó châm sắp hàng như là có nào đó liên hệ, nhưng lại làm người khó có thể liên tưởng. Nổi danh y sư nín thở ngưng thần, nhìn chát ở trên mặt bàn ngân châm, đột nhiên, hắn trước mắt sáng ngời, như là nghĩ tới cái gì, cả người không khỏi run rẩy, hét lớn, huyệt vị. Hắn ở trên mặt bàn, bắt chước nhân thể huyệt vị, này. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng, đây là đối nhân thể huyệt vị có bao nhiêu quen thuộc. Mới có thể với trên mặt bàn bắt trước ra tới. Vừa mới trong đầu còn ở nghi hoặc này đó ngân châm sắp hàng có cái gì liên hệ y sư, ở nghe được lời này sau, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Quả thật là huyệt vị. Lấy một chút làm tâm, còn lại châm, toàn bộ chát ở huyệt vị thượng. Đâu chỉ là như thế này, lại một người lớn tuổi y sư đứng lên, khó nén trên mặt kích động nhìn trên đài, tiểu sư phó, người nói cho ta, người sở hạ, có phải hay không đoạt mệnh 13 châm? Đoạt mệnh 13 châm. Kia được xưng, có thể ở Diêm Vương thủ hạ đoạt mệnh châm pháp. Không có khả năng đi. Các đại các y sư, nhịn không được mở miệng, mọi người đều đem chứng thực ánh mắt, phóng hướng trên đài. Trương Huyền gật gật đầu, không tồi. Thiên nột, thật là đoạt mệnh 13 châm. Lão sư, này đoạt mệnh 13 châm có cái gì lợi hại a? Còn không phải là ở huyệt vị thượng chát 13 căn ngân châm sao, nếu như vậy. Không phải chỉ cần tìm được này 13 cái huyệt vị, đều có thể xưng là đoạt mệnh 13 châm. Một người tuổi trẻ bác sĩ hỏi hướng hắn bên người lão sư. Đương nhiên không phải như vậy. Lão y sư lắc lắc đầu, đoạt mệnh 13 châm, châm châm bất đồng, châm châm giấu giếm huyền cơ,
Đơn giản nhất một chút, mỗi căn ngân châm, ở chát nhập nhân thể nội thời điểm, đều có thể đạt tới khóa khí hiệu quả. Khóa khí, mỗi một cây, tuổi trẻ bác sĩ há to miệng, hắn học trung y, nghe qua khóa khí cái cách nói này, nếu một người có thể sử dụng ngân châm khóa khí, như vậy liền đại biểu, người này châm cứu trình độ, đã đạt tới siêu phàm thoát tục nông nỗi, mà này đoạt mệnh 13 châm, thế nhưng mỗi một châm đều có thể đạt tới khóa khí hiệu quả, vẫn là cơ bản nhất. Này, không thể tưởng tượng. Mau xem, run, đang run, quả nhiên là run châm A, không biết là ai hô một tiếng. Ánh mắt mọi người, đều tập trung ở trên màn hình lớn, trong màn hình, chát ở trên mặt bàn 13 căn ngân châm, chính lấy một loại cực kỳ rất nhỏ, nhanh chóng tần suất run rẩy. Giờ khắc này, không có kinh hô, không có kêu to, có, chỉ là nín thở ngưng thần. Mỗi người, đều hết sức chăm chú nhìn màn hình, liền hô hấp cũng không dám mãnh liệt, bọn họ ánh mắt, thật giống như, là ở thưởng thức một bức tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Chẳng sợ Diêm đợi một tí người phía trước đã gặp qua run châm, lúc này, ánh mắt vẫn là vô pháp tự kiềm chế bị run châm hấp dẫn, lộ ra mê muội thần sắc. Thật lâu sau, tên kia đầu tóc hoa dâm lão y sư trước hết hồi quá mức tới, nhịn không được mở miệng nói, lấy run cổ tay thủ pháp hạ châm, đạt tới nhập mộc tam phân lực độ, ở trống trải trên mặt bàn bắt trước nhân thể huyệt vị, càng dùng ra đoạt mệnh 13 châm, cũng ở trong đó gia nhập run châm. Đây là, yêu nghiệt a. Không ai phản bác tên này lão y sư nói, ngắn ngủn một cái hạ châm, liền làm được nhiều như vậy sự tình, không phải yêu nghiệt, lại là cái gì? Dùng thiên tài không đủ để hình dung. Trung y có thể cứu chữa. Trung y có thể cứu chữa. Có người hô to, trong mắt mang nước mắt, Trương Huyền sở biểu hiện ra hết thảy, đã không phải làm hắn giật mình đơn giản như vậy, mà là cảm động, như vậy cao siêu thủ pháp, làm người liền đố kỵ đều sinh không ra, này đối Trung y tới nói, là vô thượng vinh dự, là cột mốc lịch sử tồn tại. Tiểu sư phó, người sư thừa người nào? Là vị nào đại gia? Có người nhìn không được hỏi. Xin lỗi, vô pháp báo cho. Trương Huyền cười cười, chư vị, lần này tọa đàm, cũng liền đến này, Lâm thị tổ chức huấn luyện cơ cấu, sẽ ở một tuần sau chính thức khai triển đệ nhất tiết khóa, ta tưởng điều kiện Mã hội trưởng đã nói cho đang ngồi các vị, trong khoảng thời gian này, các vị tưởng báo danh liền mau chóng đi. Trương Huyền vừa dứt lời, liền có người gấp không chờ nổi mở miệng. Báo danh, ta muốn báo danh. Ta cũng muốn báo danh. Mã hội trưởng, ta hiện tại đem chúng ta y quán mọi người tư liệu cho ngươi phát qua đi, ngươi cần phải cho chúng ta cái này danh ngạch a. Trương Huyền nhìn một màn này, vừa lòng cười cười, xem ra chính mình chuẩn bị dạy học, hiệu quả cũng không tệ lắm. Liền ở đông đảo y sư tranh đoạt báo danh thời điểm, Trương Huyền lại lần nữa phát ra tiếng, đúng rồi, Mã hội trưởng, có một số người, chúng ta huấn luyện cơ cấu là không thu, tỉ như hồ ngôn loạn ngữ giả, chẳng phân biệt thị phi giả, còn có mù quáng theo giả. Trương Huyền vừa dứt lời, Triệu Khuông cùng Lưu Nhiên đám người chính là sắc mặt mãnh biến, này còn không phải là nói chính mình đâu sao? Chương 121, dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng. Trương Huyền nói, làm nhiều công năng trong phòng người, đều đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Khuông, một ít cùng Triệu Khuông quen thuộc người, trong mắt đều mang theo tiếc hận. Tốt như vậy một cái cơ hội, Triệu Khuông liền bạch bạch lãng phí a. Triệu Khuông sắc mặt nhiều lần biến hóa, thanh âm có chút trầm thấp mở miệng, vị này tiểu sư phó, ta và ngươi bất quá là có chút hiểu lầm, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá không phóng khoáng? Chính là a, ta đắc tội ngươi, làm gì muốn liên lụy đến sư phụ ta? Lưu Nhiên cũng mở miệng, chạy nhanh bổ cứu, đối với có không ở Trương Huyền này học được đồ vật, hắn không quan tâm, hắn hiện tại quan tâm, là sư phụ sẽ bởi vì việc này giận chó đánh mèo với chính mình. Thật muốn nói như vậy, chính mình nửa đời sau tiền đồ đã có thể không có a. Không phóng khoáng, ta nhưng không cảm thấy. Trương Huyền cười một tiếng, dùng ngón tay chỉ phía sau, các vị thỉnh xem màn hình, đây là ta vừa mới, dùng di động lục hạ video. Ở Trương Huyền phía sau màn hình lớn làm, là Lưu Nhiên ở nhiều công năng thính ngoại, kêu gào một màn. Ta nói cho ngươi, người bệnh sinh bệnh, chữa bệnh chính là chúng ta bác sĩ. Ta tưởng như thế nào chị liền như thế nào chị, không tới phiên ngươi tại đây tất tất. Lưu Nhiên ánh mắt ngạo nghễ, lời nói chói tai. Nói như vậy, làm giờ phút này ngồi ở trong phòng các y sư, đều trừng lớn đôi mắt, kia một câu ta tưởng như thế nào chị liền như thế nào chị, làm người đều hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Bại hoại, quả thực là bại hoại. Triệu Khuông, người tốt xấu làm nghề y mấy chục năm, phẩm hạnh trong ngành cũng là đáng giá thưởng thức. Vì sao dạy ra như vậy một cái đồ đệ?
người bệnh đem sinh mệnh giao cho chúng ta trong tay, chúng ta liền phải đối bọn họ phụ trách, này tưởng như thế nào trị liền như thế nào trị, là một cái y giả nói ra nói sao? Là một người nói ra nói sao? Loại người này, không xứng làm nghề y. Toàn bộ trong phòng, hết đợt này đến đợt khác trách cứ Thanh, một ít lão y sư nhóm, càng là biểu tình phấn khởi. Cái kia Triệu y sư, chuyện này, đều không phải là ta Trương Huyền nhằm vào ai, ở đại gia làm nghề y phía trước, đều sẽ nhớ kỹ y giả cha mẹ tâm năm chữ, chúng ta Hoa Hạ có câu cách ngôn, con mất dạy, lỗi của cha, dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng, người đồ đệ có thể nói ra nói như vậy, cùng ngươi có trực tiếp quan hệ, hiện tại, thỉnh các ngươi đi ra ngoài đi. Trương Huyền tay cầm microphone, làm cái thỉnh thủ thế. Triệu Khuông sắc mặt âm trầm, cả người phát run nhìn về phía Lưu Nhiên. Sư phụ, ta, Lưu Nhiên sắc mặt trắng bệch. Xúc sinh, Triệu Khuông thật mạnh múa may cánh tay, một cái tát hung hăng đánh vào Lưu Nhiên trên mặt, này một tiếng thanh thúy vang dội, ta Triệu Khuông, không có ngươi như vậy đồ đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi ta đoạn tuyệt thầy trò quan hệ. Triệu Khuông này một cái tát chịu xong, không có lại lý Lưu Nhiên, hắn xoay người, hướng trên đài Trương Huyền trạm địa phương cúc một cung, tiểu sư phó, ngươi nói không tồi, ta này nhiệt đồ, có thể nói ra nói như vậy, đích đích xác xác cùng ta có trực tiếp quan hệ, ta tự nhận là cái thầy thuốc tốt, nhưng không phải cái hảo lão sư, hôm nay sự, thụ giáo. Triệu Khuông nói xong, quay người liền chiều nhiều công năng thính ngoại đi đến. Lưu Nhiên mặt lộ vẻ kinh hoàng, hô thanh lão sư, vội vàng theo đi ra ngoài. Kia đi theo Lưu Nhiên bên người, vẫn luôn hùng hổ người, hiện tại cũng không dám hé răng, xám xịt đi theo Lưu Nhiên phía sau, ra nhiều công năng thính, đến nỗi những cái đó vừa mới cùng Lưu Nhiên cùng nhau trào phúng Trương Huyền học sinh, đồng dạng không mặt mũi lưu lại nơi này, ra nhiều công năng thính. Nhiều công năng thính ngoại, Lưu Nhiên ngây ra như phỗng đứng ở chỗ này, hắn biết, hôm nay sự, làm chính mình nửa đời sau, không còn có làm nghề y khả năng. Hôm nay nhiều như vậy y học giới tiền bối đều ở chỗ này, Hoa Hạ tuy đại, nhưng không có một chỗ, còn có thể tiếp nhận chính mình. Trang bức trang hỏng rồi đi, nói bậy một hồi liền tính, còn đem chúng ta đều hại. Một người học sinh đi ra, đầy mặt khó chịu nhìn Lưu Nhiên. Chính là, còn được xưng cái gì nhận thức thần y, nhân ra đứng ở ngươi trước mặt ngươi đều không quen biết, cái gì ngoạn ý. Ta phi, từng đạo trào phúng tiếng vang ở Lưu Nhiên bên tai, Lưu Nhiên một lòng. Hoàn toàn trầm đến đáy cốc, hắn cả người, cũng bị đánh vào vạn trượng vực sâu, ở y học này trên đường, vĩnh vô xoay người ngày. Nhiều công năng trong phòng, Trương Huyền tọa đàm tiếp tục, ở hắn thi triển ra như vậy nhiều vô cùng thần kỳ châm cứu thủ pháp sau, mọi người đối đãi thái độ của hắn, càng thêm cung kính. Học chi nhất đạo, đạt giả vì trước, giờ này khắc này, tuổi có vẻ không có như vậy quan trọng, học thuật, mới là đặt ở hàng đầu. Tự Huyền mấy người ngồi ở trên chỗ ngồi. Nhìn trên đài Trương Huyền, trong lòng kích động. Tự Huyền, tỷ phu hắn thật là quá soái, nếu hắn còn không có kết hôn, ta nhất định phải truy hắn. Trương Khiết hai chỉ tay nhỏ gắt gao tích cóp ở bên nhau, kích động nói. Tôn Lam chớp thật dài lông mi, ta cũng muốn truy. Người cái cô nàng chết dầm kia, Trương Khiết duỗi ra tay, niết hướng Tôn Lam bên hông mềm thịt, ngươi là tưởng cùng ta đương tình địch a? Chính là, thế nào a? Ha ha ha. Trương Huyền nguyên bản đem tọa đàm thời gian liền định rồi một cái buổi sáng, kết quả đã đến các y sư thật sự là quá nhiệt tình, chờ tọa đàm tan đi lúc sau, một đám từng cái hướng Trương Huyền thỉnh giáo vấn đề, sinh sôi tới rồi buổi chiều 4 điểm nhiều, Trương Huyền mới rốt cuộc rảnh rỗi. Cứ như vậy, những cái đó các y sư còn có chút chưa đã thèm, nói lần sau huấn luyện cơ cấu giảng bài thời điểm, nhất định phải hảo hảo hướng Trương Huyền thỉnh giáo. Trương Huyền lau cái trán mồ hôi, hắn một chút đương lão sư cảm giác đều không có. Giống như là một cái bị người từng cái khi dễ tiểu cô nương giống nhau. Trương Huyền vừa mới rảnh rỗi không vài phút, lại bị Tự Huyền cùng Trương Thành mấy người quấn lên. Tỷ phu hảo, vừa thấy Trương Huyền, Trương Thành liền chạm thẳng tắp, cùng tân binh viên đụng tới huấn luyện viên giống nhau. Thần y, cho chúng ta một cơ hội, làm chúng ta biểu hiện bái. Trương Khiết nói giỡn dường như nói. Hừ hừ, Trương Huyền đôi tay ôm ngực, trên dưới đánh giá Trương Khiết liếc mắt một cái. Ngữ khí ngả ngớn nói, cô bé, tính toán như thế nào biểu hiện a? Bản thân y yêu cầu chính là rất cao. Đúng không, Trương Khiết eo nhỏ uốn éo, vươn tay cánh tay, rắn nước quấn lên Trương Huyền cổ, nhậm quân ngắt lấy thế nào? Ân, Trương Khiết nhả khí như lan, mang theo một cổ u hương, này thanh xuân giữa lại mang theo mị hoặc cảm giác, phá lệ kích thích. Trương Huyền cười hắc hắc, vẻ mặt xấu hổ, ách.
chúng ta vẫn là làm điểm khác đi, tỉ như cùng nhau chạy chạy bộ, đánh đánh bóng bàn gì đó. Thiết, Trương Khiết bĩu môi, đẩy ra Trương Huyền, xoay người vẻ mặt đắc ý nhìn Trương Thành đám người, thấy không, ta nói đi, tỷ phu chính là một cái thê quản nghiêm. Nguyên bản còn có điểm túng Trương Huyền, vừa nghe lời này, lập tức nhảy lên, ai nói ta thê quản nghiêm, ta ở nhà địa vị, chính là các ngươi vô pháp tưởng tượng. Thôi đi tỷ phu, Tự Huyền che miệng khẽ cười một tiếng, ngươi nếu không phải thê quản nghiêm, buổi tối có dám hay không cùng chúng ta ca hát đi. Đi liền đi, có gì không dám. Trương Huyền vỗ bộ ngực. Buổi tối 8 giờ, sắc trời dần tối, Trương Huyền đánh no cách, cùng Tự Huyền mấy người du đãng ở đại học phụ cận rượu phố chung. Chương 122, Thanh Diệp nội loạn. Làng đại học rượu phố, Trương Huyền vẫn là lần đầu tiên ôm uống rượu tâm thái tới đâu, ven đường bán hàng rong, hương khí bốn phía ăn vặt, đều làm Trương Huyền cảm giác rất có ý tứ. Tự Huyền mấy người rất có kinh nghiệm tuyển một nhà KTV, khai cái ghế lô, muốn cái bia phần ăn, ngồi ở bên trong bắt đầu hoan sướng. Trương Thành kia hai cái tiểu đệ lại là cấp Trương Huyền đệ yên, lại là cấp Trương Huyền rót rượu, làm đến Trương Huyền đều có điểm ngượng ngùng. Ước buổi tối 9 giờ rưỡi thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, Trương Huyền đám người cũng chơi đang ở cao hứng, ghế lô môn đột nhiên bị người một chân đá văng ra. Đá văng ra ghế lô môn, là một cái lưu trữ tấc đầu tóc ngắn thanh niên, nhìn qua cũng là một học sinh, tại đây tấc đầu thanh niên phía sau, còn đi theo vài tên tiểu đệ. Còn ở ca hát Trương Thành vừa thấy người này, mày liền nhíu lại, buông microphone, Quách Cường, có ý tứ gì? Bị gọi Quách Cường tấc đầu thanh niên duỗi người, đôi tay ôm ở cái gáy, ánh mắt tùy ý ở ghế lô nội đánh giá một vòng, mở miệng nói, không có gì ý tứ, liền muốn nhìn một chút, như thế nào, tới rồi rượu phố, không biết trước cho ta hỏi rõ được chứ? Trương Thành tên kia tiểu đệ toàn cường một chút liền đứng lên, hướng Quách Cường chửi ầm lên nói, ngươi tính thứ gì, làm chúng ta thành ca cho ngươi vấn an. Một khác danh tiểu đệ Dương Phong cũng là hừ lạnh một tiếng, đều là Thanh Diệp xã người, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách làm chúng ta thành ca cho ngươi vấn an. Ngươi hắn sao có phải hay không muốn chết, Quách Cường tiểu đệ đồng dạng khai mắng. Không có việc gì, làm cho bọn họ ngoài miệng cậy mạnh. Quách Cường không để bụng đối chính mình tiểu đệ phất phất tay, tiếp tục nói, Trương Thành, ta xem ngươi vẫn là đừng tự xưng Thanh Diệp xã. Liền đại ca ngươi cái kia phế vật, hiện tại nói ra đi, còn chưa đủ mất mặt, còn báo đầu. Ha ha, đã là phế nhân một cái đi, bị người phế bỏ đôi tay, còn có cái gì mặt được xưng Thanh Diệp đương gia, hiện tại đương gia, hẳn là đổi thành chúng ta Long ca mới đúng. Ngươi nói cái gì, Trương Thành vừa nghe lời này, trực tiếp bạo khởi, huy nắm tay liền chiều Quách Cường vọt qua đi. Quách Cường động cũng chưa động, hắn phía sau trực tiếp ra tới hai người, đem Trương Thành ấn ở trên tường. Làm Trương Thành động cũng vô pháp động, này hai người vừa thấy liền không phải học sinh, bên hông khảm đao nhìn thấy ghê người. Quách Cường xem cũng không xem Trương Thành liếc mắt một cái, hắn ánh mắt ở ghế lô trung tam nữ trên người đánh giá, Trương Thành, ngươi nói ngươi tới rồi rượu phố, không trước phương hướng ta vấn an, việc này như thế nào giải quyết? Không bằng khiến cho này mấy mỹ nữ, bồi chúng ta huynh đệ mấy cái tâm sự. Trương Thành bị hai người ấn ở trên tường, cắn răng bài trừ một câu, Quách Cường. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Được một tấc lại muốn tiến một thước, ta được nước làm tới thì thế nào? Quách Cường cười một chút, căn bản là không đem Trương Thành đám người để vào mắt. Quách Cường nói, liền hướng phòng bên trong đi tới. Ngươi lại đi phía trước đi một bước, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Vẫn luôn ngồi ở chỗ kia không nói gì Trương Huyền, cầm lấy một ly ướp lạnh bia, mồm to uống. Nguyên bản bởi vì đối phương bên hông hai thanh khảm đao có chút sợ hãi Toàn Cường cùng Dương Phong, vừa nghe Trương Huyền nói chuyện, tâm lập tức buông một mảng lớn. Đúng vậy, tỷ phu tại đây, chính mình sợ cái gì a? Trương Huyền tồn tại, giống như làm cho bọn họ trong lòng lập tức liền cắm một cây định hải thần châm giống nhau. Ngày đó Trương Huyền ở đánh cuộc đương làm sự, bọn họ còn rõ ràng trước mắt, đối mặt mười mấy tên chức nghiệp tay đấm, Trương Huyền một người chấn trụ bãi, toàn trường không ai dám phản kháng. Cùng những cái đó chức nghiệp tay đấm so, Quách Cường tính cái giam a. Quách Cường theo bản năng đứng ở tại chỗ, nhìn mắt Trương Huyền, người tính cái thứ gì? Bị đè lại Trương Thành ha hả cười, Quách Cường, hôm nay ta tỷ phu tại đây, ta không nghĩ chọc phiền toái, ta khuyên ngươi cũng không cần chọc phiền toái. Đúng không, ta đây càng muốn chọc phiền toái đâu. Quách Cường khiêu khích nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, cố ý làm bộ làm tịch, động tác thong thả, nâng lên đùi phải, hướng phía trước mại một bước. Ở Quách Cường trên mặt, treo một bộ khinh miệt tươi cười,
kia ý tứ giống như ở đối Trương Huyền nói, người đụng đến ta một cái thử xem. Trương Huyền ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn Quách Cường chân chậm rãi nâng lên, sau đó rơi xuống, ở Quách Cường bàn chân tiếp xúc mặt đất nháy mắt, Trương Huyền trở tay trừ khởi trên bàn bình rượu, đối với Quách Cường đầu, thật mạnh ném qua đi. Chai bia ở Quách Cường chán theo tiếng mà toái, Quách Cường cũng theo bản năng che lại chán, liên tục lui về phía sau vài bước. Ngươi hắn sao, a? À. Quách Gia mồm vừa mới thả ra tàn nhẫn lời nói, liền cảm giác chân bộ truyền đến một trận đau nhức, này đau làm hắn rốt cuộc nói không nên lời cái gì khác lời nói, chỉ có thể kêu thảm thiết. Trương Huyền đem rách nát bình rượu, dùng sức chát ở Quách Cường cẳng chân thượng, máu tươi đương trường chảy đầy đất, như vậy trực tiếp huyết tinh trường hợp, làm đè lại Trương Thành hai người đều không khỏi hít hà một hơi. Bọn họ sinh động ở làng đại học phụ cận rượu tràng, trên eo treo khảm đao, cũng liền hù dọa sinh viên. Chân chính làm cho bọn họ làm điểm gì, đó là tuyệt đối không dám. Trương Huyền nghe Quách Cường phát ra kêu thảm thiết, hừ lạnh một tiếng, không có thực lực, liền không cần học người khác ra tới trang bức, lăn. Quách Cường ngồi dưới đất, nhìn chính mình đổ máu không ngừng cẳng chân, hốc mắt đỏ lên, sợ tới mức thân thể đều ở phát run. Đè lại Trương Thành hai người liếc nhau, mạnh mẽ làm chính mình lấy lại bình tĩnh, sau đối Trương Huyền nói, anh em, nào điều trên đường, chúng ta thanh diệp người. Không phải ngươi nói đánh là đánh. A, à, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, trở lại trên sofa ngồi xuống, cho chính mình đổ ly bia, ta đếm ba tiếng, các ngươi ai còn dám đứng ở này phòng, ta liền phế đi ai. Trương Huyền bưng lên chén rượu, mí mắt cũng chưa nâng một chút, một. Ở Trương Huyền nói phế đi ai thời điểm, Quách Cường mang đến những người này liền cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, bọn họ vừa mới chính là tận mắt nhìn thấy trước mắt cái này tàn nhẫn người như thế nào xuống tay. Hoàn toàn không có một chút do dự a. À. 2. Trương Huyền đem chén rượu phóng tới bên miệng, một ngụm uống lên đi xuống. Hảo, người có loại, ta muốn nhìn một chút, người hôm nay đi như thế nào ra này phố. Đè lại Trương Thành hai người bắt tay buông lỏng, tú ngồi dưới đất ôm chân rơi lệ Quách Cường liền ra ghế lô. Ghế lô nội lại trở nên an tĩnh lên. Trương Thành đại tùng một hơi, đối Trương Huyền cười khổ một chút, tỷ phu, lần này làm ngươi chế diễu. Trương Huyền nhíu nhíu mày, kỳ quái nói, các ngươi thanh diệp xã bên trong nháo mâu thuẫn. Trương Thành gật gật đầu, nói, tỷ phu, người có điều không biết, chúng ta thanh diệp xã, vẫn luôn là Ngân Châu lớn nhất ngầm xã đoàn, nhưng nói là ngầm xã đoàn, lão đại Lôi Công lại cấm chúng ta làm hết thảy trái pháp luật sự, trừ bỏ tất yếu sống mái với nhau ngoại, không cho thanh diệp xã thành viên chạm vào đánh cuộc cùng hàng chưa nộp thuế, cũng không cho trên đường những người đó độc thủ duỗi đến làng đại học tới. Có thể nói, Thanh Diệp xã chính là một chương ngầm ô dù, nhưng khoảng thời gian trước, Thanh Diệp liên tiếp xuất hiện biến cố, lão đại Lôi Công thoái vị, đem xã trưởng nhường cho đại tiểu thư, này dẫn tới rất nhiều người ngầm không phục, cho nên liền chia làm hai cái phe phái. Trương Huyền trợn trắng mắt, đây là điện ảnh tình tiết a. Chương 123, Long Hổ đại ca. Trương Thành cũng cảm giác cốt truyện này có chút cẩu huyết, hướng Trương Huyền ngượng ngùng cười cười. Là cái dạng này tỷ phu, vốn dĩ Thanh Diệp bên trong liền có người không phục đại tiểu thư, kết quả Thanh Diệp lại ra vài sự kiện, ta đại ca con báo đầu, nguyên bản là Thanh Diệp nhị đương ra, vài lần sống mái với nhau chung đều bị trọng thương, hiện tại đôi tay hoàn toàn bị người phế đi, mơ ước ta đại ca vị trí người, một chút liền nhảy ra tới. Trương Huyền như suy tư gì gật gật đầu, hắn cùng con báo đầu động qua tay, đối con báo đầu thực lực có cái đại khái nhận thức, đối phó người thường, con báo đầu là cái cao thủ. Nhưng đối với người biết võ tới nói, con báo đầu thân thủ liền rất giống nhau, mà gần nhất Thanh Diệp vài lần sống mái với nhau, Trương Huyền cũng đều biết, đối mặt những người đó, con báo đầu hiển nhiên không phải đối thủ, vài lần động thủ, con báo đầu đều bị thương không nhẹ, hơn nữa nói đến nói đi, luận thân thích quan hệ. Chính mình còn phải kêu con báo đầu tiếng kêu dưỡng đâu. Loại này hắc đạo sự tình, đặt ở trước kia, Trương Huyền khẳng định lười đến quản, nhưng hiện tại sao? Chính mình cùng Hàn Ôn Nhu cũng đã xảy ra nhiều như vậy, Thanh Diệp nội loạn, chính mình cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Trương Huyền lại hỏi Trương Thành, hắn mới vừa nói cái kia Long Ca, là người nào? Trương Thành trả lời, Long Ca chính là ở làng đại học này một mảnh xem bãi, thực có thể đánh, nghe nói là tỉnh tán đánh Á quân lui ra tới. Những năm gần đây, ta đại ca con báo đầu vẫn luôn ngồi nhị đương ra vị trí, Long Ca trong lòng liền rất không phục, hiện tại ta đại ca bị thương. Hắn lập tức liền sốt ruột thượng vị, chỉ là không dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ là làm người của hắn ở làng đại học khi dễ chúng ta. Trương Huyền nghe được có chút buồn cười,
loại này Trương Thành lại nói tiếp ngưng trọng chi đến sự, ở Trương Huyền xem ra, liền cùng tiểu hài tử đùa giỡn giống nhau. Trương Huyền không phải không có gặp được quá loại này mưu quyền soán vị sự, chỉ là hắn gặp được, động một chút chính là chôn bom diệt khẩu, thỉnh sát thủ diệt khẩu, giống cái này Long Ca cách làm, phong cách kém thật sự là có chút lợi hại. Hành đi, nghe việc này cũng cứ như vậy, Trương Huyền không gì tâm tình đi quản, hẳn ôn nhu xử lý cái này cái gọi là Long Ca hẳn là không gì vấn đề. Bởi vì vừa mới Quách Cường sự, ghế lô tam nữ lại sướng mấy bài hát, cũng đều không có hứng thú, mấy người cũng liền chuẩn bị rời đi. Kết quả mới ra quán ba môn, liền thấy quán ba cửa vây quanh đen nghìn nghịt một mảnh người, cầm đầu, đúng là vừa mới đè lại Trương Thành kia hai gã đeo đao thanh niên, Quách Cường tắc bị người nâng đứng ở một bên. Vừa thấy này trận thế, Trương Thành sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Quách Cường, ngươi là tưởng đem việc này làm tuyệt. Trương Thành, hiện tại không chuyện của ngươi, ta muốn cùng hắn tính sổ. Quách Cường chỉ vào Trương Huyền, tiểu tử, ngươi mới vừa không phải rất cuồng sao. Hiện tại tiếp tục cuồng một cái cho ta xem. Trương Huyền nhìn tụ ở quán ba bên ngoài này đen nghìn nghịt một đám người, nhân số ít nhất có hơn 30 cái. Đối mặt những người này, Trương Huyền biểu tình đạm nhiên. Tỷ phu, chúng ta báo nguy đi. Tự Huyền tam nữ có chút sợ hãi đứng ở Trương Huyền phía sau, loại này trận thế, nam sinh nhìn đều sợ hãi, huống chi các nàng nữ sinh đâu. Không có việc gì, Trương Huyền vỗ vỗ Tự Huyền bả vai, an ủi một tiếng, hắn đi phía trước đi ra một bước, nhìn trước mặt này hơn 30 người, mở miệng nói, ai ngờ động thủ, đứng ra. Trương Huyền lời này âm rơi xuống, vây quanh ở quán ba trước hơn 30 người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Ai đều không có trước bán ra bước đầu tiên. Một màn này, Trương Huyền đã sớm liệu đến, những người này, nhìn người đông thế mạnh, nhưng nói trắng ra là, đều là tới xem náo nhiệt, chân chính tưởng giúp Quách Cường báo thù người, nhìn thấy chính mình ánh mắt đầu tiên liền động thủ. Quách Cường thấy chính mình gọi tới người không dao động, trên mặt có chút không nhịn được, đối bên cạnh tiểu đệ đưa mắt ra hiệu. Kia tiểu đệ thấy chính mình này mới có nhiều người như vậy ở đây, trong lòng cũng có nắm chắc, hít sâu một ngụm. Bước đi ra tới, ta hôm nay liền phải động ngươi, thế nào đi? Tiểu đệ vừa mới dứt lời, đã bị Trương Huyền bắt lấy cổ áo, trở tay hai cái tát đi lên, đánh thanh thúy vang dội, trực tiếp cấp tiểu đệ đương trường đánh ngốc. Lan, Trương Huyền một chân đem tiểu đệ đá hồi đám người, tiếp tục mở miệng, còn có ai muốn động thủ? Này hơn 30 người, không có một cái dám ra tiếng, bao gồm kia hai cái eo quải khảm đao thanh niên, hiện tại cũng không dám kêu gào. Như vậy một màn, có thể nói làm người nhìn có điểm muốn bật cười, hơn 30 cá nhân hùng hổ, kết quả bị một người sợ tới mức không dám hé răng. Liền ở không khí có chút xấu hổ thời điểm, một đạo ngả ngớn thanh âm, ở đám người ngoại vang lên. Là ai a? Ở chúng ta Thanh Diệp địa bàn nháo sự. Nghe thế thanh âm, Quách Cường đám người tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, mà Trương Thành, còn lại là mặt hắc lợi hại hơn. Đám người tản ra một cái nói, một người thân cao cũng liền 1m6 thấp bé nam nhân. Chắp tay sau lưng, từ này nói chiều Trương Huyền mấy người đã đi tới, còn lại người, tất cả đều cung cung kính kính kêu một tiếng hổ ca. Này lại là ai? Trương Huyền kỳ quái hỏi một tiếng, mỗi lần Thanh Diệp phát sinh đại sự thời điểm, Trương Huyền liền không thấy được Thanh Diệp có nhiều người như vậy, hôm nay khen ngược, lại là Long lại là hổ. Trương Thành nhỏ giọng nói, hổ ca, là Long ca phụ tá đắc lực, có hắn tại đây, Long ca tự nhiên ly đến không xa, Long ca muốn ở nói. Sự tình hôm nay liền không dễ làm. Trương Thành sắc mặt rất khó xem, hiển nhiên, hắn đối cái kia cái gọi là Long ca, vẫn là thực kiêng kỵ. Thân cao chỉ có 1m6 hổ ca đi đến Trương Huyền trước mặt, cho chính mình điểm một cây thuốc lá, ngẩng đầu nhìn Trương Huyền, tiểu tử, ngươi rất cuồng a. Biết đây là ai địa bàn sao? Trương Thành chủ động ra tiếng, hổ ca, chuyện này không nên trách chúng ta, là Quách Cường hắn. Câm miệng, hổ ca hét lớn một tiếng. Trừng mắt nhìn Trương Thành liếc mắt một cái, làm ngươi nói chuyện sao? Không quy củ đồ vật. Đối, thực xin lỗi, Trương Thành cúi đầu, có vẻ thực câu nệ, chỉ là hổ ca. Làm ngươi câm miệng, không nghe được sao? Hổ ca đem trong tay thuốc lá hung hăng ném tới Trương Thành trên người, hỏa tinh tử bắn Trương Thành một thân, Trương Thành động cũng không dám động một chút. Hổ ca ánh mắt một lần nữa phóng tới Trương Huyền trên người, vừa mới liền ngươi hỏi, còn có ai muốn động thủ? Chúng ta Thanh Diệp người, là ngươi có thể đánh. Hổ ca, việc này cùng ta tỷ phu không quan hệ, chỉ là ta cùng Quách Cường tư nhân. Ta hắn sao làm ngươi câm miệng? Hổ ca nâng lên chân, bay thẳng đến Trương Thành trên người đá tới.
Trương Huyền trong mắt hiện lên một tia hàn mang, đôi tay nắm tay, vừa mới chuẩn bị động thủ, lại nghe một tiếng quát chói tai vang lên. A hổ, đi, đã xảy ra chuyện. Đám người ngoại, vang lên một đạo rất là không kiên nhẫn thanh âm. Tại đây đồng thời, vây quanh ở Trương Huyền trước mặt người, đồng thời khom lưng, hô một tiếng long ca. Trương Huyền cũng vừa lúc nhìn đến này cái gọi là long ca, là một cái tinh tráng hán tử, lộ ở trong không khí cẳng chân tràn ngập nổ mạnh lực lượng, vừa thấy liền biết là cái người biết võ. Nguyên bản vẻ mặt khó chịu hổ ca, ở nghe được đã xảy ra chuyện ba chữ sau, hướng Trương Huyền hung tợn nói câu tính người gặp may mắn, hướng Trương Huyền làm cái mạt cổ động tác. Trương Huyền di động, cũng vào lúc này vang lên, hàn ôn nhu nôn nóng thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Trương Huyền, Hắc Lôi mang theo bốn cực môn tìm tới. Chương 124, có khác động thiên. Trường Hoành tư nhân hội sở, tọa lạc ở Ngân Châu ngoại ô thành phố khu, ở phần lớn Ngân Châu thị dân trong mắt, đối cái này hội sở ấn tượng chỉ có một, sang quý. Thật lớn chiếm địa diện tích, xa hoa màu son đại môn, thân gia không điểm đáy người chỉ là liếc mắt một cái, chùn bước. Ở trường Hoành tư nhân hội sở trước đại môn bãi đỗ xe thượng, liền không đỉnh quá 80 vạn dưới xe, bất quá hôm nay có cái ngoại lệ. Một chiếc AAV4 ngừng ở bãi đỗ xe thượng, cùng mãn bãi đỗ xe chạy băng băng Land Rover chờ siêu xe so sánh với, này chiếc AAV4 có vẻ có chút chói mắt. Cửa xe mở ra, Trương Huyền mang theo Trương Thành, cùng với Tử Huyền tam nữ từ trên xe xuống dưới. Cầu vồng hội sở, không phải cái loại này hoa lệ trang hoàng, mà là cùng loại về tư người tử trang giống nhau địa phương, lúc này sắc trời sớm đã đen đi xuống, này hội sở màu son đại môn, giống như là ngủ đông ở trong đêm đen một trương bồn máu mồm to. Hội sở trước đại môn, đứng một loạt thân xuyên màu đen Âu phục xã đoàn tiểu đệ. Trương Thành tận mắt nhìn thấy đến, long ca cùng vừa mới cái kia hổ ca, đều đi vào hội sở giữa. Trương Thành nuốt khẩu nước miếng, tỷ phu, người đây là muốn mang chúng ta đi vào a? Ta nhưng nghe nói đêm nay này hội sở bị Thanh Diệp cấp bao, nói là có đại sự muốn giải quyết. Đi, mang ngươi vào xem. Trương Huyền vỗ vỗ Trương Thành bả vai, đi nhanh chiều hội sở cửa đi đến. Vừa mới hàn ôn nhu một chiếc điện thoại, Trương Huyền lập tức liền chạy đến, hắn đem Trương Thành mang đến nguyên nhân chỉ có một, từ từ giúp Trương Thành hết giận. Trương Thành lôi kéo Trương Huyền ống tay áo, thật cẩn thận nói, tỷ phu, này chúng ta khả năng vào không được a? Ngươi không phải Thanh Diệp người sao? Trương Huyền tò mò nhìn Trương Thành liếc mắt một cái. Trương Thành gật gật đầu, tỷ phu, ta là Thanh Diệp người không tồi. Nhưng này cấp bậc không đạt tiêu chuẩn a. Không có việc gì, Trương Huyền không sao cả vẫy vẫy tay, từ từ ngươi trang giống một chút là được. Nói xong, Trương Huyền không đợi Trương Thành nói nữa, trực tiếp đi đến trước đại môn, lúc này, Trương Thành tưởng khuyên đều không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể đi theo Trương Huyền, ở tới gần màu son đại môn thời điểm, Trương Thành có chút kinh hồn táng đảm, sợ bị người nhìn ra cái gì, phải biết rằng, Thanh Diệp xã quy củ, chính là phi thường nghiêm, xã đoàn có quan trọng công việc. Chính mình không có đã chịu mời liền tự mình tiến đến, bị phạt nhưng không nhẹ. Mắt thấy ly đại môn càng ngày càng gần, Trương Thành trong lòng cũng càng ngày càng khẩn trương, đầu cũng không tự giác thấp đi xuống. Đứng lại, người đang làm gì? Một người thân xuyên Âu phục tiểu đệ một tiếng quát chói tai, sợ tới mức Trương Thành một cái run run. Trương Thành dương mắt vừa thấy, thấy chung quanh người quả nhiên nhìn chính mình. Ta, Trương Thành há miệng thở dốc, còn không có tới kịp nói chuyện. Liền nghe Trương Huyền thanh âm vang lên. Chúng ta là báo ca người. Báo ca, ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Một người tiểu đệ nghi hoặc một tiếng, xuyên thấu qua đen nhánh bóng đêm đi phân biệt Trương Huyền gương mặt, đường hắn rõ ràng nhìn đến Trương Huyền gương mặt kia khi, thân thể không khỏi đánh cái rùng mình, sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Hắn là lúc trước tham dự qua đêm sắc quán ba cùng bát tiên lâu đại chiến người, đối trước mắt người nam nhân này ấn tượng, phi thường khắc sâu. Như thế nào? Chưa thấy qua, Trương Huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười. Nói chuyện tiểu đệ vội vàng đem cúi đầu, gặp qua, mời vào. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng Tử Huyền tam nữ phất phất tay, sau đó bước đi tiến đại môn chung. Trương Thành thấy thế, đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh đuổi kịp Trương Huyền. Tiến vào màu son đại môn, đạp lên một cái đường đất thượng, trước mắt bóng cây hình thành dương nanh múa vuốt bộ dáng. Giống như một đám ma quỷ muốn đem người tới ăn tươi nuốt sống giống nhau. Tỷ phu, nhìn có chút thấm người a. Tần Lam ôm Trương Khiết một cây cánh tay, toàn bộ thân mình đều xúc ở bên nhau. Tỷ phu, chúng ta tới đây là làm gì a? Tử Huyền có chút khó hiểu hỏi.
đương nhiên là báo thù. Trương Huyền không hề nghĩ ngợi phải trả lời, vừa mới những người đó như vậy kiêu ngạo, chẳng lẽ làm cho bọn họ trang bức liền chạy. Xuyên qua này bóng cây đường đất, lại đi phía trước, liền nhìn đến đèn đuốc sáng trưng, một lai động biệt thự dạng tiểu nhị lâu thành lập ở trong trang viên, mỗi tràng biệt thự đều đèn sáng quang. Biệt thự chung quanh có mộc chế đỉnh hóng gió, nướng BBQ giá, thậm chí còn có núi giả, nhân công dòng suối nhỏ, suối nước thanh triệt, có con cá bơi lội, rất nhiều độc đáo đồ vật, tới hiện ra này hội sở sang quý giá cả. Ở một cái ngầm hầm rượu nhập khẩu, đứng bốn gã thân xuyên Âu phục thanh diệp xã thành viên, Trương Huyền năm người vừa xuất hiện, liền đã chịu đề ra nghi vấn. Chúng ta là báo ca người, Trương Huyền vẫn là câu nói kia, đang nói xong sau, bị người mang vào ngầm hầm rượu. Hầm rượu nhập khẩu thực hẹp, chỉ cung hai người song song mà đi, bùn đất dựng bậc thang rất có niên đại cảm, đương Trương Huyền đi lên cái thứ nhất bậc thang thời điểm, liền có thể ngửi được một cổ mùi rượu thơm nồng vị, càng đi đi, con đường càng thêm rộng lớn, cho đến xuất hiện ở một cái đại sảnh giữa, trong phòng gửi bình trang bồ đào mỹ tửu, mỗi một lọ rượu bên cạnh, đều viết con này rượu niên đại cùng ủ trình tự làm việc. Đại sảnh mặt đất, phủ kín bạch lượng gạch men sứ, đỉnh đầu treo thật lớn đèn treo thủy tinh, ánh đèn đánh hạ. Ngũ thải tân phân chiếu rọi ở sang quý gỗ đặc quầy rượu thượng. Tự Huyền tam nữ vẫn là lần đầu tiên đi vào loại rượu này trang, tò mò nhìn này đó rượu nho. Vài vị, có hẹn trước rượu sao? Một người tuổi trẻ soái khí nam tính nhân viên tạp vụ, ăn mặc hắc bạch giao nhau áo choàng, từ đại sảnh một góc chung đi ra, cung kính dò hỏi. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, không có. Xin theo ta tới, nhân viên tạp vụ làm một cái thỉnh thủ thế, theo sau quay đầu. Ở phía trước dẫn đường. Nếu không tiến vào cái này ngầm hầm rượu, quang trên mặt đất, người là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến này ngầm hầm rượu lại là có khác động thiên. Thông qua một cái hẹp hòi nhập khẩu tiến vào, bên trong không gian, là ngoài dự đoán mọi người đại. Trương Huyền năm người đi theo nhân viên tạp vụ, liên tiếp xuyên qua mấy cái hầm rượu đại sảnh, cuối cùng ngừng ở một cái tàng quầy rượu trước. Nhân viên tạp vụ đem tay đặt ở quầy rượu thượng ba hàng thứ năm bình rượu vang đỏ thượng, nhẹ nhàng một ninh. Quầy rượu phát ra kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, ở Tự Huyền tam nữ, bao gồm Trương Thành khiếp sợ trong ánh mắt, chậm rãi rời đi. Vài vị, thỉnh, nhân viên tạp vụ khom lưng, làm cái thủ thế. Theo quầy rượu chậm rãi rời đi, quầy rượu mặt sau cảnh tượng, cũng ánh vào mấy người mi mắt, trừ bỏ Trương Huyền bên ngoài, còn lại bốn người, đều há to miệng. Ở bọn họ trước mặt xuất hiện, rõ ràng là một cái ngầm quyền tràng. Toàn bộ quyền tràng diện tích, phóng nhãn nhìn lại. Ít nhất có hai cái sân bóng như vậy đại, ở bên trong, không riêng có quyền anh thường thấy lôi đài, càng là có một bộ lồng sắt. Ở lồng sắt mặt trên, còn mang theo đã khô cạn vết máu, nhan sắc biến thành màu đen, không biết có bao nhiêu người đem máu tươi lưu tại này mặt trên. Đối với nơi này hết thảy, Tự Huyền đám người, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Trương Huyền nhưng thật ra biểu tình tự nhiên nhìn này hết thảy, nơi này đồ vật, vừa mới Hàn Ôn Nhu đều cho hắn phát tin tức nói. Bất quá liền tính Hàn Ôn Nhu không nói, Trương Huyền cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn biết, cơ hồ mỗi một cái thành thị, đều có như vậy một cái không muốn người biết địa phương. Chương 125, đánh lôi. Lúc này, ngầm quyền giữa sân, chính tụ tập không ít người, liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ có thể phân biệt ra, tụ tập ở chỗ này người, đại khái chia làm mấy cái phe phái. Cùng phe phái người, đều ăn mặc đồng dạng quần áo, mọi người đều mặt chiều cái kia lồng sắt phương hướng. Làm thành một cái vòng lớn, ở nhất trung tâm vị trí thượng, ngồi mấy người, chính là này đó phe phái đương ra. Ta nói, con báo đầu còn có hay không điểm quy củ, xã đoàn như vậy chuyện quan trọng, này đó A Miêu A Cẩu cũng có thể vào được. Một đạo thanh âm, vang ở Trương Huyền năm người trước mặt. Nói chuyện, đúng là trước Trương Huyền bọn họ một bước đã đến Hổ Ca đám người. Hổ Ca đôi tay ôm ngực, nhìn chằm chằm Trương Huyền bọn họ, nơi này là các ngươi có thể tới địa phương sao? Là các ngươi nên tới địa phương sao? Làm việc một chút quy củ không có, chạy nhanh cút đi. Đi ở Hổ Ca phía trước, Long Ca nhìn Trương Huyền bọn họ liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, không nói gì, ánh mắt kia, thật giống như đang xem mấy chỉ phiền nhân ruồi bọ giống nhau. Hổ Ca vừa dứt lời, lại là một đạo thanh âm vang lên. Ta nói, chúng ta báo ca sự, còn không tới phiên các ngươi tới quản đi. Khi nào các ngươi ngồi trên nhị đương ra vị trí, lại đến khoa tay múa chân. Một người lưu trữ tóc dài thanh niên từ một bên đã đi tới. Trương Thành vừa thấy này thanh niên, vội vàng cúi đầu, Thù Ca. A Thù, ta giáo huấn một chút tiểu bối, như thế nào, này đều không được.
Hổ ca điểm một cây yên, kiêu ngạo nhìn mắt tóc dài thanh niên, các người này đó làm đại, giống như có điểm không tuân thủ quy củ, hôm nay việc này, là bọn họ loại này a miêu a cẩu nên tới sao? Chúng ta báo ca muốn cho ai tới, khiến cho ai tới, các ngươi không nói gì tư cách, làm tốt chính mình sự đi, a hổ. Thù ca không sợ chút nào dỗi trở về, theo sau đối Trương Thành phất phất tay, a Thành, mang ngươi người lại đây. Nga, hảo, Trương Thành vội vàng gật đầu, chiều thù ca kia đi đến. Trương Huyền mấy người đi theo Trương Thành phía sau, người ở bên ngoài xem ra, Trương Huyền thật giống như Trương Thành tùy tùng giống nhau. Hổ ca đối thù ca làm cái mạt cổ thủ thế, nghênh ngang chiều lồng sắt kia đi đến. Chờ hổ ca đi rồi, thù ca nhíu nhíu mày, a Thành, sao ngươi lại tới đây? Ai làm ngươi tới? Ta, Trương Thành há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào giải thích, thù này ca, là báo ca phụ tá đắc lực, báo ca làm ai tới, không nhường ai tới, hắn rõ ràng. Thù ca xem Trương Thành này phúc nói không ra lời bộ dáng, thở dài, tính, suy nghĩ của ngươi ta biết, đơn giản là muốn vì xã đoàn nhiều làm điểm sự, bất quá lần này sự, cũng không phải là ngươi ta có thể nhúng tay. Thù ca, đây là làm sao vậy a? Ta cảm giác, giống như Ngân Châu rất nhiều xã đoàn lão đại đều tới rồi. Trương Thành nhìn mắt lồng sắt trước cái kia vị trí, có rất nhiều hình bóng quen thuộc. Đâu chỉ là Ngân Châu xã đoàn lão đại, lần này toàn bộ Ninh tỉnh xã đoàn lão đại, đều đến đông đủ. Thù ca chiều lồng sắt kia chu chu môi, lần này, có thể nói là Ninh tỉnh ngầm xã đoàn nháo lớn nhất một hồi, chúng ta đại tiểu thư thượng vị tới nay, diệt trừ không ít đối thủ, lúc này đây, là cùng Hắc Lôi đối thượng a. Hắc Lôi, Trương Thành mở to hai mắt nhìn, cái này Ninh tỉnh ngầm xã đoàn long đầu đại danh, hắn không ngừng một lần nghe nói, thù ca, kia lúc này đây, chúng ta chẳng phải là thực không có phần thắng. Kia không nhất định, thù ca gật gật đầu, Hắc Lôi là lợi hại, bất quá ngươi cũng đừng xem thường đại tiểu thư thủ đoạn, nghe báo ca giảng, đại tiểu thư bên người, chính là có một người siêu cấp cao thủ, lần này Hắc Lôi hùng hổ mà đến, lại không phải tìm chúng ta sống mái với nhau, mà là đấu võ đài. Nếu đại tiểu thư bên người vị kia cao thủ đủ lợi hại nói, chúng ta lần này, vẫn là rất có phần thắng. Siêu cấp cao thủ, Trương Thành ánh mắt lửa nóng nhìn về phía lồng sắt nơi đó, nam nhân, đối với cao thủ cái này từ mắt, đều có một loại khôn kể xúc động. Ở lồng sắt bốn phía, ngồi mười mấy danh xã đoàn đương gia, trong đó lớn nhất hai cái ghế dựa thượng, phân biệt ngồi Thanh Diệp đương gia Hàn Ôn Nhu, cùng với Hắc Lôi đương gia, Hắc Hồng. Hắc Hồng thưởng thức tay phải thượng bích ngọc nhẫn ban chỉ. Tiểu nha đầu, lần này đánh lôi, người tưởng như thế nào chơi? Hàn Ôn Nhu ăn mặc một kiện vàng nhạt sắc áo gió, nghiêng nghiêng dựa vào ghế trên, kia tư thái tựa như cổ đại sơn đại vương giống nhau, nàng nhìn mắt Hắc Hồng, mở miệng nói, Hắc lão đại, lần này bãi, là ngươi ước xuống dưới, cùng với hỏi ta tưởng như thế nào chơi, chi bằng xem Hắc lão đại ngươi, tưởng như thế nào chơi. Ha ha, Hắc Hồng cười khẽ hai tiếng, thanh âm hào khí nói, hảo. Ngươi một tiểu nha đầu đều nói như vậy, ta Hắc Hồng, cũng liền không làm kiêu, ta đánh lôi quy củ rất đơn giản, ta ra 5 người, các ngươi Thanh Diệp xã tùy ý, chỉ cần có thể từng cái đánh bại ta này 5 người, sở hữu sự tình, ta Hắc Lôi chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Hắc Hồng tiếng nói vừa dứt, hiện trường một mảnh ồ lên. Hắc Lôi chỉ ra 5 người, Thanh Diệp tùy ý. Này, thật sự là quá tự tin. Hắc lão đại có thể nói ra nói như vậy, kia khẳng định có hắn tự tin. Này ngầm lôi đài tồn tại nhiều năm như vậy, trước nay không nghe nói qua Hắc Lôi có thất thủ thời điểm. Thanh Diệp dám tiếp sao? Tiếp, liền đối mặt Hắc Lôi át chủ bài, không tiếp, kia về sau ở trên đường, cũng vô pháp lăn lộn. Tại đây một khắc, mọi người đều đem ánh mắt phóng tới Hàn Ôn Nhu trên người. Hàn Ôn Nhu cười cười, Hắc lão đại, người đây là cố ý nhường ta cái này tiểu bối. Hắc Hồng cười cười, không có hé răng. Hàn Ôn Nhu vặn vẹo tinh tế vòng eo, từ ghế dựa thượng đứng lên, ánh mắt nhìn quét phía sau Thanh Diệp xã viên, cất cao giọng nói, các vị, vừa mới Hắc lão đại nói, ta tưởng các ngươi cũng nghe tới rồi, lần này đánh lôi, Hắc lão đại chỉ ra 5 người, chúng ta Thanh Diệp, ai lại tưởng cái thứ nhất thượng đâu. Ta tới, Hàn Ôn Nhu vừa dứt lời, liền có một người tráng hán đứng dậy. Là Tây Đường Mãnh Ca, lúc trước liên tục ở 4 cái phòng tập thể thao đá quán. Một cái đánh 4-5 cái không thành vấn đề. Có nhân đạo ra tráng hán thân phận. Tráng hán ăn mặc một kiện màu trắng ngực, cả người cơ bắp bạo khởi, nhìn liền tràn ngập lực lượng cảm. Đánh lôi địa phương, liền tuyển ở lồng sắt chung, một khi nhập lung, chẳng phân biệt thắng bại, không được rời đi, ai cũng vô pháp can thiệp đánh lôi hai người.
Mãnh ca hai lời chưa nói, trực tiếp đi vào lồng sắt chung. Hàn Ôn Nhu hướng Hắc Hồng làm cái thỉnh thủ thế, Hắc lão đại, người người đâu? Ở Hắc Hồng phía sau, đi ra một người tuổi trẻ nữ hài, nhìn qua, cũng liền 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, ăn mặc một thân bình thường đồ thể dục, chát một cái đuôi ngựa. Tên này nữ hài nói cái gì cũng chưa nói, cũng đi vào lồng sắt chung, nàng xuất hiện, làm chung quanh phát ra một trận khác thường thanh âm, ai cũng chưa nghĩ đến, Hắc Lôi cái thứ nhất lên sân khấu đánh lôi, là như vậy một người tuổi trẻ nữ hài. Thù ca, người nói Hắc Lôi có phải hay không cố ý làm chúng ta đâu? Mãnh ca đánh nhà đầu này, một bàn tay đều không cần đi. Trương Thành nhìn lồng sắt chung hai người, thần sắc có chút quái dị, cái loại này đối lập, thật giống như sói xám cùng tiểu bạch thỏ. Thù ca tán đồng gật gật đầu, vừa muốn phát biểu ngôn luận, liền nghe bên tai vang lên như vậy thanh âm. Các ngươi cái kia mãnh ca thua. Chương 126, liên tiếp khiêu chiến. Thù ca có chút bất mãn nhìn mắt người nói chuyện, đúng là Trương Huyền. Tiểu tử, người có hay không điểm nhãn lực giới? À mãnh sao có thể thua? Trương Thành cũng mở miệng, tỷ phu, mãnh ca hẳn là sẽ không thua đi, người xem kia nữ kia hình thể, sao có thể là mãnh ca đối thủ? Trương Huyền lắc lắc đầu, cười nói, hình thể không đại biểu thực lực, các người cái kia mãnh ca, nhìn cường tráng, thực tế hạ bàn không xong, kia nữ hài nhìn tuổi trẻ nhu nhược, đi đường khi mang theo một loại ám kình, nếu ta không đoán sai nói, này nữ hài từ từ, nhiều nhất ba chiêu, là có thể đem đối thủ phóng đảo. Thù ca bĩu môi, hiển nhiên đối Trương Huyền nói khịt mũi coi thường. Trương Thành xấu hổ cười cười, hắn không hảo phản bác Trương Huyền, nhưng cũng thật sự khó mà tin được, mãnh ca kia cường tráng thể trạng, sẽ không phải một tiểu nha đầu đối thủ. Mà tự Huyền tam nữ, tắc không nhiều như vậy hoài nghi, ở các nàng trong lòng, hiện tại cơ hồ là Trương Huyền nói gì, các nàng tin gì. Lồng sắt lôi đài, đường hàng rào sắt đóng lại một khắc, liền đại biểu bắt đầu, chỉ có một phương ngã xuống đất sau. Lồng sắt hàng rào mới có thể mở ra. Lung nội không gian cũng không lớn, tính toán đâu ra đấy, bất quá 30 cái bình phương, lung nội hai người, tránh cũng không thể tránh. Mãnh ca nhìn trước mắt nhỏ gầy nữ hài, trên mặt lộ ra một mạt cười lạnh, thật muốn không rõ, Hắc Lôi kêu ngươi tới đánh lôi, là kêu ngươi đi tìm cái chết. Nữ hài bình tĩnh đứng ở nơi đó, một câu cũng chưa nói. Mãnh ca thấy đối phương căn bản là không phản ứng chính mình, trong lòng có chút bất mãn. Hừ lạnh một tiếng, nhất quyền chiều nữ hài đi đến. Hàn Ôn Nhu ngồi ở ghế trên, nhìn lung nội nữ hài, mày liễu hơi nhíu, nàng nhưng không cho rằng, Hắc Hồng là cố ý cho chính mình phóng thủy. Ở từ Trương Huyền kia biết một ít về cổ võ đồ vật sau, Hàn Ôn Nhu hoàn toàn minh bạch cái gì gọi người không thể tướng mạo, khả năng ngươi xem gầy yếu một người, có thể bộc phát ra ngươi tưởng tượng không đến lực lượng. Hàn Ôn Nhu, liền không nghĩ mãnh ca có thể thắng, hoặc là nói, nàng không cho rằng phía chính mình. Trừ bỏ Trương Huyền bên ngoài, có ai có thể có nắm chắc thắng hạ Hắc Hồng phái ra người. Mãnh ca đi đến nữ hài trước người, cười lạnh một tiếng, tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách, liền quái phái ngươi lên đài tới người đi. Mãnh ca vừa dứt lời, liền một quyền chiều nữ hài trên người đánh đi. Lồng sắt ngoại người, nhìn đến mãnh ca múa may ra này cường hữu lực một quyền khi, đều có chút không đành lòng nhắm mắt lại. Bọn họ phảng phất đã nhìn đến cái này tuổi trẻ nữ hài bị đánh nghiêng trên mặt đất cảnh tượng. Chính là sự thật, ra ngoài bọn họ dự kiến. Liền thấy ở mãnh ca này một quyền sắp đánh tới nữ hài trên người thời điểm, nữ hài tia chớp vươn tay phải, nắm lấy mãnh ca đánh tới nắm tay, mãnh ca này cường hữu lực một quyền, thế nhưng bị nữ hài gắt gao nắm. Này, mãnh ca sắc mặt biến đổi, theo bản năng liền phải đem nắm tay rút về tới, nhưng hắn lại phát hiện, chính mình nắm tay. Thật giống như bị một con cự kiềm tạp trụ giống nhau, không thể động đậy. Mãnh ca giờ khắc này, rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Ngươi, mãnh ca hét lớn một tiếng, vừa mới mở miệng. Nữ hài chân phải nâng lên, một cái tiên chân rút ra, thật mạnh chịu ở mãnh ca trên đùi. Lần này, làm mãnh ca cảm giác, giống như có người dùng sức múa may một cây ống thép, nện ở chính mình trên đùi giống nhau, kia kịch liệt đau đớn đánh úp lại, chính mình một chân, ở nháy mắt trở nên tê mỏi. Cùng lúc đó, nữ hài thủ đoạn dùng sức, nhéo mãnh ca nắm tay, tới cái một cái thuận kim đồng hồ xoay tròn, này cổ xoay tròn lực lượng từ mãnh ca cánh tay truyền tới trên người, ở mãnh ca một chân tê mỏi dưới tình huống, trực tiếp đem mãnh ca lược ngã xuống đất, phát ra phốc một tiếng, mang theo trên mặt đất cho bụi. Này một bộ động tác, nước chảy mây trôi, thẳng đến mãnh ca té ngã trên đất, có chút người cũng chưa phản ứng lại đây, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mà nữ hài,
vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt không hề gợn sóng, xem cũng chưa xem Mãnh Ca liếc mắt một cái. Hai chiêu, Trương Huyền khóe miệng một liệt, nhẹ nhàng mở miệng. Trương Thành cùng Thù Ca biểu tình đều là một ngưng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắc hồng trên mặt, cũng là bình đạm, giống như kết cục như vậy, hắn đã sớm liệu đến giống nhau. Hàn Ôn Nhu trong mắt, lại là xuất hiện kích động, bởi vì nàng khẳng định, cái này nữ hài, luyện được cũng là cổ võ, là một cái chậm rãi bắt đầu tiếp xúc cổ võ người, cổ võ cường đại, làm Hàn Ôn Nhu mê muội. Lồng sắt mở ra, vài tên thanh diệp xã viên vọt vào trong lồng, đem Mãnh Ca nâng ra tới. Hàn Ôn Nhu ngồi ở ghế trên, đưa lưng về phía thanh diệp xã thành viên, lại lần nữa mở miệng, tiếp theo cái ai thượng. Ta tới, lại một người đứng dậy. Hắn vừa mới xem Mãnh Ca như vậy bị thua, trong lòng đối Mãnh Ca cũng có chút khinh thường, hắn phía trước liền cùng Mãnh Ca đã giao thủ, biết Mãnh Ca nhược điểm liền ở chỗ hạ bàn, hàng năm rèn luyện là làm Mãnh Ca thượng thân sức bật siêu quần, nhưng thân mình lại có chút không phối hợp, hạ bàn không xong, mới có thể bị người hai chiêu lược đảo. Lồng sắt lại một lần đóng lại. Trương Huyền nhìn trong lồng hai người, lắc lắc đầu, lần này vẫn như cũ ba chiêu trong vòng. Không thể, Thù Ca đương trường lên tiếng. Chỉ là cuối cùng một cái có thể tự còn chưa nói ra tới, lồng sắt chung đã ra kết quả, cái này tuổi trẻ nữ hài, lại một lần chỉ dùng hai chiêu, liền đem một người thanh diệp hãn tướng cấp phóng đảo. Hiện tại, giữa sân liền tính thần kinh lại đại điều người, đều nhìn ra được tới, cái này nữ hài, không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Cái tiếp theo, ai? Hàn Ôn Nhu lại lần nữa mở miệng. Ta! Thanh diệp đi ra một người lại một người, ước chừng hơn 10 người, nhưng không có một cái. Là trong lòng kia nữ hải đối thủ, thẳng đến không ai còn dám động thủ. Hắc Lôi nói chỉ phái ra 5 người, kết quả đệ nhất nhân, liền chọn Thanh Diệp toàn bộ hảo thủ. Trương Huyền đứng ở phía sau, Thanh Diệp mỗi một lần phái ra người, hắn đều sẽ mở miệng tiến hành phân tích, ban đầu, Thù Ca đương hắn là nói bậy một hồi, nhưng đến sau lại, Thanh Diệp mỗi ra tới một người, Thù Ca đều phải hỏi trước Trương Huyền, có hay không khả năng thắng. Hắc Hồng mắt thấy Thanh Diệp lần lượt từng hảo thủ bị thua. Cười nói, tiểu nha đầu, ngươi là dùng ta người, cho ngươi luyện binh a. Hàn Ôn Nhu cười cười, Hắc lão đại, quy củ chính là ngươi định, ta phái ra bao nhiêu người đều có thể. Đương nhiên, Hắc Hồng gật đầu, bất quá tiểu nha đầu, luyện binh, cũng đến một vừa hai phải, luyện nữa đi xuống, người này tâm đã có thể tan a. Hắc Hồng vừa nói, hàn ánh mắt nhìn quét Hàn Ôn Nhu phía sau thanh diệp xã đoàn, này đó xã đoàn thành viên, hiện tại biểu tình gian. Đều mang theo một loại không tự tin, xã đoàn mười mấy danh hảo thủ, liên tiếp khiêu chiến một người tuổi trẻ tiểu cô nương, lại không có một người đi qua ba chiêu, đối bọn họ tới nói, là đả kích thật lớn. Hắc lão đại, này liền không nhọc phiền ngươi nhọc lòng. Hàn Ôn Nhu đem bàn tay qua đỉnh đầu, đối phía sau vẫy vẫy, A Long, ngươi không phải vẫn luôn tưởng ngồi nhị đương ra vị trí sao, hôm nay cho ngươi cơ hội này, có thể bại hai người, này nhị đương ra cho ngươi ngồi. Long ca. Hổ ca vẻ mặt kinh hỉ nhìn chính mình trước người nam nhân. Ở Long ca trên nắm tay, cột lấy một vòng màu trắng băng vải, hiện tại hắn, chính một chút hủy đi băng vải, loại này trói tay mang, là vì tránh cho gia quyền khi lực lượng quá lớn, đối chính mình cơ bắp tạo thành tổn thương, đương một cái quyền tay dỡ xuống trói tay mang thời điểm, ý nghĩa hắn sẽ không cho chính mình để đường rút lui. Chương 127, ta không thượng ngươi thượng. Long ca ở Thanh Diệp xã, tuy rằng địa vị không cao lắm, nhưng mức độ nổi tiếng, lại là chỉ ở sau Thanh Diệp vài vị đương gia, một cái tỉnh tán đánh Á quân danh hiệu, làm hắn ở Thanh Diệp xã thanh danh phá lệ vang dội, ẩn ẩn bên trong, có loại Thanh Diệp song hoa hồng côn cảm giác. Hiện tại, Long ca muốn ra tay, làm Thanh Diệp xã các thành viên phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Liên tục mười mấy danh hảo thủ bại lui, làm cho bọn họ quá mức nghẹn khuất, nhu cầu cấp bách một người tới tìm về bãi. Mắt thấy Long ca có như vậy cao nhân khí. Hổ ca trên mặt lộ ra vui sướng. Tỷ phu, người cảm thấy hắn, có bao nhiêu phần thắng? Trương Thành nhìn chính đi vào lồng sắt chung Long ca, hỏi. Khó mà nói, Trương Huyền lắc lắc đầu, người này, có chút đáy, hắn cùng kia nha đầu, liền xem ai kinh nghiệm chiến đấu càng nhiều. Long ca đi vào trong lồng, lồng sắt đóng lại, hắn cũng không có cái gì dư thừa vô nghĩa, trực tiếp động thủ. Lung ngoại, hổ ca đi đầu phát ra cố lên hò hét thanh. Lung nội đối tình hình chiến tranh huống, liền cùng Trương Huyền suy đoán giống nhau, Long ca bất đồng với phía trước hơn 10 người, cùng kia nữ hải đánh có tới có lui, thậm chí giống như còn chiếm chút thượng phong. Tiểu nha đầu,
không thể tưởng được các ngươi Thanh Diệp còn có như vậy cao thủ, đúng là khó được a. Hắc Hồng nhìn Long Ca, rất là hâm mộ nói. Long Ca một đôi nắm tay múa mày uy vũ sinh phong, mang theo phá tiếng gió, Hổ Ca nhìn trong lòng kích động, hôm nay một trận chiến, Long Ca nhất định nổi danh, về sau này Thanh Diệp, khẳng định đến có hắn một vị trí nhỏ. Ai, lại thua rồi. Trương Huyền đứng ở nơi đó, lắc lắc đầu. Như thế nào sẽ, Thù Ca mày nhăn lại, có chút khó hiểu, tuy rằng hắn cùng Long Ca đám người lén cũng không hợp, nhưng ở cái này dưới tình huống, vẫn là hy vọng người một nhà thắng. Giai đoạn trước ra tay quá mức tấn mãnh, không hiểu lưu khí, tại đây loại rằng co dưới tình huống, thực mau liền phải kiệt lực bị thua. Trương Huyền lắc lắc đầu, cái này Long Ca, có một cổ bốc đồng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, quá thiếu thốn. Phảng phất liền ở xác minh Trương Huyền nói giống nhau, Trương Huyền nói cho hết lời còn không đến một phút, lung nội Long Ca liền liên tiếp sai lầm, bị đối phương mấy quyền đánh vào trên người, bước chân liên tục lui về phía sau, đang lúc hắn dục làm phản kích khi, đối phương cường thế khinh thân mà thượng, đánh đến hắn cuống quýt ngăn cản, cuối cùng bị một quyền thật mạnh đào ở bụng. Long Ca cả người bị này một quyền đánh giống như con tôm cung đứng dậy tới, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, trận này lôi đài tái, đến này cũng liền có rồi kết quả. Hắc Lôi muốn ra 5 người, khiêu chiến toàn bộ Thanh Diệp xã đoàn, kết quả chỉ là một người, liền khiêu chiến Thanh Diệp toàn bộ cao thủ. Hổ Ca hưng phấn thần sắc một ngưng, vội vàng nhằm phía lồng sắt, đương hàng rào sắt mở ra sau, trước tiên tiến lung đem Long Ca nâng ra tới. Ở Long Ca trong ánh mắt, lập lòe nồng đậm không cam lòng. Hàn Ôn Nhu thanh âm, lại lần nữa vang lên, còn có ai thượng? Lúc này đây, mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Không có người lại đứng ra. Hiện tại ai muốn đứng ra nói thượng, kia đối chính mình tuyệt đối là có phi phàm tin tưởng, càng cho rằng chính mình so Long Ca còn mạnh hơn, lúc này mới sẽ đứng ra. Nhưng nhìn chung toàn bộ Thanh Diệp xã, ai lại dám nói chính mình so Long Ca hiếu thắng. Trương Huyền vặn vẹo bả vai, hắn biết, chính mình không thể lại xem đi xuống, đừng nhìn Hàn Ôn Nhu kia nữ bạo Long hiện tại biểu tình tự nhiên ngồi ở chỗ kia, phỏng chừng trong lòng đã sớm cấp bốc khói. Chính mình thật sự nếu không ra tay, trời biết cái này nữ bạo Long có thể làm ra chuyện gì. Còn có người sao? Hàn Ôn Nhu lại hỏi một tiếng. Ta tới, Trương Huyền hét lớn một tiếng, ở Trương Huyền, Thù Ca, cùng với Tử Huyền tam nữ kinh ngạc trong ánh mắt, đứng dậy. Hàn Ôn Nhu ở nghe được Trương Huyền thanh âm kia trong nháy mắt, liền có một loại an tâm cảm giác, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn đến kia hình bóng quen thuộc, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Liền nghe một đạo không hài hòa thanh âm vang lên, vẫn là đến từ Thanh Diệp xã bên trong. Lăn trở về đi, không có quy củ đồ vật. Hổ Ca vẻ mặt âm trầm trừng mắt Trương Huyền, lớn tiếng quát lớn nói. Long Ca vừa mới chiến bại, hiện tại ai đứng ra, chính là cho rằng chính mình, muốn so Long Ca cường, bất đồng với người khác. Long Ca ở Thanh Diệp thanh danh, là dựa vào hắn quyền cước công phu khởi động tới, bao gồm hắn địa vị, cũng cùng hắn Ninh Tỉnh Tán đánh Á quân có trực tiếp quan hệ. Cho rằng chính mình so Long Ca cường người, không phải thuyết minh, hắn ở Thanh Diệp địa vị thượng, cũng tưởng áp Long Ca một đầu sao. Ở Hổ Ca trong mắt, Trương Huyền bọn họ, đều là con báo đầu tiểu đệ, hiện tại con báo đầu tiểu đệ đều phải đứng ra áp chính mình đại ca một đầu, hắn đương nhiên không vui. Trương Huyền có chút thần sắc quái dị nhìn mắt Hổ Ca, không nói gì. Hàn Ôn Nhu vừa mới chuẩn bị cùng Hổ Ca chào hỏi nói cũng bỏ vào bụng, nhìn bên này. Hổ Ca thấy Trương Huyền đứng ở nơi đó, không dao động, tiếp tục mắng, như thế nào, yêu cầu ta cùng ngươi nói lần thứ hai sao? Đây là ngươi đãi địa phương. Trương Huyền trầm mặc 2 giây, nhướng mày, ta không thượng, ngươi thượng sao? Nếu ngươi như vậy kiêu ngạo, không bằng liền ngươi đi lên đánh lôi hảo. Trương Huyền nói xong, tùy tay tìm Trương ghế dựa, ngồi xuống. Ta, Hổ Ca mới vừa mở miệng, đã bị Hàn Ôn Nhu thanh âm đánh gãy. Hảo A. Vậy ngươi đi lên đánh lôi đi. Hàn Ôn Nhu trực tiếp ra lệnh, tuy rằng Hàn Ôn Nhu không biết Trương Huyền cùng chính mình thủ hạ chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng nàng tuyệt đối là đứng ở Trương Huyền bên này. Đại tiểu thư, ta này. Hổ Ca cười nịnh một tiếng, chính mình đi lên đánh lôi. Vui đùa cái gì vậy, liền Long Ca đều không phải đối thủ, chính mình đi lên không phải tìm chết sao. Xem ngươi lớn như vậy bộ tịch, hẳn là thực lực cũng sẽ không kém, đi thôi. Hàn Ôn Nhu hướng lồng sắt chu chu môi. Hổ Ca liên tục xua tay, đại tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta này mới vừa cùng vị tiểu huynh đệ này nói dẫn đâu, hắn nếu muốn đánh, làm hắn đánh hảo. Xin lỗi, ta không nghĩ đánh. Trương Huyền lắc lắc đầu, ngươi lớn như vậy bộ tịch,
ta nào còn dám đánh. Hàn Ôn Nhu sắc mặt không vui nhìn Hổ ca, còn không thượng. Chờ ta thỉnh ngươi đi lên sao? Đại tiểu thư, ta này, Hổ ca lộ ra vẻ mặt khổ tướng, không biết nên nói cái gì là hảo, hắn hiện tại thực buồn bực, chính mình vì sao quát lớn một tiểu đệ, sẽ đưa tới đại tiểu thư lớn như vậy phản ứng. Muốn ta nói vài lần, Hàn Ôn Nhu sắc mặt đã thay đổi. Không phải, đại tiểu thư, ta này không phải sợ đi lên mất mặt sao? Hổ ca sắc mặt xấu hổ. Không có gì mất mặt, Hàn Ôn Nhu cười cười, thượng đi. Hàn Ôn Nhu hiện tại này thái độ, hiển nhiên đã nói rõ, không thượng không được. Ở kêu Ôn Nhu bên người, những cái đó thanh diệp xã nòng cốt, đều giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Hổ ca, đối với Trương Huyền, bọn họ làm nòng cốt, tham dự quá thanh diệp lớn lớn bé bé sự kiện, ai còn không quen biết cái này tàn nhẫn người, a Hổ kia một cái nho nhỏ đường khẩu người phụ trách, cũng dám như vậy quát lớn như vậy tàn nhẫn người. Hổ ca vẻ mặt buồn khổ, đem xin giúp đỡ ánh mắt thả ra đi, nhưng căn bản không ai để ý tới. Mau thượng A, vừa mới kêu gào thời điểm, không phải rất lợi hại sao, như thế nào túng. Thanh Diệp Tam đương ra rắn độc cười nhạo. Chương 128 không hiểu quy củ chính là ngươi. Hổ ca đứng ở nơi đó, sắc mặt so với khóc tăng còn khó coi, đại đương ra cùng Tam đương ra đều mở miệng, hắn căn bản không khác lộ nhưng tuyển. Hổ ca ánh mắt tràn ngập oán hận chừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, nếu không phải người này, chính mình sao có thể bị buộc đến bây giờ tình trạng này, hảo, còn không phải là thượng lôi đài sao, chờ lão tử từ dưới lôi đài tới, một hai phải ngươi mệnh. Cuối cùng lại hung tợn chừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, Hổ ca nhấc chân, đi vào lồng sắt giữa, so với phía trước mười mấy danh hảo thủ, Hổ ca càng thêm bất kham, bị người một chân đá trúng bên cạnh người, nháy mắt chặt đứt hai can xương sườn. Ngã xuống đất không dậy nổi. Thấy như vậy một màn, Trương Thành trong lòng miễn bàn có bao nhiêu hả giận, vừa mới còn kiêu ngạo ương ngạnh người, hiện tại liền nằm ở nơi đó, bị trọng thương. Lồng sắt cửa mở, Hổ ca tiểu đệ vọt vào đi đem chính mình đại ca nâng ra tới. Trương Huyền vừa lòng cười cười, đứng dậy chiều lồng sắt chung đi qua. Nhìn đến Trương Huyền, Hắc Hồng kia vẫn luôn bình đạm gương mặt cũng trở nên coi trọng lên, bởi vì hắn biết, đây cũng là một cái cổ võ giả. Hơn nữa thực lực tuyệt đối không yếu. Tỷ phu như thế nào thật đúng là đi vào a. Tự Uyển nhìn Trương Huyền thật sự chiều lồng sắt đi qua, có vẻ có chút nôn nóng, vừa mới, nàng cũng cho rằng Trương Huyền nói ra chính mình muốn thượng, bất quá là vì nhục nhã cái kia Long ca, kết quả phát hiện, Trương Huyền phải làm không chỉ có là nhục nhã đơn giản như vậy. Không biết, Trương Khiết lắc lắc đầu, bất quá xem tỷ phu biểu tình, rất có tự tin. Tỷ phu khẳng định so với kia nữ lợi hại. Chân dài đại mỹ nữ Tôn Lam không chút do dự nói. Trương Khiết nhìn nhiều Tôn Lam liếc mắt một cái, cô gái, ngươi chừng nào thì biến thành tỷ phu mê muội. Tôn Lam hì hì cười, không nói gì. Hổ ca bị tiểu đệ từ lồng sắt chung nâng ra tới, chặt đứt hai căn xương sườn, đau đến hắn mặt bộ biểu tình đều vặn vẹo, bất quá hổ ca từ lồng sắt chung ra tới sau, chuyện thứ nhất cũng không phải chạy nhanh đi bệnh viện, mà là tìm Trương Thành bọn họ tính sổ. Long ca cũng sắc mặt âm trầm. Chiều Trương Huyền mấy người chạm địa phương đi đến, Hổ ca là hắn huynh đệ, lần này bị người âm một phen, hắn như thế nào có thể nhẫn. Long Hổ hai đại ca mang theo bọn họ tiểu đệ, Hùng Hổ chiều Trương Thành bọn họ đi đến. Đi, đem bọn họ mấy cái, cho ta giá đi ra ngoài. Hổ ca sắc mặt thống khổ phất phất tay, trong mắt toàn là hận ý. Vài tên Hổ ca tiểu đệ vừa nghe, lập tức chiều Trương Thành mấy người bọn họ vây đi. A Hổ, người muốn làm sao? Thù ca sắc mặt có chút khó coi che ở Trương Thành trước mặt. Này không ngươi sự, lăn một bên đi. Long ca che lại bụng, đứng dậy, quát mắng một tiếng. Long ca, thù ca thấy Long ca hé răng, có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói, người này có chút không hợp quy củ. Quy củ, khi nào ta A Long giáo huấn một tiểu đệ, cũng muốn hợp quy củ. Long ca không kiên nhẫn hỏi một tiếng, tới, đem bọn họ cho ta mang đi ra ngoài, còn có kia tiểu tử. Đợi lát nữa từ lung ra tới sau, đều cho ta kéo trên núi đi. Vừa nghe trên núi hai chữ, Thù ca cùng Trương Thành đều là sắc mặt mãnh biến. Bọn họ chính là nghe nói qua, Long ca đối đãi kẻ thù, thích nhất làm, chính là đem kẻ thù kéo đến trên núi, phàm là bị hắn kéo đến trên núi người, không có một cái xuống dưới quá. Long ca bên người một đám người, sắc mặt bất thiện vây quanh Trương Thành, Tự Uyển tam nữ tự nhiên cũng thành bọn họ mục tiêu, những người này ánh mắt đánh giá Tự Uyển tam nữ. Ánh mắt kia chung có cái gì, lại rõ ràng bất quá. Long ca,
ta phải cho báo ca gọi điện thoại. Thù ca hoảng loạn lấy ra di động, hiện tại sự tình, đã vượt qua hắn khống chế. Ai hắn sao làm ngươi gọi điện thoại? Long ca người tiến lên một tay đem thù ca di động đoạt lại đây, theo sau hung hăng ném tới trên mặt đất, họ thù, nơi này hắn sao không ngươi sự, chạy nhanh lăn. Thù ca nhìn trước mặt những người này, hai chân đều có chút phát run, hắn biết, hôm nay việc này, vô pháp thiện hiểu rõ, Long ca tưởng đối phó một tiểu đệ, liền tính tiền trảm hậu tấu, báo ca cũng không có gì biện pháp, chính mình muốn tiếp tục lưu tại này, cũng đến bị ương cập đến. Không lăn nói, liền một khối kéo trên núi đi. Long ca không kiên nhẫn nói một tiếng. Thù ca thân mình ngăn, thiếu chút nữa ngã xuống, hắn ánh mắt mang theo xin lỗi nhìn mắt Trương Thành, A Thành, đừng trách huynh đệ, ta đây liền đi tìm báo ca. Mau người sao lăn, đứng ở thù ca trước người người, một tay đem hắn đẩy ra, nhìn chằm chằm Trương Thành, tiểu tử, là ngươi chủ động theo chúng ta đi, vẫn là chúng ta trước đánh gãy chân của ngươi, giá ngươi đi ra ngoài. Trương Thành nhìn này trận trưởng, hung hăng nuốt khẩu nước bọt, Long ca. Lần này sự tình, là ta làm không tốt, nhưng cùng ta này mấy cái đồng học không có quan hệ, có thể hay không không vì khó các nàng. Hổ ca lúc này đã từ xương sườn lúc ban đầu đứt gãy đau đớn trung hoãn quá mức tới, hắn ở tiểu đệ nâng hạ, đi vào tự huyền tam nữ trước mặt, liếm liếm môi, này mấy cái nữ không tồi, lão tử toàn muốn. Hổ ca, này hắn sao cùng các nàng không có quan hệ, vẫn luôn đều biểu hiện thực cung kính Trương Thành đột nhiên hô to một tiếng, này hắn sao là ta một người sự. Không cần liên lụy đến ta đồng học. Đi ngươi sao, Trương Thành trước mặt người, một chân đá vào Trương Thành trên bụng, ta lão đại tưởng động ai liền động ai, ngươi tính thứ gì, cấp lão tử đi. Tự huyền tam nữ qua lại đối diện vài lần, lại nhìn mắt lồng sắt chung, Trương Huyền giờ phút này còn ở trong lồng đứng, căn bản không chú ý tới nơi này phát sinh sự tình. Trương Khiết trong mắt có chút hoảng loạn, nhưng còn tính chấn định, Long ca đúng không, ta khuyên các ngươi không cần xúc động, các ngươi đến rõ ràng. Nàng là ai? Trương Huyền trong miệng nói nàng, đúng là Tự Huyền. Tự Huyền hít sâu một hơi, đứng dậy. Nga, nàng là ai? Long ca nghiền ngẫm nhìn Tự Huyền liếc mắt một cái. Tự Huyền lấy lại bình tĩnh, vừa mới chuẩn bị nói ra chính mình là Lâm gia người thân phận, liền nghe có một đạo thanh âm vang lên. A Long, gần nhất ngươi động tác rất đại a. Vừa nghe thanh âm này, Hổ ca cùng một chúng các tiểu đệ đều là sắc mặt biến đổi. Long ca xoay người. Nhìn người nói chuyện, xà ca. Rắn độc bàn tay thượng còn quấn lấy băng gạc, khóe miệng ngậm ý cười, đã đi tới. Nhìn thấy rắn độc, Long ca những cái đó tiểu đệ, bao gồm Hổ ca, tất cả đều gật đầu vấn an. A Long, đây là muốn làm gì? Rắn độc quét mắt Long ca này đó tiểu đệ, tò mò hỏi. Xà ca, giáo huấn mấy cái không hiểu quy củ thủ hạ mà thôi. Long ca cười cười. Không hiểu quy củ, rắn độc trên mặt lộ ra một mặt nghi hoặc. Giây tiếp theo, trên mặt nghi hoặc hoàn toàn biến mất, biến thành tàn nhẫn, đồng thời thật mạnh một cái tát chịu ở Long ca trên mặt, này một cái tát, Long ca có thể trốn, nhưng không dám trốn. Thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, Long ca sườn mặt cũng nhiều một cái năm ngón tay ấn. Xà ca, ngài đây là, Hổ ca đứng ở một bên, nhịn không được mở miệng. Câm miệng, rắn độc quát chói tai một tiếng, giống lớn nói, không hiểu quy củ. Ta xem là ngươi A Long gần nhất sống được thật tốt quá, không hiểu quy củ người, là các ngươi. Xà ca, ta không rõ ngươi ý tứ. Long ca chân mày cao lại. Chương 129 khí thế. Không rõ ta ý tứ. Rắn độc ha hả cười, A Long A, ngươi biết, hiện tại đứng ở lồng sắt người, là ai sao? Rắn độc nói, làm mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lồng sắt. Rắn độc điểm một cây yên, từng cái nhìn quét Hổ ca đám người. A Long, người của ngươi, thật là lá gan càng lúc càng lớn, ai đều dám trêu, ngươi đều dám mắng. Lúc trước đại ca Lôi Công còn tại vị thời điểm, đều đối với vị kia khách khách khí khí, các ngươi khen ngược, sống được so Lôi Công còn kiêu ngạo. Nghe được lời này, Long ca trong lòng xuất hiện một tia dự cảm bất hảo, xà ca, hắn là. A Long, ngươi ở xã đoàn thời gian cũng không ngắn, có một số việc, hoặc nhiều hoặc ít ngươi cũng nên nghe nói qua, lúc ấy chúng ta ở bóng đêm. 50 nhiều danh huynh đệ, chính là bị vị này, một người giải quyết, bát tiên lâu, chúng ta bị vòng lớn xã mai phục, cũng là vị này, một người bình định vòng lớn xã, hắc lôi nhị đương ra tới trả thù thời điểm, thủ hạ của hắn liền thu phục hết thảy, hôm nay cùng hắc lôi đánh lôi, chúng ta cũng toàn bằng vị này, mới dám kế tiếp, không thể không nói, các ngươi lá gan. Thật đúng là đại A, nói thật, ta rất bội phục các ngươi. Rắn độc mỗi một câu nói,
Long ca sắc mặt liền khó coi một phân, chờ giọng nói rơi xuống sau, Long ca đã nói không ra lời. Hổ ca đám người ánh mắt, đều có chút dại ra. Làm Thanh Diệp xã viên, đối với khoảng thời gian trước phát sinh một ít đại sự, bọn họ đều có nghe nói, cũng đều biết Thanh Diệp có như vậy một cái thần bí cao thủ, nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ tới, cái kia thần bí cao thủ, chính là một thanh niên, còn bị chính mình coi như con báo đầu tiểu đệ. So với hổ ca bọn họ sắc mặt khó coi, Trương Thành còn lại là kích động thân mình đều ở phát run. Cái kia thanh danh truyền khắp toàn bộ Thanh Diệp siêu cấp cao thủ, thế nhưng là tỷ phu. Thiên A, này quá không thể tưởng tượng đi. A Long, người người thật là làm tốt lắm, đều thành thành thật thật đãi ở chỗ này đi, nên xử lý như thế nào, từ từ xem vị kia tâm tình, nhắc nhở một chút, các ngươi thái độ, tốt nhất là hảo một chút, bằng không đại tiểu thư đều bảo không được các ngươi. Rắn độc mở miệng, hắn nói xong, hướng hổ ca dựng cái ngón tay cái, này ngón tay cái trung châm chọc ý vị, cực nùng. Hổ ca đám người, tất cả đều thấp đầu, một câu cũng không dám cổ họng, vừa mới còn cuồng vọng bọn họ, hiện tại sợ tới mức muốn chết, trong lòng phá lệ hoảng loạn. Long ca hít sâu hai khẩu khí, thanh âm trầm thấp nói, ai chọc đến sự. Một cái, một tiểu đệ, Ngân Châu Đại học, kêu Quách Cường. Hổ ca thanh âm đều phát run. Làm hắn cấp lão tử lăn lại đây. Trương Thành vui cười nhìn về phía Long ca, còn kéo chúng ta lên núi sao? Long ca bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, tiểu huynh đệ, vừa mới sự, hiểu lầm mà thôi, ngàn vạn đừng để ở trong lòng a. Tự Uyển hừ lạnh một tiếng, hiểu lầm, ngươi chờ xem, ta sẽ không làm ta tỷ phu buông tha của các ngươi. Long ca há miệng thở dốc, nói không ra lời, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, sở hữu đồ vật đều là vô dụng, muốn trách, cũng chỉ có thể tự trách mình đuôi mù đi. Rắn độc đem Tự Uyển các nàng đưa tới đằng trước ngồi, nơi này ngồi, đều là ở xã đoàn thân phận cực kỳ quan trọng người, vốn dĩ, Trương Thành ngồi ở chỗ này, còn có vẻ thật cẩn thận, nhưng hắn phát hiện, ngược lại là Thanh Diệp xã còn lại cao tầng đối đãi chính mình khi thái độ thực cẩn thận, lại cho chính mình để yên, lại cho chính mình đốt lửa, hắn lúc này mới ý thức được, tỷ phu ở Thanh Diệp xã địa vị, rốt cuộc có bao nhiêu cao, chính mình chỉ là cùng tỷ phu một đường tới mà thôi, liền có này đãi ngộ. Xem ra tỷ phu thực chịu kính trọng a. Trương Thành không biết chính là, Trương Huyền ở Thanh Diệp xã, chịu người kính trọng không có, làm người sợ hãi, kia nhưng thật ra thật sự, Trương Huyền mỗi lần động thủ, kia huyết tinh trường hợp, đã sớm thâm nhập này đó cao tầng tâm. Ngồi ở Thanh Diệp chủ vị thượng Hàn Ôn Nhu, quay đầu nhìn hạ Trương Huyền mấy người, ánh mắt nhiều dừng lại ở Tự Huyền trên người vài giây, có hình cảnh thân phận nàng, tự nhiên biết Tự Huyền cái này lâm ra người thân phận, bất quá cũng chỉ là nhìn vài lần, liền lại nhìn về phía lồng sắt kia. Lồng sắt chung. Trương Huyền đứng ở kia nữ hài trước người, không có động tác. Nữ hài nhìn Trương Huyền, cũng không động tác. Trương Huyền là không nghĩ động, đối một cái tiểu nữ hài mà thôi, còn không đáng làm hắn trước ra chiêu. Mà nữ hài kia, còn lại là không dám động, nàng phía trước gặp được đối thủ, ở động thủ trước, quang xem đối phương nện bước, là có thể biết hư thật. Nhưng Trương Huyền, nàng nhìn không thấu, ở nàng trong mắt, chính mình đối thủ, nhìn qua cả người đều là sơ hở. Nhưng nàng có một loại trực giác, chính mình chỉ cần dám động, tất nhiên sẽ nghênh đón lôi đình một kích. Thời gian một phút một giây quá khứ, Trương Huyền nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, nữ hài phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi làm ướt. Hắc Hồng phía sau, ngồi bốn người, một nam nhân trung niên, mang theo ba gã thanh niên. Nhìn trong lồng, trung niên nam nhân thở dài, các ngươi sư muội thua. Thua, ba gã thanh niên đều có chút nghi hoặc, sư phụ, này còn không có đánh đâu. Sư muội như thế nào liền thua? Khí thế, trung niên nam nhân phun ra này hai chữ, các ngươi không có lên sân khấu, không có trực tiếp đối mặt đối thủ, cho nên cảm thụ không đến cái loại này khí thế, hắn khí thế, hoàn toàn không phải ngươi sư muội có thể chống lại, bao gồm các ngươi ba cái, bất luận cái gì một cái đứng ở trước mặt hắn, đều sẽ bị này cổ khí thế sợ áp đảo, tiếp theo chàng, các ngươi cùng lên đi. Ba gã thanh niên nghe được sư phụ nói như vậy, đều không có phản bác. Toàn thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, bọn họ biết, chính mình sư phụ, sẽ không nói bậy. Trong lòng, tên kia nữ hài cái trán đã che kín mồ hôi, đại tích mồ hôi, từ trên má chảy xuống, nàng cảm giác, chính mình đối mặt, không phải một người, mà là một tòa núi lớn, nguy nga, cao lớn, che khuất ánh mặt trời, làm chính mình không thở nổi. Ở ban đầu, chính mình là không dám động, nhưng hiện tại, là hoàn toàn không thể động đậy, ngay cả tứ chi, đều cảm giác có chút mềm mại vô lực. Trương Huyền nhìn nữ hài như vậy, thở dài, hắn biết,
lại như vậy đi xuống, cái này nha đầu, rất có khả năng sẽ hỏng mất. Trương Huyền một bước tiến lên trước, nguyên bản còn khoảng cách nữ hải có 5 mét khoảng cách hắn, cảm giác ở một cái chớp mắt chi gian, liền đến nữ hải trước người, giơ lên nắm tay, mang theo một trận phá tiếng gió, chiều nữ hải múa may qua đi. Đối mặt Trương Huyền này một quyền, nữ hải liền trốn đều không có đi trốn, cả người ngốc tại nơi đó, không có bất luận cái gì động tác. Oanh! Một trận khí bạo thanh, vàng ở nữ hải bên tai, Trương Huyền này một quyền, cũng không có đánh vào nữ hải trên người, mà là đánh vào nữ hải bên tai. Đương Trương Huyền này một quyền dừng lại khi, nữ hải hai chân mềm nhũn, cả người đều sụi lơ đi xuống, ngã làm được trên mặt đất, mồm to thở hổn hển, trên người không ngừng toát ra mồ hôi, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nhà đầu, thực lực còn chờ đề cao a. Trương Huyền cười cười, hướng nữ hải giơ ra bàn tay. Nữ hải ánh mắt dừng hình ảnh ở Trương Huyền trên người vài giây, chủ động nắm lấy Trương Huyền tay, làm Trương Huyền đem chính mình kéo lên. Cảm ơn, nữ hải đối Trương Huyền nhẹ giọng nói, đây là nàng lên sân khấu lúc sau lần đầu tiên nói chuyện. Ngồi ở Hắc Hồng phía sau trung niên nam nhân, thấy như vậy một màn, lắc lắc đầu, Hắc Hồng, tránh ra lung đi, chúng ta thua. Đồng thời, trung niên nam nhân bên người ba gã thanh niên, đứng dậy. Chương 130 khí. Trong lòng phát sinh hết thảy, trừ bỏ chỉ có mấy người ngoại, không có một cái xem minh bạch, loại cảm giác này, thật giống như đánh giả tái giống nhau, Trương Huyền trống rỗng chém ra một quyền, đối thủ liền ngã xuống, nếu không phải ở đây người đều biết Hắc Lôi vị này đương ra tính cách, phỏng chừng đều mắng to ra tiếng đi. Lồng sắt hàng rào mở ra, nữ hài từ lung nội đi ra, đi vào Hắc Hồng phía sau tên kia trung niên trước người, thực xin lỗi sư phó, ta thua. Không có việc gì, đối thủ quá cường. Người có thể ở hắn khí thế hạ kiên trì thời gian dài như vậy, đã thực không tồi, lần này trở về, phải hảo hảo luyện võ, không thể lười biếng a. Là, sư phó, nữ hài gật gật đầu, ngồi vào trung niên nam nhân bên cạnh. Trương Huyền nhìn mắt lung ngoại, đối cái này nữ hài, hắn cảm giác cũng không tệ lắm, vừa rồi cùng Thanh Diệp còn lại người đánh lôi chung, nữ hài xuống tay rất có đúng mực, không có hạ nặng tay, nếu không ở vừa mới, Trương Huyền tất nhiên lấy lôi đỉnh chi thế, đem này phá hủy. Hắc Hồng phía sau, liên tiếp đi ra ba gã thanh niên, đều lưu trữ tóc ngắn, ăn mặc đỏ trắng đan sen, đồng dạng kiểu dáng đồ thể dục, chiều lồng sắt nội đi đến. Ba người. Sao lại thế này? Còn có thể ba người cùng nhau thượng. Nhìn đến Hắc Lôi bên này trực tiếp phái ra ba người, giữa sân nơi nơi đều phát ra nghi hoặc thanh âm. Hàn Ôn Nhu nhăn lại mày liễu, Hắc lão đại, người này cách làm, giống như có chút không hợp quy củ đi. Không hợp quy củ, có sao? Hắc Hồng cười một chút, tiểu nha đầu, ta vừa mới nói, là chúng ta Hắc Lôi phái ra 5 người, người của ngươi, chỉ cần có thể từng cái đánh bại chúng ta này 5 người, liền có thể, ta cũng chưa nói, không thể một chút phái ra nhiều người, cũng chưa nói, ta phái ra 5 người là từng cái lên sân khấu a. Hắc Hồng nói chuyện khi, cũng không có cố tình đi hạ giọng, làm rất nhiều người đều có thể nghe được. Nghe Hắc Hồng lời này, ở đây rất nhiều người đều ở trong lòng thầm mắng vô sỉ. Ngay cả Hàn Ôn Nhu, cũng đối Hắc Hồng có chút vô ngữ, Hắc lão đại, người cùng ta một tiểu nha đầu chơi loại này văn tự trò chơi, có ý tứ sao? Không có biện pháp a. Hắc Hồng lắc lắc đầu, đối thủ quá cường, ta nếu muốn thắng hắn, chỉ có thể xử chút kế sách, tiểu nha đầu, người cũng có thể một chút phái ra nhiều người, chỉ cần ngươi nguyện ý, đem này lồng sắt chen đầy đều được. Hàn Ôn Nhu bĩu môi, này lồng sắt tổng cộng cũng liền 30 cái bình phương, chen đầy lại có thể trang bao nhiêu người? Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, đương nhìn đến Trương Huyền cái kia ok thủ thế sau, cũng liền yên lòng. Hàn Ôn Nhu gật gật đầu, đối Hắc Hồng mở miệng nói, hảo, Hắc lão đại, ngươi là trưởng bối, liền ấn ngươi nói tới, ta Hàn Ôn Nhu cũng không có gì át chủ bài, nếu có thể đánh thắng được hắn, chúng ta Thanh Diệp liền nhận thua. Ba gã thanh niên đi vào trong lồng, bọn họ đều đem ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, muốn biết, người này rốt cuộc lợi hại ở nơi nào. Lồng sắt hàng rào phát ra một trận kim thiết vang lên thanh, hoàn toàn đóng lại. Ba gã thanh niên một chữ bài khai, cùng Trương Huyền giằng co. Bên ngoài, tên kia trung niên nam nhân hỏi hướng bên người nữ hài, vừa mới cảm giác thế nào. Hắn rất lợi hại, nữ hài nói, nhìn đến hắn thời điểm, ta vốn dĩ tưởng đánh đòn phủ đầu, lại có loại không thể nào xuống tay cảm giác, giống như đập hắn cái nào điểm, đều không thể thành công, theo thời gian, hắn mang cho ta áp lực càng lúc càng lớn. Hình như là toàn núi lớn, sư phụ, cái loại cảm giác này, so cùng ngươi đối chọi thời điểm, còn muốn khó chịu.
Ân, trung niên nam nhân nghi hoặc một tiếng, nhìn về phía Lung Nội, suy đoán nói, chẳng lẽ hắn là luyện khí? Cổ võ giữa, chia làm luyện thể cùng luyện khí hai loại, nói tóm lại, luyện khí so luyện thể muốn càng cường một ít, chẳng qua, luyện khí người, rất khó thành công giao, một vạn cá nhân chung, có như vậy một người có thể luyện thành, liền rất khó được. Ở Hoa Hạ, có một ít nổi danh khí công đại sư, đều tuổi tác pha trường, nếu nói vượt nóc băng tường có chút khoa trương, nhưng tuyệt đối có thể làm được thân nhẹ như yến, khống chế trong cơ thể khí. Sớm chút năm, có người từng phỏng vấn một người khí công đại sư, Hoa Giáp Chi Năm, lấy bụng chi khí, hút lấy một ngụm chén sứ, ba gã tráng hán hợp lực đều không thể đem này khẩu chén sứ từ khí công đại sư bụng gỡ xuống, có thể thấy được khí công, chân thật tồn tại. Ở suy đoán Trương Huyền rất có khả năng là luyện khí lúc sau, trung niên nam nhân ánh mắt, trở nên ngưng trọng rất nhiều, một người tuổi trẻ khí công sư, ở hắn phía sau, tất nhiên có một người cao thủ chỉ đạo. Trong lòng, ba gã thanh niên đối mặt Trương Huyền, tìm kiếm có thể động thủ địa phương, cổ võ luyện thể, chú ý chính là một kích phải giết, ở động thủ trước, tìm đúng đối phương bạc nhược điểm, thực thi đả kích, lúc này lấy nhiều đối không bao lâu, loại này phương pháp đặc biệt hữu hiệu. Ba người giờ phút này, liền đang tìm kiếm Trương Huyền trên người bạc nhược điểm. Trương Huyền đôi tay cắm túi, tùy ý đứng ở nơi đó. Nhưng từ dưới bàn đột phá, người này đứng tấn tùy ý, lấy này chạm tư, muốn kéo eo lực, ít nhất yêu cầu hai cái động tác, ta đánh hạ bàn, hai người một người khống chế hắn sau eo, một người từ chính diện đánh nghi binh, tranh thủ một kích chế phục. Khó, ta cho rằng áp dụng hai sườn giáp công nhất hữu hiệu, hắn đôi tay đặt đâu nội, với hắn thân thể hai sườn tiến hành công kích, nhất hữu hiệu. Có hai người một người đưa ra một loại phương pháp, người thứ ba trực tiếp đánh nhịp. Không cần suy nghĩ, động thủ, đánh hạ bàn. Lời nói vừa ra, ba người đồng thời nhích người, phân ba cái bất đồng phương hướng, chiều Trương Huyền chính diện, hạ bàn, sau eo, đồng thời công tới. Bên ngoài người, thần sắc một ngưng. Tất cả đều là góc chết, loại này tam đánh một, không hề trì hoãn. Đích xác, hơn nữa này ba cái người trẻ tuổi, tốc độ cực nhanh, muốn đến lượt ta đối mặt bất luận cái gì một người, đều sẽ nháy mắt bị thua, một người đối mặt ba người, rất khó. Một người có võ thuật bản lĩnh đường khẩu đại ca nói như vậy. Hắc Lôi cao thủ vẫn là nhiều, Thanh Diệp trước sau chỉ chiếm cứ Ngân Châu một thị, mà Hắc Lôi, lại là chiêu mộ được toàn tỉnh cao thủ A. Đây là nội tình. Đường Lung Nội ba gã thanh niên nhích người lúc sau, có thể nói, không có một người còn có thể xem trọng Trương Huyền. Trương Thành đôi tay gắt gao niết quyền, cố lên A, tỷ phu. Trương Huyền đối mặt ba người thế công, đem tay từ túi quần rút ra, vào lúc này gian, ba người công kích đã đến trước người. Một người lấy đầu gối va chạm Trương Huyền phần eo, Trương Huyền hướng trước người bán ra nửa bước, cũng liền 40cm khoảng cách, lại làm va chạm hắn phần eo đầu gối, cọ phần lưng cắt qua đi, người ở bên ngoài xem ra, lần này, là Trương Huyền vận khí tốt, hiểm chi lại hiểm tránh thoát. Nhưng ở Trương Huyền trong lòng, lại phi thường rõ ràng, đối phương này một đầu gối đâm, đối chính mình tới nói, nhìn như nguy hiểm, lại không có tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, đánh không đến, chính là đánh không đến, chẳng sợ chỉ kém một em, cũng là đánh không đến. Mới vừa tránh thoát đầu gối đâm, Trương Huyền mặt lại nghênh đón một quyền, Trương Huyền tia chớp ra tay, lấy trưởng chụp đến huy quyền người khuỷu tay, đem đối phương này một quyền chụp bay, đồng thời, lại một người tiên chân, chiều đến Trương Huyền cẳng chân chỗ. Lúc này đây, Trương Huyền không có né tránh, mà là tùy ý đối phương đá vào chính mình cẳng chân. Rút ra tiên chân người, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, hắn cảm giác, chính mình hiện tại, giống như không phải đá vào người trên người, mà là đá vào một khối thép tấm thượng giống nhau, rõ ràng chính mình là chủ động công kích một phương, lại cảm giác chân bộ nóng rát đau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.